chương 101, chị lớp trên. Phòng ăn ngự tôn. Trần Mạn Hồng và Tào Anh Kiệt, dẫn đầu bếp trưởng và trưởng kíp nhà hàng cùng nhau căng thẳng đứng chờ ở bên cạnh thang máy, vốn muốn dọn vắng hiện trường để cho hai vị tổng giám đốc an tâm dùng cơm. Nhưng tổng giám đốc Trang nói, không cần thiết quấy giày khách hàng, chỉ tới đây ăn bữa tối là được. Người chưa tới, khi thế cũng đã càn quét, hấp dẫn mọi người, tất cả giữ bình tĩnh chờ đợi, không dám để mắc chút sai lầm. Mấy người phục vụ, đang cầm khay, vừa đi về phía quầy rượu, vừa quay lại ngắm nhìn, đang suy nghĩ vị tổng giám đốc trong truyền thuyết trở về lúc nào. Đèn thang máy đột nhiên đỏ lên, con số từ lầu 1 từng tầng từng tầng đi lên trên, mọi người nhìn thấy con số bảng điều khiển thang máy đang tăng lên, ngay lập tức sửa sang lại đồng phục của mình, khẽ ho khan, tiếp tục đứng, Tào Anh Kiệt nhìn chòng chọc cửa thang máy, hai mắt lộ ra ánh sáng thật kích động. Cửa thang máy ầm ầm mở ra. Hoan Nghênh tổng giám đốc Trang tổng giám đốc tưởng đến phòng ăn ngự tôn. Mọi người lập tức kích động nhìn về phía cửa thang máy, gấp eo xuống 90 độ, trung thành và cung kính cùng kêu lên. Đường khả hình đứng ở bên trong thang máy, hoảng sợ đến trường lớn con ngươi, nhìn hai vị quản lý, đầu bếp trưởng và trưởng kíp hướng về phía cửa bên mình gấp eo xuống 90 độ, cung kính chào mình như vậy, cô trợn tròn mắt nhìn mọi người. Trước mặt không có một chút tiếng động, mọi người tất cả đều ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy đường khả hình đứng ở bên trong thang máy, muốn nặn ra nụ cười, miễn cưỡng nhìn mọi người, bọn họ thở phào nhẹ nhóm, nhìn cô chầm chầm, chuyện được dịch trực tiếp tại Dian Gian Le Quy Com, mọi web khác đều là phiên bản copy trái phép. Trần Mạn Hồng thấy đường khả hình lập tức nổi giận, gần đây bởi vì cô gây hỏa quá nhiều, nhất là chuyện của nhậm tử hiền lần trước, Trần Mạn Hồng càng không thể tha thứ, cho nên vẫn luôn không để ý đến cô, mặc cho Khả Hinh dùng mọi cách cầu xin tha thứ nhưng cô nói không để ý liền không để ý, quyết tâm xem Khả Hinh như không khí, như sương mù. Cô đứng lì ở đây làm làm gì? Hôm nay không có lớp, giờ làm việc tại sao không ở hầm rượu? Trần Mạn Hồng khàn tiếng, buông lời trách mắng đường Khả Hinh. Tôi, chấm ngoặc kép, đường Khả Hinh vẫn đứng ở góc thang máy, có chút đáng thương giải thích bởi vì lúc này tôi tan học trước, lúc trở lại gặp phải quản lý tàu, Cô ấy nhờ tôi giúp đem bình hoa bách hợp đưa đến du thuyền club, tôi liền đi. Trần Mạn Hồng vừa nghe, cặp mắt nóng lên, nhanh chóng hỏi quản lý tàu nào? Chắc chắn không phải là tôi a, à, tàu anh Kiệt mỉm cười nói. Đường Khả Hinh bất đắc dĩ, đành lẩm bẩm nói là là quản lý tàu Ngọc Tinh. Trần Mạn Hồng hừ một tiếng, cười lạnh nói, cô nói đến tên của cô ta, cả năm cái gì? Cũng bởi vì cô cả năm, cho nên cô ta mới khi dễ cô. Người của bộ phận sảnh tiệc đã chết hết sao? Sai bảo người của tôi làm gì? Nếu cô gây ra họa gì, ai chịu trách nhiệm? Con gà mái chết tiệt kia, có phải có ý xấu hay không? Đường Khả Hinh không dám lên tiếng, thấy Tào Anh kiệt dùng ánh mắt ra hiệu cho mình, cô nhẹ nhàng đi ra thang máy, mới vừa muốn tiến đến nhà hàng, chuẩn bị chạy về hầm rượu, không ngờ lúc này một bên cửa thang máy mở ra, Trần Mạn Hồng không có lưu ý, cắm đầu mắng, cô còn đứng lì ở đây làm gì? Còn không bò trở lại cho tôi! tôi vừa nhìn thấy cô đã buồn bực. Mọi người đi phía trước vừa nhìn thấy, lập tức kinh hãi. Trần Mạn Hồng cũng không khách khí nhìn vào bên trái thang máy, trợn mắt thấy Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi hai người cùng đứng ở bên trong thang máy, một người mỉm cười, một người lạnh nhạt, vẫn vô cùng khí thế nhìn mình, sau lưng tất cả lãnh đạo cấp cao và thư ký cũng ngạc nhiên nhìn mình. Trong lúc nhất thời, cô hít vào một ngụm khí lạnh, bước chân hơi loạn choạng, căng thẳng, sắc mặt tái nhợt đứng ở một bên, mặt đỏ lên, cùng đồng nghiệp khác cung kính gọi, hoan nghênh tổng giám đốc Trang, tổng giám đốc Tưởng đến phòng ăn ngựa tôn. Trang Hạo Nhiên cười như không cười liếc mắt nhìn Trần Mạn Hồng nhưng không nhịn được bật cười thoải mái nói, cách mà quản lý Trần chào đón tôi, thật là nhiệt tình a. À. Vẻ mặt Trần Mạn Hồng lập tức đau khổ, như cô gái Nhật Bản gấp eo 90 độ, vô cùng ngượng ngùng nói, thật xin lỗi, Trang tổng, tôi. Tôi, tôi vô cùng xin lỗi. Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi nhìn nhau một cái cùng mỉm cười đi ra thang máy, nhưng Trang Hạo Nhiên mới vừa đi ra thang máy, cặp mắt tự nhiên sáng lên, quay đầu nhìn về phía cô gái tóc ngắn bên cạnh, anh khẽ cau mày, bằng vào trí nhớ vô cùng tốt của mình, gọi, đường. Khả Hinh Trong lúc nhất thời, đường Khả Hinh giống như gặp tà ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên, chỉ ngây ngốc đáp nhẹ, vâng. Tưởng thiên lỗi nhíu mày, lạnh lùng nhìn đường Khả Hinh đứng ở một bên, nhìn Trang Hạo Nhiên, giống như bọn họ rất quen thuộc nhau. Trang hạo nhiên nhìn chằm chằm đường khả hinh, rũ mắt nhìn bảng tên trước ngực cô, hài lòng cười nói lần sau cẩn thận một chút. Nhớ lời tôi nói nhỏ với cô. Mặt của đường khả hinh đỏ lên. Đồng nghiệp cả phòng ăn cũng ngạc nhiên nhìn đường khả hinh, đang suy nghĩ rốt cuộc cô và tổng giám đốc Trang có quan hệ thế nào. Tưởng thiên lỗi lại nhìn cô một cái. Đường khả hinh nhìn mọi người, vội vàng muốn phủi sạch quan hệ, lắc đầu một cái. Trang hạo nhiên không nói gì thêm chỉ xoay người liếc mắt nhìn anh Kiệt ở bên cạnh, giống như không biết anh ta, cùng Tưởng Thiên Lỗi vừa nói vừa cười đi vào phòng ăn, vừa đi vào phòng ăn, vừa nhìn xung quanh phòng ăn ngự tôn, thiết kế nghiêm trang thanh lịch, lãng mạn ấm áp, nhất là vị trí cạnh cửa sổ, có thể nhìn thấy cảnh biển không có gì sánh được, thậm chí còn có thể nhìn thấy khinh khí cầu trên mặt biển, văng lên bọt sóng màu trắng xóa, anh hài lòng cười cười nói, xem ra quản lý Trần và quản lý Tào có cách quản lý mới làm cho phòng ăn này trở nên sinh động. Cảm ơn Tổng Giám Đốc khích lệ, Trần Mạn Hồng và Tào Anh Kiệt lập tức đi tới bên cửa sổ, theo vị trí chỉ định, khẽ kéo ra ghế cho hai người, Trang Hạo Nhiên mỉm cười cùng tưởng thiên lỗi đi về phía cửa sổ, đi qua một đôi mẹ con người anh đang ngồi ở trong nhà hàng dùng cơm, có một cô bé chỉ chừng 6 tuổi mặc váy nhỏ công chúa màu trắng, trải bím tóc xoan xinh đẹp, đang cầm cái mũ muốn ăn nước đá, đang lúc này nhìn thấy khuôn mặt Trang Hạo Nhiên đẹp trai giống như bạch mã hoàng tử, cô bé lập tức ngây người, không nhịn được bị chú đẹp trai trước mặt hấp dẫn. Trang hạo nhiên vừa đi tới chỗ ngồi, vừa nhìn thấy cô bé con, mắt ngơ ngác nhìn mình, anh đột nhiên cười một tiếng, nhìn cô bé mập mờ đá lông nheo. Cô gái nhỏ thở hốc vì kinh ngạc, vẻ mặt trong trước mắt đỏ lên, cái muỗng trong tay rớt xuống. What wrong, bà mẹ người anh ngạc nhiên nhìn con gái, kêu nhỏ. Trang hạo nhiên bước đến chỗ ngồi, nhẹ nhàng phong độ ngồi xuống, thấy cô gái nhỏ ở đầu kia vẫn còn đỏ mặt liếc về phía mình, anh mỉm cười. Tưởng thiên lỗi nhìn thấy bộ dáng kia của anh, cũng mỉm cười ngồi xuống, cầm lên khăn ăn khẽ vẫy ra, mới nói, sở thích vẫn khiến người ta khó hiểu như vậy. Trang hạo nhiên lập tức quay đầu nhìn về phía tưởng thiên lỗi, cố ý cười nói, thế nào? Tôi vẫn cảm thấy quan điểm thẩm mỹ của tôi rất tốt. Đoạn thời gian trước, có tin đồn cậu lui tới rất thân với một bá tước quá phụ. Tưởng thiên lỗi mở khăn ăn, Trần Mạn Hồng và Tào Anh Kiệt liền tự mình mang bao tay trắng, đặt xuống ba cái ly thủy tinh kiểu dáng khác nhau, từ cao xuống thấp, rót một chút nước ấm, nước đá và nước lọc. Đó là xì si căng đan. Trang hạo nhiên cười nói xong, liền cởi ra ô phục trắng của mình giao cho Trần Mạn Hồng, đưa tay tự mình mở cúc áo trước ngực, lại dùng ngón tay thon dài, cuốn lên cánh tay áo sơ mi, vừa cuốn vừa cười nói chẳng qua trước khi tôi trở về nước, quả thật để lại một chút tiếc nuối nho nhỏ. Tưởng thiên lỗi im lặng ngồi nhìn anh. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Thiên Lỗi cười nói, cô ấy là một nữ họa sĩ người Trung Quốc, hơn 30 tuổi, đoạn thời gian trước mới vừa tổ chức xong triển lãm tranh, cô ấy dùng thân thể của mình thực hiện một loạt tác phẩm. Ngày ấy, đúng lúc tôi đưa một công tước đi tham gia triển lãm tranh, kỳ lạ phát hiện ra người phụ nữ xinh đẹp này, đối với cô ấy, tôi vô cùng thưởng thức, cuối cùng tôi cảm thấy phụ nữ trưởng thành rất sexy và có sức hấp dẫn rất lớn, những cô gái trẻ tuổi không cách so sánh được. Ừ, tưởng thiên lỗi lạnh nhạt đáp lời, cầm nước ấm uống, từ trước đến giờ đối với sở thích anh không muốn khen tặng. Trang hạo nhiên lập tức nhìn tưởng thiên lỗi, cao mày cười nói, anh không đồng ý với ý kiến của tôi sao? Tưởng thiên lỗi có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn trang hạo nhiên, người đàn ông này trí tuệ sáng như mặt trời, gần 30 tuổi, nói, tôi có đồng ý lời của cậu hay không, điều này có quan trọng không? Quan trọng là từ lúc học mẫu giáo, cậu chỉ thích chị gái lớn ở mẫu giá đến Mỹ học trung học thì theo đuổi chị gái ở Harvard. Tôi nói như thế nào đây? Trang hạo nhiên sướng sờ, nhìn khuôn mặt bình tĩnh của tưởng thiên lỗi, chính anh cũng không nhịn được bật cười nói, không nên nói như vậy. Tôi cảm thấy tôi thưởng thức phụ nữ, có thể khác với thưởng thức của mọi người. Ừ, tưởng thiên lỗi không muốn để ý tới anh. Trang hạo nhiên cố ý nhìn anh một cái, không nhịn được cười nói, hôm nay tôi trở về, tại sao không thấy chị dâu tốt của tôi vậy? Cô ấy rất bận rộn, Tưởng thiên lỗi hời hợt, sau đó cảm giác trước mắt có một bóng dáng quen thuộc chợt lóe lên, anh hơi rũ mắt nhìn thấy đường khả hình thở gấp đi ra khỏi nhà hàng Tây, không tới một lát, lại ôm một bó hoa bách hợp, mồ hôi đầm đìa đi vào, sau đó biến mất ở quầy ba. Nghe nói tháng sau các người đính hôn, Trang Hạo Nhiên nhận lấy menu Trần Mạn Hồng đưa tới, vừa mở vừa nói. Ừ, tưởng thiên lỗi cũng nhận lấy menu mở ra, vừa xem vừa nói, phòng ăn ngựa tôn không đủ nhân viên sao tại sao một nhân viên phụ trách hầm rượu đỏ lại đi chuyển hoa? chương 102, anh ấy nói gì? Trần Mạn Hồng và Tào Anh Kiệt sướng sờ, quay đầu nhìn thấy đường Khả Hinh và Tiểu Nhu lại từ trong quầy ba đi ra, chuẩn bị sách từng bó từng bó hoa bách hợp đi về phía hầm rượu. Sắc mặt của Trần Mạn Hồng có chút lúng túng nói Tổng Giám Đốc, rất xin lỗi. Bởi vì Khả Hinh là nhân viên mới, đang tiếp nhận học bổ túc cho nên còn chưa đi làm chính thức, bình thường lúc cô ấy không có chuyện gì làm cũng sẽ ở lại nhà hàng giúp đỡ đồng nghiệp. Tưởng thiên lỗi im lặng không lên tiếng, lật một tờ thực đơn, nói tại sao trong giờ làm việc lại làm việc này. Trần Mạn Hồng lập tức giải thích bởi vì hôm nay bộ phận cây cảnh giao hoa chậm trễ. Mà nhà hàng phải cắm hoa bách hợp buổi tối, cho nên mới tăng thời gian, ngài chờ một chút, tôi lập tức bảo các cô ngưng việc. Mạn Hồng nói xong liền xoay người đi về phía đường Khả Hinh và Tiểu Nhu. Trang hạo nhiên nhìn tưởng thiên lỗi một cái, tiện tay cầm nước ấm uống một hớp nhỏ, để cho dòng nước trong lành dịu dàng chảy tràn trong khoang miệng, giống như lơ đáng hỏi, như mặt có khỏe không. Tưởng thiên lỗi ngừng tay, nhìn một món ăn nổi tiếng, nhàn nhạt ngẩng đầu lên nhìn Trang hạo nhiên, mỉm cười nói, lúc trước, cô ấy vẫn nhắc tới cậu với tôi. Tôi cũng thiếu chút nữa quên mất, lúc cậu học mẫu giáo, vừa đúng cô ấy học lớp trên. Trang hạo nhiên dừng lại, hơi mỉm cười nhìn tưởng thiên lỗi tưởng thiên lỗi cũng mỉm cười nhìn anh. Đói bụng, Trang Hạo Nhiên lập tức mở ra thực đơn, nhanh chóng xem tên món ăn, gọi một số món ăn Tây nổi tiếng, canh cá mát xây, khoai tây om thịt cừu, tôm càng nướng, gan ngỗng chiên, súp macaroni, tưởng thiên lỗi cũng chọn hai món ăn, Trần Mạn Hồng lập tức nhận lấy thực đơn đi tới phòng bếp. Tào Anh Kiệt mỉm cười tiến lên nói, hai vị tổng giám đốc muốn uống chút rượu gì không? Tưởng thiên lỗi lạnh nhạt nói, không cần nói rượu, các người họp mặt bạn cũng đi. Tào Anh Kiệt nghe vậy, không lên tiếng liếc Trang Hạo Nhiên một cái. Lúc này Trang Hạo Nhiên mới ngẩng đầu lên hơi mỉm cười nhìn Tào Anh Kiệt, trước khi trở về nước vẫn là một tên nhóc trẻ chung, trải qua 3 năm rèn luyện, cũng luyện được mấy phần chứng trạc và trưởng thành, anh tán thưởng nói, quả nhiên là tổng giám đốc tưởng có cách lãnh đạo, mới trở về 3 năm cũng đã chứng trạc trưởng thành như vậy. Tưởng Thiên lỗi mỉm cười nói, cậu ta tốt nghiệp ở học viện khách sạn hoàng gia, lấy bằng cấp loại giỏi, được phân công đến điện Bắc Kinh Ham lại trở lại nhà hàng Tây chịu thua thiệt, lãng phí nhân tài. Bình thường tôi rất nhiều công việc, cũng không có thường xuyên đích thân tiếp xúc cậu ta, lần này cậu trở lại, tự dậy dỗ cậu ta đi. Khách sạn Á Châu chúng ta cần loại nhân tài hàng đầu. Cậu ta cũng đã ở nhà hàng Tây 3 năm rồi cũng tới lúc nên thể hiện tài năng. Trang Hạo Nhiên nghe vậy khẽ mỉm cười nhìn nhìn về phía Tào Anh Kiệt. Tào Anh Kiệt đứng ở một bên, giả bộ có chút đáng thương nhìn về phía Trang Hạo Nhiên trang hạo nhiên lại nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của tưởng thiên lỗi cười nói vậy tôi nhận lại cậu ta thôi tránh khỏi ở nơi này gây thêm phiền toái cho anh vào lúc này điện thoại di động vang lên tưởng thiên lỗi im lặng lấy điện thoại di động ra vừa vặn thấy là điện thoại của như mạt anh liền nhìn trang hạo nhiên cho anh một ánh mắt xin lỗi mới nhận lấy điện thoại đáp lời ừ nghe nói hạo nhiên trở lại như mạt có chút vui sướng hỏi ừ tưởng thiên lỗi chỉ nhàn nhạt đáp Xe của em vừa lúc đi qua khách sạn, em muốn đi qua thăm cậu ấy một chút." Như Mạt mỉm cười nói. "Tốt, Tưởng Thiên lỗi lạnh nhạt lên tiếng trả lời, liền cúp điện thoại, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói, "Một chút nữa Như Mạt sẽ đến, muốn cậu ở đây chờ cô ấy." "Thật sao?" Trang Hạo Nhiên nghe vậy, rất vui vẻ, đứng lên, cười nói, "Vậy tôi phải đi chọn một chai rượu ngon cho cô ấy, cô ấy thích uống rượu Tuyết Lợi nhất." "Tào Anh Kiệt lập tức nói, "Cần chuyên gia hầu rượu không?" Không cần, tự tôi đi chọn, Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói xong, liền liếc mắt nhìn tưởng thiên lỗi hỏi, anh muốn uống rượu gì? Đến quầy rượu của tôi, lấy xích Hà Châu năm 1997 đi. Tưởng thiên lỗi nói, dạ, Tào Anh Kiệt lập tức gật đầu, sai người gọi điện thoại đến bộ phận lễ tân, lúc sau bộ phận lễ tân liên lạc, phòng tổng thống, lấy chai rượu đỏ năm 1997 cho tổng giám đốc, mới nhận thực đơn, giao cho đầu bếp trưởng ở một bên. Đầu bếp trưởng lập tức cầm thực đơn, bước nhanh tới phòng bếp. Đằng sau quầy ba, Tiểu Nhu cầm cây kéo, vừa cắt bỏ cành lá hoa bách hợp, vừa ngẩng đầu lên, có chút thần thần bí bí nhìn đường khả hình. Đường khả hình cũng cầm cây kéo giúp cô lưu loát cắt cành lá hoa bách hợp, vừa cắt bỏ vừa nhìn Tiểu Nhu, bật cười nói chuyện gì vậy. Lúc này Tổng Giám Đốc Trang vào thang máy, nói với cô, mọi người chúng tôi đều rất tò mò, cô nói nhỏ cho tôi biết, tôi không nói cho ai đâu, Tổng Giám Đốc Trang nói thầm cái gì với cô. Tiểu Nhu trợn mắt nhìn chằm chằm nhìn Đường Khả Hinh, khe khẽ hỏi. "Không có, không có, không có a." À, chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh có chút lo sợ nhìn Tiểu Nhu nói. Tiểu Nhu cố ý dừng lại, nhìn cô một cái, mới nói, "Tôi không tin. Anh ấy và cô thật giống như rất quen thuộc, còn thân thiết gọi tên của cô, còn nói cô nhớ lời các người nói nhỏ với nhau." "Không có đâu." Đường Khả Hinh bất đắc dĩ thở dài, nhìn Tiểu Nhu nói, "Đó là lúc tôi đi xuống tặng hoa." Bảng tên của tôi bị trồng ngược, bị tổng giám đốc Trang nhìn thấy nên ném tôi vào thang máy, sau đó nói cho tôi biết, ở chỗ này, cái gì cũng có thể trồng ngược, chỉ có tên của tôi không thể trồng ngược. Chỉ như vậy thôi sao? Tiểu Nhu cầm lên một bó hoa, mới vừa muốn cắt bỏ, nhưng lại phát hiện đóa hoa này thiếu cánh hoa, cô tức giận lầu bầu nói, bộ phận cây cảnh chỉ biết khi dễ người ta, biết hoa của chúng ta phải đặt ở phòng ăn, cho nên lấy hết hoa tốt, để lại cho chúng ta hoa không tốt tôi cắt 10 cành, tối thiểu có hai cành thiếu cánh hoa, thật đáng ghét. Đường khả hình mỉm cười nhặt cành hoa bách hợp thiếu cánh, cẩn thận đặt ở trong bó hoa bách hợp bị loại, nói tất cả đều cho tôi đi. Tôi đưa đến hầm rượu, tìm chai rượu rượu tuyết lợi, cắm nó vào. Vậy lúc ấy cô có căng thẳng không? Má trái của cô, chấm ngoặc kép, tiểu nhu không dám nhắc tới chuyện này. Bởi vì thật ra đồng nghiệp trong nhà hàng bọn họ đều biết chuyện má trái của Khả Hinh, nhưng bởi vì Trần Mạn Hồng cảnh cáo, cũng vì tình cảm giữa đồng nghiệp rất tốt tất cả mọi người cẩn thận không muốn nói đến có gì căng thẳng giữa tôi và anh ấy không có tiếp xúc đường khả hình nhìn hoa bách hợp cũng cắt gần xong rồi liền ôm lấy bó hoa bách hợp của mình đứng lên nhưng phát hiện vai trái của mình đau nhói đau đến nổi cô kêu nhỏ ra tiếng cô làm sao vậy tiểu nhu ném hoa bách hợp nhìn đường khả hình lo lắng hỏi đường khả hình một tay ôm hoa bách hợp đau đến người vặn vẹo đổ mồ hôi khó khăn thở một hơi vươn tay khẽ đặt ở vai trái nói đau quá vai trái của tôi có một vết thương đã từng bị đau cắm vào nhưng vết thương đã thật lâu cũng không có tái phát không biết tại sao hôm nay đột nhiên lại đau cô nên đi bác sĩ xem một chút không tiểu nhu lo lắng nói không có việc gì trong túi sách của tôi có rượu thuốc tôi đi về trước đây đường khả hinh nói dứt lời liền nâng lên hoa bách hợp có chút khó chịu rời bước muốn rời khỏi tôi đưa cô về Tiểu Nhu lập tức nói. Không cần, đợi lát nữa quản lý gặp cô, lại nói chúng ta lười biếng. Đường khả hình yếu ớt nói xong, liền ôm hoa bách hợp loại bỏ, thở hồn hển không thoải mái, rời bước đi vào nhà hàng Tây, trở lại hầm rượu mồ hôi đã đầm đìa, cô cố nén đau đớn, vội vàng để xuống hoa bách hợp, nhào tới cái bàn trước mặt, cầm thuốc giảm đau, cẩn thận nhìn đồng nghiệp phía ngoài đang căng thẳng bận rộn, cô thật sự đau đến không chịu nổi, liền nhanh chóng đóng cửa lại, nghĩ tới khu vực rượu đỏ không có lệnh của quản lý người không có phận sự không được đi vào, liền ôm chặt bả vai bước nhanh vào. run dẩy đi đến giá rượu mà Tiểu Nhu nói tránh được camera, hơi quỳ xuống, nhanh chóng cởi cúc áo com lê, chịu đựng đau đớn thấu tim phổi, buông lỏng mấy cúc áo áo sơ mi trắng, lộ ra bả vai trắng nõn, thở hồn hền, cầm thuốc giảm đau, đổ lên vị trí sau vai, đau đến thở hồn hền xoa xoa. Cửa hầm rượu đột nhiên bị đẩy ra, một bóng dáng tao nhã tự nhiên tiến vào, anh đang mang giày da màu trắng, bước tới phía trước. Đường khả hình mở chừng hai mắt, chai thuốc cầm trong tay, phịch một tiếng rớt xuống. Trang hạo nhiên dừng ở trước một chai rượu đỏ, hai mắt nhanh chóng chợt lóe, lập tức nhìn thấy bên cạnh giá rượu tuyết lợi, có bóng người chấp động, anh lặng lẽ thả chậm bước chân đi tới. Đường khả hình tái mặt, đôi tay run rẩy vừa cái cúc áo sơ mi trắng, vừa từ dưới đất đứng dậy, không dám thở mạnh muốn né tránh cái bóng dáng kia, không ngờ mới vừa xoay người, áo sơ mi còn chưa cài chặt, trước mặt có bóng người đột nhiên chấp động trước mặt của mình, cô hoảng sợ hai tay ôm đầu, kêu lên một tiếng sợ hãi, a à. Trang hạo nhiên nhanh chóng vươn tay, nắm chặt eo nhỏ nhắn của khả Hinh, ôm cô vào trong ngực, vươn tay bưng chặt cái miệng nhỏ nhắn của cô, cúi đầu dùng ánh mắt sắc bén nhìn cô. Tiêu đồng bước tới đẩy cửa, dẫn hai vệ sĩ đi tới, nhanh chóng hỏi, tổng giám đốc, tôi nghe có tiếng thét chói tai, anh không sao chứ? Vẻ mặt Trang Hạo Nhiên cười như không cười, cúi xuống nhìn đường khả hình đang trừng lớn con ngươi, giống như con chó nhỏ nhìn mình, rất tức cười, không dám nói tiếng nào, anh đột nhiên cười một tiếng, sâu kín nói, lúc này làm ảnh hưởng đến nhân viên làm việc ở nơi này. Bây giờ không sao, các người đi ra ngoài trước đi. Tiêu đồng có chút lo lắng nhìn tầng tầng giá rượu, nhưng không có một chút tiếng thở, suy nghĩ một chút, chỉ đành phải thối lui khỏi giá rượu. Cả khu vực rượu đỏ, rơi vào không khí tĩnh lặng mập mờ. Đường khả hình thở gấp, không dám động đậy, đôi tay nắm thành quả đấm nhỏ, đặt trên cơ ngực căng đầy của anh, biết chỉ cần anh buông lỏng tay, cúp áo sơ mi của mình sẽ bung ra, tức thì sẽ lộ cảnh xuân. Trang Hạo Nhiên vẫn ngừng mắt nhìn nửa bên mặt cô thật lâu, có chút ký ức xuyên vào trong não của anh, đang lúc này, nghe được ngoài cửa có tiếng động, Tưởng Thiên Lỗi nghiêm nghị đi vào khu vực rượu đỏ. Chương 103, thân phận chân thật. Hạo Nhiên, Tưởng Thiên Lỗi cất bước đi vào giá rượu. Trang hạo nhiên vừa nghe tiếng của tưởng thiên lỗi, vừa nhìn đường khả hình đã hoảng sợ đến mất hồn, khóe miệng anh khẽ nhếch lên nụ cười, nhanh chóng đưa tay chạm vào giữa ngực cô, cài lại cúc áo sơ mi cho cô. Anh, chấm ngoặc kép, đường khả hình trừng lớn con ngươi, cúi đầu xuống nhìn thấy trang hạo nhiên đã nhanh chóng cài xong cúc áo sơ mi cho mình, cô mất hồn và kinh ngạc động tác của người đàn ông này quá nhanh, trang hạo nhiên đưa ra bàn tay, nắm chặt bả vai gầy nhỏ của cô, kéo người cô qua, thân thể cô lập tức xoay lại nhìn thấy tưởng thiên lỗi đã đứng ở đầu bên kia giá rượu, dáng vẻ vô cùng cao quý, vẻ mặt rất nghi ngờ nhìn mình. Cô chợt giật mình loạn choạng một cái ngã trên giá rượu, thiếu chút nữa chống lên một chai rượu đỏ năm 1973, giống như con châu chấu vội vàng đứng thẳng người, mặt cũng đỏ lên, thật lo lắng dùng tay vuốt tóc ngắn của mình, áo sơ mi của mình, khẽ kéo váy đen của mình, sau đó trước mắt một cái, nhìn thấy com lê màu đen, trong mắt cô trợn to, hít vào một hơi, không dám nhúc nhích. Tưởng thiên lỗi cũng rú mắt liếc nhìn con lê màu đen kia, lại ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt thật kỳ quái nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên không muốn giải thích, chỉ liếc mắt nhìn bộ dáng đường khả hình đỏ bừng cả khuôn mặt, nhịn cười. Đường khả hình nuốt một ngụm nước bọt. Tưởng thiên lỗi lại nhìn đường khả hình một cái, trầm mặt từ từ đi tới. Đường khả hình cảm thấy cái bóng đen của tưởng thiên lỗi dần dần vượt lên, cô giật mình, sợ hãi rời người sang một bên, vẻ mặt run rẩy không dám nhìn anh tưởng thiên lỗi đi tới bên cạnh com lê màu đen nho nhỏ anh cúi đầu nhìn hai mắt sẹt qua một chút ý vị cũng không thể nắm bắt chậm rãi ngồi xổm người xuống nhặt lên com lê nho nhỏ đi tới trước mặt của đường khả hình đưa tới trước mặt cô im lặng nhìn cô đường khả hình trừng lớn con ngươi có chút đề phòng nhìn anh hai mắt trang hạo nhiên sẹt qua một chút ý trêu đùi nhìn bọn họ đường khả hình vẫn nhìn nét mặt của tưởng thiên lỗi dường như thấy anh không định trách phạt mình, bàn tay nhỏ bé run rẩy cầm lấy com lê, nhìn hai người đàn ông một cái, cuối cùng rất mất mặt ở trước mặt bọn họ lúng túng mặc vào com lê đen. Tưởng Thiên lỗi im lặng không lên tiếng, nhìn cô cài xong từng cúp áo, mới chậm rãi hỏi chọn rượu xong chưa? À, Đường Khả Hinh nhìn anh khẽ đáp một tiếng, không có hỏi cô. Tưởng Thiên lỗi lạnh nhạt nói, Trang Hạo Nhiên hơi ngẩng đầu, xoay người nhìn chai rượu tuyết lợi trước mặt mỉm cười nói, tôi còn tưởng rằng nơi này có Oloroso Tây Ban Nha năm 1755. Tưởng thiên lỗi dương mắt nhìn anh. Đường khả hình cũng có chút ngạc nhiên nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên đột nhiên xoay người nhìn về phía đường khả hình, mỉm cười nói thế nào. Nhìn ánh mắt của cô, cô hiểu Oloroso sao? Đường khả hình nhìn giá rượu tuyết lợi, sắc mặt cô trở nên bình tĩnh nghiêm túc, nói ra đặc điểm của loại rượu này oloroso tây ban nha được gọi là rượu tuyết lợi tuyệt vời hàng đầu trải qua thời gian thử nghiệm thậm chí thợ trưng cất rượu cũng không dễ dàng làm cho những mùi vị khác che giấu mùi vị đặc trưng của nó nhưng rất nhiều người yêu thích tuyết lợi cũng cảm thấy mùi thơm của nó rất nồng có chứa mùi hạch đào rõ ràng nếu uống từ từ sẽ cảm nhận được thể rượu êm dịu mềm mại như tơ lụa chậm rãi chảy vào bên trong thân thể sẽ cho người ta có cảm giác thỏa mãn thật sâu mà Oloroso đứng đầu bởi vì có trăm năm lịch sử lâu đời, cho nên có số người sẽ không thích cảm giác quá khô lạnh, mà thích cho thêm một chút đường vào ly, rượu tuyết lợi sẽ tỏa ra mùi vị cam tươi. Loại rượu tuyết lợi này dùng để kết hợp với món ăn rau củ hạt, hoặc có thể kết hợp với món hầm sẽ có mùi vị vô cùng tinh tế. Nó còn được đặt tên là Seri, ngoài Tây Ban Nha, ở Anh cũng rất được ưa chuộng, thậm chí được gọi là Vương Tử, mà Shakespeare cũng gọi nó là Ánh Mặt Trời Tây Ban Nha ẩn trong chai. Trang hạo nhiên nghe đường khả hình nhanh chóng nói ra đặc điểm của rượu tuyết lợi như vậy, đột nhiên cười một tiếng, chậm rãi nói, nếu như hôm nay không có Oloroso năm 1755, cô sẽ chọn cho chúng tôi rượu gì? Tưởng thiên lỗi im lặng nhìn đường khả hình. Đường khả hình bình tĩnh nói, tôi muốn xem trước thực đơn. Trang hạo nhiên nhìn cô, từ tốn nói tên vài món ăn. Đường khả hình nghe xong liền xoay người, chuyên nghiệp đeo lên bao tay trắng, nhìn lướt qua từng loại rượu tuyết lợi, Nhanh chóng chọn một chai rượu Tuyết Lợi năm 2002, một tay cô nhẹ nắm cổ rượu, một tay nhẹ nắm đáy chai, chuyên nghiệp mở nhãn chai rượu, đứng ở giữa hai người Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi, nhẹ nhàng giải thích nói: "Rượu Tuyết Lợi năm 2002, đến từ Vibranta Tây Ban Nha, vùng đất này rất giàu đá vôi, vào mùa mưa có thể nhanh chóng hấp thu nước, đến lúc đất khô giáo tạo thành lớp vỏ cứng. Ánh mặt trời sẽ phản chiếu xuống cây nho, đồng thời cung cấp dưỡng khí cho rể cây nho." cho nên thể rượu ngọt ngào, kết hợp với món ăn hôm nay sẽ không có gì bằng, nhưng nếu cẩn thận để đạt được hiệu quả, tôi đề nghị, trước tiên đưa một ly rượu này vào phòng bếp, để cho đầu bếp nếm thử, nhất định sẽ nấu món ăn thích hợp với tâm ý của thực khách. Trang hạo nhiên bình thản lắng nghe, hai mắt hơi lóe lên vui vẻ, sau đó im lặng đi ra ngoài. chương 103, Thân phận chân thật 2 Sau khi tưởng thiên lỗi chờ Trang hạo nhiên đi khỏi, liền nhìn chằm chằm đường khả hinh đường khả hình cũng có chút căng thẳng ngẩng đầu lên nhìn tưởng thiên lỗi cô muốn cái gì tưởng thiên lỗi đột nhiên nhìn đường khả hình chậm rãi mở miệng à đường khả hình có chút không hiểu ngẩng đầu nhìn anh sắc mặt của tưởng thiên lỗi cứng rắn tiến lên một bước nắm chặt cằm của cô nâng mặt của cô nhìn vết sẹo bên trong mái tóc ngắn đanh giọng nói tôi hỏi cô muốn cái gì anh 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 có ý gì đường khả hình căng thẳng ngẩng đầu nhìn tưởng thiên lỗi đôi môi run run hỏi tôi có chút thương hại cô là bởi vì ba năm trước đây tôi nợ cô một đoạn đường làm cho khuôn mặt của cô trở nên như vậy nhưng tôi không cho phép một người má trái không trọn vẹn ở khách sạn của tôi có chứa ý đồ nhất thời ánh mắt tưởng thiên lỗi phát ra tia sáng rất đáng sợ trong lòng của đường khả hinh đau xót hai mắt rưng rưng nhìn anh nghẹn ngào hỏi tôi 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 hình dáng này của tôi còn có thể có chứa ý đồ gì tưởng thiên lỗi nở nụ cười buông lỏng chiếc cằm nhỏ nhắn của cô, nói, nếu cô còn muốn tiếp tục ở lại chỗ này, tốt nhất cô không nên để lộ ra một chút tài năng như vậy. Cũng đừng tự mãn, cô biết người lúc này là ai không? Trang, Trang, Tổng Giám Đốc Trang, chấm ngoặc kép, đường khả hình vẫn chảy nước mắt nhìn tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi nghe được câu này, nở nụ cười chế giễu nói, đừng tự cho rằng hiểu một chút rượu như vậy thì dám ở trước mặt người ta múa rìu. Thu hồi trò hề của cô đi sẽ không ai để cho cô dễ dàng nhảy lên xe của cậu ta không như ba năm trước đây đâu ba năm trước cô đã từng vứt bỏ cơ hội thi chuyên gia hầu rượu lần đó vì má trái của cô bị phá hủy tỉnh táo một chút đi cô có cởi bỏ mấy cúc áo cũng sẽ không có bao nhiêu tác dụng nước mắt đường khả hinh lăn xuống nhìn anh tưởng thiên lỗi trầm mặt nhìn cô một cái rồi im lặng đi ra ngoài đường khả hinh ngã trên mặt sàn trên mặt vẫn cảm giác đau đớn không muốn nghĩ đến lời nói mới rồi của Tưởng Thiên lỗi nhưng không ngừng vươn tay run rẩy lau đi nước mắt trên mặt. Khả Hinh, Trần Mạn Hồng sải bước đi tới. Đường Khả Hinh nghe gọi, ngay lập tức đứng dậy, lau khô nước mắt, nghẹn ngào đáp một tiếng: "Ai?" Trần Mạn Hồng đi tới nhìn bộ dáng Đường Khả Hinh như vậy, ngạc nhiên hỏi cô làm sao vậy? "Không có việc gì, mới vừa rồi bụi bay vào mắt." Đường Khả Hinh lập tức trả lời. Trần Mạn Hồng nghe vậy nên cũng không để ý tới nói, vậy thì tốt. Cô nói xong liền đeo lên bao tay trắng, tiện tay cầm một chai rượu tuyết lợi Amontillado, nhắc tới quan sát màu sắc, sau khi hài lòng, liền xoay người đi ra ngoài. Đường khả hình ngây ngốc nhìn quản lý cầm chai Amontillado 10 năm bước nhanh ra ngoài, cô cũng mở mịt đuổi theo Trần Mạn Hồng đi ra ngoài, mới vừa đi ra đến quầy ba, thấy Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi vẫn ngồi tại chỗ, nhẹ nhàng cười nói, cô ngạc nhiên nhẹ nắm tay Trần Mạn Hồng, cẩn thận hỏi, quản lý, Tôi có chuyện muốn nhờ cô giải đáp một chút. Trần Mạn Hồng nghe vậy, liền ngạc nhiên hỏi, chuyện gì vậy? Tổng giám đốc trang của chúng ta, anh ấy là ai? Anh ấy còn có thân phận khác không? Đường Khả Hinh cảm thấy câu nói của Tưởng Thiên Lỗi có ẩn ý khác, nên tò mò hỏi. Trần Mạn Hồng ngạc nhiên câu hỏi của Đường Khả Hinh, nhưng vẫn nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, anh mặc áo sơ mi màu xanh dương, quần tây màu trắng, ngồi ở trước cửa sổ sát đất, bộ dáng giống như hoàng tử nâng lên một ly nước ấm hấp một ngụm nhỏ, mỉm cười xoay người nhìn cảnh biển phía ngoài cửa sổ, lịch sự đẹp trai, hấp dẫn bốn phía, cô cũng có chút say mê cười nói có phải cô cũng cảm thấy anh ấy rất đẹp trai hay không? Không chỉ đẹp trai, còn thưởng thức rất tốt, cô nhìn đồng hồ Omega màu đen trên cánh tay gợi cảm của anh ấy kia, có phải rất mê người hay không? Tôi thích nhất đàn ông đeo đồng hồ. Đường khả hình bất đắc dĩ nhìn Trang Hạo Nhiên một cái, miễn cưỡng nói, không phải tôi muốn biết những thứ này. Ngoại trừ anh ấy có thân phận là tổng giám đốc và đẹp trai, anh ấy còn có thân phận khác không? Ví dụ như, anh ấy, anh ấy hiểu rượu đỏ không? Trong lúc nhất thời, Trần Mạn Hồng xoay đầu lại nhìn đường Khả Hinh, ngạc nhiên cười nói cô nói cái gì? Anh ấy hiểu rượu đỏ không? Chuyện gì vậy? Cô biết anh ấy là ai không? Anh ấy là người thừa kế tương lai tập đoàn khách sạn Hoàn Cầu. Nghe nói lúc 10 tuổi, anh ấy cũng đã có thể ngửi được 100 loại rượu đỏ rồi cho tới bây giờ cũng không có người nào dám ở trước mặt của anh ấy nhắc tới rượu đỏ. Nếu không, làm sao anh ấy một tay trông coi sản nghiệp khách sạn cả Âu Mỹ? Ở Pháp và Tây Ban Nha, anh ấy có trang trại rượu, đếm không xuể. Rất nhiều rượu đỏ ở khách sạn chúng ta cũng xuất từ trang trại rượu của anh ấy. Đường khả hình ngây người, sâu kín quay đầu nhìn về phía trang hạo nhiên, không biết nghe tưởng thiên lỗi nói gì, lại cười to, rất nhàn nhã tự tin, phong cách hiên ngang, chân của cô đột nhiên mềm nhún, tay không tự chủ đụng phải cái đồng hồ nhỏ của người nào đó để trên quầy ba. Đồng hồ để bàn rất xuống, vang lên tiếng động nho nhỏ. Lúc này Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu lên nhìn thấy bộ dáng lúng túng của Khả Hinh, lặng lẽ mỉm cười. Như mà tiểu thư tới, có tiếng kêu khẽ, chương 104, đừng nên yêu. Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên nghe tiếng gọi, cùng ngẩng đầu lên nhìn về phía lối vào phòng ăn. Hôm nay như mặt mặc váy ngắn màu hồng không có tay, bên hông mảnh mai thắt đai lưng màu đen, nơi nếp váy thêu hoa văn chỉ đen, mang giày cao gót màu hồng khảm viên kim cương đen, tay cầm túi sách Gucci, dịu dàng tao nhã đi tới, nét mặt tươi cười. Trang hạo nhiên vui vẻ đứng lên, ngẩng khuôn mặt đẹp trai mê người tươi cười đi về phía như mặt, giang hai cánh tay, nói tôi nhớ cô muốn chết. Như mặt đỏ mặt nhưng cũng hết sức kích động bước nhanh nhào vào trong ngực trang hạo nhiên, đôi tay khẽ đặt ở hông của anh, dịu dàng nói tôi cũng nhớ anh. Trang Hạo Nhiên lại cười vui vẻ, ôm lấy Như Mạt vào trong ngực, nói: "Gần đây cô khỏe không?" "Khỏe, rất khỏe." Chấm ngoặc kép, Như Mạt mỉm cười gật đầu. Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở ghế trên, nhìn Như Mạt tựa vào trong ngực Trang Hạo Nhiên, dịu dàng như nước, liền im lặng bưng ly nước, hớp một ngụm nhỏ. "Ngồi đây, lúc này tôi chọn món ăn cô thích ăn, tôi còn đặc biệt chọn amontilado cho cô." Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhẹ đỡ hông của Như Mạt, cùng đi đến chỗ ngồi sau đó ở giữa hai người hết sức lịch sự kéo ra một chỗ ngồi cảm ơn như mặt ngồi xuống dịu dàng nhìn về phía trang hạo nhiên nói anh vẫn săn sóc rất chu đáo so với thiên lỗi tốt hơn nhiều tưởng thiên lỗi chậm rãi quay mặt sang nhìn về phía như mặt hôm nay trang điểm hết sức mềm mại động lòng người ăn mặc thanh nhã hơn so với bình thường hôm nay càng lộ vẻ trong sáng mê người anh hai mắt hiện lên dịu dàng nói anh đối với em có gì không tốt cậu ta đi anh quốc nhiều năm mới vừa trở lại, kéo ghế cho em thì thật tốt sao? Như mặt quay đầu nhìn tưởng thiên lỗi, hai mắt cũng lộ ra một chút ngọt ngào. Trang hạo nhiên nhìn hai người bọn họ liền bật cười nói, tôi dịu dàng săn sóc, cũng sẽ không bởi vì tôi đi Anh Quốc bao nhiêu năm mà biến mất. Có trời mới biết, tôi thương yêu như mặt nhất. Như mặt nghe được câu này liền quay đầu nhìn về phía trang hạo nhiên mấy năm không gặp đã rất trưởng thành và đẹp trai, có dòng máu tao nhã quý tộc của người Anh, nhưng vẫn rất thuần chất, cô xúc động cười nói, nói chuyện vẫn như vậy. Tôi lớn hơn anh một tuổi đấy, là lớn 11 tháng, Trang Hạo Nhiên nhìn như mặt, rõ ràng vui vẻ. Như mặt bất đắc dĩ nở nụ cười, nói, hôm nay lúc tôi đi ra ngoài cha vẫn còn hỏi, lúc nào thì anh đến nhà một chuyến để đánh một ván cờ với ông ấy. Không thể, Trang Hạo Nhiên nhìn tưởng thiên lỗi một cái, hơi mỉm cười nói, hiện tại đang là lúc nhạy cảm, chúng tôi không thể tiếp xúc nhiều với người nhà của cô, như mạt không hiểu những lời này, nhìn về phía tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi im lặng nhìn Trần Mạn Hồng cẩn thận dẫn nhân viên phục vụ, nhẹ nhàng không người chào hỏi rồi để cho các lệ cẩn thận đem ly rượu tulip đặt xuống ở trước mặt bọn họ, sau đó đem Amontillado, mỉm cười mở trước bàn ăn của hai vị tổng giám đốc và thị trưởng phu nhân, nói đây là Amontillado Tây Ban Nha năm 1999. Đây là rượu tuyết lợi như mà thích uống nhất, cô mỉm cười nhìn về phía trang hạo nhiên. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, nở nụ cười rồi. Trần Mạn Hồng tự mình đeo lên bao tay trắng, nhận lấy rượu tuyết lợi, dùng dao mỏng cắt ngang cổ chai rượu một vòng, mở nắp rượu, lại dùng dao xoay tròn, nhanh chóng xoay nút gỗ, thông qua nút gỗ, chuyện được dịch trực tiếp tại Điền Gian Le Quy mọi web khác đều là phiên bản copy trái phép. Giờ nút gỗ người một cái, xác nhận thể rượu nguyên vẹn mới làm theo lời căn dặn của Trang Hạo Nhiên, không cần giải rượu, một tay cầm khăn tay màu trắng, một tay nắm đáy chai, cẩn thận châm nửa ly rượu tuyết lợi cho như mạt, rồi châm nửa ly rượu tuyết lợi cho trang hạo nhiên, sau đó dùng khăn tay trắng lau nhẹ miệng chai, cẩn thận cầm nút gỗ đóng vào chai rượu, ngay sau đó cắm vào trong thùng đá. Tào Anh Kiệt lập tức tiến lên, mang ly pha lê để trước mặt của tưởng thiên lỗi, mở chai rượu đỏ năm 1997, cẩn thận rót ra, lui về phía sau một bước, lau nhẹ miệng chai, đóng nút gỗ, đặt chai rượu xuống rồi mỉm cười lui về phía sau một bước. Trang hảo nhiên và Tưởng Thiên Lỗi cùng như mặt ba đã từng từ nhỏ lớn lên cùng dơ ly rượu. Sau khi cẩn thận chạm cốc, mút nhẹ, tất cả đều vui vẻ mỉm cười. Trần Mạn Hồng nhìn thấy bọn họ hài lòng uống rượu, ngay lập tức xoay người đi về phía phòng bếp chuẩn bị mang thức ăn lên. Lúc này, chấm ngoặc kép như mặt vẫn không có quên đề tài lúc này, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, dịu dàng hỏi các người nói đến chuyện của Vĩ nghiệp, xảy ra vấn đề gì sao? vẻ mặt tưởng thiên lỗi không thay đổi nhìn về phía như mặt, nói đây là chuyện làm ăn, không có liên quan đến em. Nhưng em muốn biết có liên quan đến chuyện anh ấy trúng đạn không? Như mặt có chút căng thẳng nhìn tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi nhìn ánh mắt quan tâm của cô, giọng nói có chút cứng rắn, không có. Vậy thì vì chuyện gì? Như mặt dịu dàng vội vàng hỏi. Trang hạo nhiên im lặng nhìn về phía như mặt, ở trên mặt đã biến mất vui vẻ, nâng rượu tuyết lợi, uống một ngụm nhỏ, Nghĩ tới cô gái chọn Oloroso ở trong kho rượu lúc này. Hai mắt Tưởng Thiên lỗi thoáng qua ánh sáng không vui, nói anh ta tạm thời gác lại dự án khách sạn dưới nước của tập đoàn Á Châu chúng tôi. Như mặt hơi sừng sốt, không nghĩ tới là chuyện này, cô im lặng cúi đầu. Lúc này, Trang Hạo Nhiên nâng lên khuôn mặt tươi cười, phá tan bầu không khí nói, cô thả lỏng một chút, đôi khi doanh nghiệp và chính phủ sẽ có một chút mâu thuẫn. Hôm nay tôi cũng đã hủy bỏ dự án này như mặt ngẩng đầu lên, có chút xin lỗi nhìn tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi im lặng không lên tiếng, chỉ nâng lên rượu đỏ, ngửa mặt uống một hơi cạn sạch. Như mặt đau lòng khẽ cắn môi dưới, nhìn anh, vừa định nói gì nhưng ngại nói sai, chỉ đành miến cưỡng cười nói, chuyện vĩ nghiệp chúng đạn lần trước, đã làm em sợ hãi. Cha và mẹ đều hết sức lo lắng, em cũng rất, rất, rất lo lắng. Sắc mặt của tưởng thiên lỗi cứng ngắc, thấy Tào Anh Kiệt rót rượu đỏ, anh không từ chối. Trang Hạo Nhiên khẽ mỉm cười, nói, hiếm thấy vợ chồng các người tình cảm, tự nhiên phải quan tâm. Như mặt nhìn về phía tưởng thiên lỗi, giờ phút này ở trong mắt cô chỉ có tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi không nhìn như mặt, chỉ cầm rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Đừng uống nữa, chấm ngoặc kép, như mà đau lòng nhìn về phía tưởng thiên lỗi. Vào lúc này điện thoại di động vang lên. Đông Anh cầm điện thoại tưởng thiên lỗi, sau khi nghe xong liền bước tới trước mặt của anh, dịu dàng nói, Tổng Giám Đốc, bên Nhật Bản gửi tài liệu khẩn cấp, muốn anh ký. Xin lỗi không tiếp được, tưởng thiên lỗi nói xong, liền lạnh lùng ném khăn ăn, xoay người đi ra khỏi phòng ăn. Như mặt có chút căng thẳng xoay người, nhìn theo bóng lưng anh đi khỏi, hai mắt rưng rưng. Trang Hạo Nhiên nhìn bộ dáng của cô, mỉm cười nói, đi đi. Như mặt nhìn Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên khẽ thở một hơi, ngón tay nhẹ vuốt mép ly, bất đắc dĩ nhìn cô gái đã từng là hồng nhan chi ký, cười nói, đi đi, không đi cô có thể an tâm ăn bữa cơm với tôi sao? Tôi đi một chút sẽ trở lại, như mặt lập tức cầm túi sách đứng lên, đi ra ngoài phòng ăn. Trang hạo nhiên một mình, tao nhã ngồi tại chỗ, nhìn mặt biển xanh bao la ngoài cửa sổ, sóng lớn mãnh liệt, gió thổi sóng xô, bọt sóng bắn lên trắng xóa, anh khẽ mỉm cười. Văn phòng điều hành của Tổng Giám Đốc, cửa thang máy nhanh chóng mở ra, tưởng thiên lỗi xảy bước đi ra thang máy, đi về phía văn phòng của mình. Như mặt đi ra khỏi thang máy, nhìn thấy bóng lưng tưởng thiên lỗi, mặc dù rất vội vàng nhưng vẫn phải thả chậm bước chân, mỉm cười chào nhân viên bộ phận hành tránh, sau đó mới đi theo tưởng thiên lỗi đi vào văn phòng. Tưởng thiên lỗi nhanh chóng cởi áo khoác màu đen, ném trên ghế salon, giống như không nhìn thấy như mặt, ngồi ở trước bàn làm việc, thấy tài liệu để ở trước mặt, anh nhanh chóng mở ra, xem nội dung phía trên. Đông Anh không dám tự tiện tiến vào, lui về phía sau một bước, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Như mà rơi lệ nhìn tưởng thiên lỗi lạnh lùng với mình, liền đau lòng nghẹn ngào nói, anh thông cảm cho em một chút không được sao. Hai mắt tưởng thiên lỗi lóe ra tia ánh rất bén nhọn, nhanh chóng nhìn tài liệu trước mặt. Như mà đau lòng nhìn người đàn ông mình yêu mến nhất ở trước mặt, khó khăn nói, em là đứa bé được cha mẹ nhận nuôi, nếu không có hai người già bọn họ, có thể em đã sớm chết đói ở đầu đường kể từ khi em vào nhà họ tần cha rất tốt với em mẹ rất tốt với em vĩ nghiệp đối với em tốt hơn bọn họ xem em giống như người thân nếu không phải bởi vì yêu anh thì đâu xảy ra chuyện không thể quay lại được mỗi đêm đối mặt với vĩ nghiệp em đều rất áy náy nhưng em không có cách nào bởi vì em yêu anh suốt cuộc tưởng thiên lối lạnh lùng ngẩng đầu lên nhìn về phía như mặt bây giờ đã khóc thành người lệ anh nắm chặt bút máy nói, ở trong mắt em, dường như bất cứ lúc nào anh cũng muốn mạng tần vĩ nghiệp. Ngày đó anh ta trúng đạn, em đừng nói, em không có nghi ngờ anh chứ. Như mặt ngẩng đôi mắt đẫm lệ nhìn tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi đè nén cảm xúc, cố nén tức giận nói, tưởng thiên lỗi anh muốn một phụ nữ, không đến nỗi phá hủy người kia để có được cô ấy. Nếu không phải là bởi vì tôn trọng em, anh sẽ không để cho em nằm ở trên giường một người đàn ông khác mặc dù anh ta không có cách nào động tới em. Như mặt im lặng cúi đầu, nước mắt từng viên lăn xuống. Em không cần thẳng thắn thừa nhận, trong lòng của em, anh ta có vị trí nhất định, như vậy chúng ta cũng đừng suy nghĩ quá nhiều. Tưởng thiên lỗi lại lạnh lùng nói. Điều này đối với em không công bằng, như mặt bật khóc nói, không phải anh cũng có vợ chưa cưới sao. Tương lai của anh chắc chắn sẽ không giống như em, một mình phòng không gối chiếc, mà anh muốn cùng cô ấy hàng đêm chung đụng đó là chuyện dễ dàng em nhìn các người sắp đính hôn lòng của em không đau sao đây là do em lựa chọn tưởng thiên lỗi tức giận nhắc nhở cô như mạt nghe nói như thế lòng như đau cắt nước mắt từng viên lăn xuống khổ sở nói em lựa chọn em lựa chọn được sao em không có lựa chọn khác em bị cha mẹ vứt bỏ được cha mẹ nuôi nhận nuôi yêu anh lại bị ép gả cho anh ấy em có thể lựa chọn sao sai lầm lớn nhất trong đời này của em chính là yêu anh Tưởng Thiên Lỗi ngẩng đầu lên nhìn về phía Như Mạt, nhẫn tâm nói, vậy thì đừng nên yêu. Như Mạt ngẩng đầu lên nhìn bộ dáng rất vô tình của Tưởng Thiên Lỗi, trong lòng của cô đau nhói, buồn bã xoay người bước nhanh đi về phía trước, đôi tay nắm chặt tay cầm cửa, khổ sở kéo cửa ra, Nhậm Tử Hiền lạnh lùng đứng ở giữa cửa, nghiêng người ôm vai nhìn thẳng. Như Mạt kinh ngạc đến ngây người nhìn cô, nước mắt lăn xuống. Chương 105, chọn đời mãn kiếp. Tử, Tử, Tử Hiền chấm ngoặc kép, như mặt cố kỵ nhìn cô, chớp mắt lệ. Tưởng thiên lỗi ngồi ở trong văn phòng, nghe gọi như thế, mặt cứng lại, cũng không có ngẩng đầu lên mà tiếp tục xem tài liệu. Tử hiền ôm vai, cười như không cười quay đầu nhìn về phía như mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt, thật sự nhìn thế nào thế cũng động lòng người. Cô đột nhiên mỉm cười, nói tại sao cô lại khóc vậy? Tôi, chấm ngoặc kép, như mặt vội vàng lau nhẹ nước mắt trên mặt, nhẹ nhàng nói, chỉ nói một chút chuyện nhạy cảm, cho nên... Tử Hiền thở dốc một hơi, có chút bất đắc dĩ nói, cho dù cha mẹ của tôi cũng không có cách nào đối với tôi, nói tôi rất tỉnh táo đối mặt với vấn đề, sẽ không dễ dàng rơi lệ, nhưng phụ nữ yếu ớt, có lúc thật đáng yêu, làm cho người ta rất thương tiếc, nhất là muốn đàn ông yêu. Mặt của Như Mạt đỏ lên. Tử Hiền bật cười nhìn về phía Như Mạt, nói thật đúng là nhiều khi phụ nữ tình nguyện làm một thiên sứ khổ sở, mà không phải dũng sĩ kiên cường. Có chuyện gì đi vào nói. Giọng nói lạnh lùng của Tưởng Thiên Lỗi truyền đến. Tử Hiên ngẩng đầu lên, nhìn vào bên trong, Tưởng Thiên Lỗi vẫn ngồi ở trên bàn làm việc, lạnh lùng phê duyệt tài liệu, lại nhìn về phía Như Mạt, người phụ nữ đáng chết này, ngay cả sau khi mình xuất hiện cũng không chấp nhận rời khỏi người đàn ông này nửa bước, chính là muốn đơn độc sống chung cùng người đàn ông này, ngày ngày vụng trộm chạy trốn, cô hừ lạnh một tiếng, hơi khinh bỉ nhìn Như Mạt nói cô muốn đi ra ngoài hay muốn đi vào. Nếu cô đi ra ngoài tôi tránh đường cho cô để cho cô đi nếu cô đi vào thì chúng ta cùng nhau vào như thế nào tôi chấm ngoặc kép như mạt nắm chặt túi sách không biết nên làm sao hai mắt bối rối tử hiền a à một tiếng cười lạnh nhướng mày không thể tin nổi nhìn người phụ nữ không biết xấu hổ tôi chấm ngoặc kép như mạt không nhịn được ngẩng đầu lên tiếp xúc ánh mắt mãnh liệt của tử hiền trái tim cô chợt đập mạnh hoảng sợ đến không nhịn được lui về phía một bước Tử Hiền thu lại nụ cười, khẽ cắn răng, hai mắt lóe lên oán hận, nhưng vẫn ôm vai, giống như nữ chủ nhẹ nhàng cất bước đi vào văn phòng. Hôm nay cô mặc váy ngắn màu đen đeo dây thắt lưng màu vàng gắn hạt châu thật to, buộc tóc đuôi ngựa thật cao, giày bót ý màu đen, dáng vẻ cao ngạo, ngồi ở trên ghế salon, dựa vào thành ghế, cặp đùi đẹp thon dài bắt chéo, giống như con mèo, lười biếng tao nhã. Như mặt đứng ở cửa bên, nhất thời cảm giác như sinh mạng của mình mỏng manh hèn mọn, đứng ở một góc nào đó trong thế giới, cũng không thể chịu nổi một tác động, trong mắt cô khẽ chấp, nhớ tới lúc nhỏ, mình được tần trung dẫn tới một biệt thự giống như tòa lâu đài, lần đầu tiên trong đời, cô nhìn thấy tòa nhà họ tưởng cao to hùng vĩ, ngăn nắp chỉnh tề, người giúp việc xinh đẹp nhưng vẻ mặt không chút tình cảm, mọi người lần lượt đi lướt qua thân thể nhỏ yếu của mình, những hình ảnh kia từng mảng lóe lên. Những khuôn lạnh lùng đến nay vẫn còn mới mẻ trong ký ức, từng món ăn tinh xảo, từng đóa hoa xinh đẹp mềm mại, mình hoảng sợ núp ở trong ngực cha nuôi, đôi mắt to sáng ngời, nhìn mọi thứ trước mặt, bàn tay nhỏ bé không nhịn được níu chặt. Sau đó ánh nắng ban mai chiếu vào trong phòng khách sang trọng. Một bóng dáng tao nhã chợt tiến vào trong phòng khách. Tất cả người giúp việc, tay bưng món ăn, cung kính chào anh. Nghe nói anh là con trai trưởng của nhà họ Tưởng, 6 tuổi đã được cha đưa lên vị trí đứng đầu công ty, tham gia vào các cuộc hội nghị có yếu tố quyết định sách lược trên thế giới nghe nói anh là một người anh trai rất đẹp trai trái tim bé nhỏ của cô không khỏi có chút tò mò cô núp ở trong ngực cha nuôi mặt dính vào cánh tay hai mắt thật to nhìn người anh trai kia dưới ánh mặt trời chiếu vào anh cất bước tiến về phía trước chiếc bóng đen kéo dài cũng trở nên nghiêm túc nhưng cô không sợ chỉ tò mò nhìn về phía người anh kia nhớ lại một chút quá khứ đóa hoa xinh đẹp mềm mại món ăn tinh xảo nội thất sang trọng cũng rõ ràng như vậy chỉ có tia nắng mặt trời kia có vẻ mơ hồ Tưởng thiên lỗi ngồi tại chỗ, dường như cảm thấy trái tim như mặt dần dần rời xa, trong chớp mắt anh ngẩng đầu lên, hai mắt lộ ra nóng bỏng, nhìn về phía bóng lưng yếu ớt dễ bị tổn thương bên cạnh cửa. Nước mắt như mặt lăn xuống, đầu ngón tay đang run rẩy, khuôn mặt tái nhợt, đột nhiên dâng lên lạnh lẽo, cảm giác không thở nổi làm cho cô cắn chặt răng, rời bước đi thẳng ra ngoài, đi khỏi phòng làm việc. Tử hiền cao ngạo ngẩng mặt lên, tưởng thiên lỗi tay cầm bút máy, nhìn về phía cánh cửa trống không, sau đó nhìn tử hiền tử hiền giống như không có việc gì cười khẽ nhìn anh tưởng thiên lỗi vẫn không để ý đến cô cúi đầu tiếp tục thẩm duyệt tài liệu tử hiền đột nhiên mỉm cười cố ý lắc nhẹ chân dài đứng dậy ôm vai đi từng bước về phía tưởng thiên lỗi đi tới trước bàn làm việc của anh cúi người xuống chớp mắt nhìn anh em đã vi phạm ước định giữa chúng ta tưởng thiên lỗi cúi đầu lạnh lùng nói tử hiền nhìn anh chằm chằm Nhớ tới cuộc ước định 5 năm trước, không lên tiếng, cũng không hối hận. Tưởng Thiên Lỗi không muốn nói thêm, cầm lên bút máy ký tên mình trên tài liệu, sau đó lạnh lùng đứng dậy, đi qua bên cạnh Tử Hiền, cầm âu phục trên ghế salon, lặng lẽ mặc vào, cài xong cúc áo âu phục. Tử Hiền vẫn đưa lưng về phía anh, hai mắt sáng ngời, biết rõ mình cần cái gì, rất sảng khoái xoay người đi tới bên cạnh anh nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi im lặng, sửa sang âu phục, cũng không thèm nhìn tới cô nhưng tay cầm bàn tay nhỏ bé của cô, dắt cô đi ra ngoài. cửa chính phòng tổng giám đốc mở ra. Tưởng Thiên lỗi dắt tay Tử Hiền xinh đẹp đi ra ngoài. Có thể nói bọn họ là một đôi trai tài gái sắc xứng đôi nhất thế kỷ này. Nam mạnh mẽ trí tuệ, nghiêm nghị đẹp trai; nữ hấp dẫn xinh đẹp. Tao nhã động lòng người, đi cùng một chỗ thì tỏa sáng rực rỡ. Phòng ăn ngựa tôn. Phong cảnh bên ngoài, trời xanh biển biếc, sóng ngầm mãnh liệt. Một con chim biển màu trắng xuyên qua bọt sóng bay lên. Trang hạo nhiên ngồi nhìn phong cảnh trời xanh biển biếc ngoài cửa sổ một lúc, mở ra tài liệu Thái Hiền đưa cho mình, xem xét ý kiến của Hội đồng Quản trị Âu Mỹ đối với khách sạn dưới nước lần này, cho nên nói ở dưới ý kiến, hai mắt anh đột nhiên giống như chim ưng, lóe lên ánh sáng sắc bén, trong đó một thành viên Hội đồng Quản trị có ý kiến đối với dự án xây dựng khách sạn dưới nước, nói, Rốt cuộc chúng ta có thể xây dựng hơn hẳn tòa nhà khách sạn Dubai trên thế giới hay không? khách sạn Dubai được xem là tòa nhà có quy mô to lớn nhất thế giới, hoành tráng nhất, được xây dựng trên mặt biển bao la, được xem là tòa nhà mạo hiểm hàng đầu. Nó may mắn có đội ngũ kiến trúc sư mạnh mẽ nhất, sáng tạo nhất, với vẻ độc đáo của gạch ống đặt nền móng là vôi hóa cát. Nhưng khi chúng ta hướng người trên thế giới thể hiện dự án vĩ đại của chúng ta thì chúng ta bị thế giới chú ý, thành công hay thất bại, đều sẽ bị ghi vào sử sách, đáng sợ nhất là 100 tỷ đô này, chiếm hết 10% của phần tập đoàn hoàn cầu vượt ra khỏi phạm vi dự báo nguy cơ của chúng ta. Trang Hạo Nhiên bình tĩnh cầm một phần tài liệu khác, lần nữa xem lại dự toán 100 tỷ, bao gồm huy động vốn lưu động của nhiều nước khi triển khai dự án khách sạn dưới nước, ánh mắt sắc bén của anh phân tích tất cả số liệu, mỗi con số giống như có thể nhìn ra các chuyên gia kế toán rất tỉ mỉ đem số liệu sắc bén nhất che giấu dưới danh mục hóa đơn. Tào Anh Kiệt, tiến sĩ kinh tế học Harvard, 20 tuổi tốt nghiệp thành tích xuất sắc, nghe lời căn dặn của Trang Hạo Nhiên, đến học viện hoàng gia Anh quốc đi học ngành khách sạn, sau đó trở về khách sạn Á Châu, được bổ nhiệm quản lý nhà hàng tây, nhưng thật ra là Trang Hạo Nhiên tin tưởng vào cách nhìn của anh, anh ta đứng ở bên cạnh chỗ ngồi Trang Hạo Nhiên, vừa rót cho anh một ly rượu tuyết lợi, vừa nói, dự án 100 tỷ đô này, nếu như thành công, tổng giám đốc tưởng sẽ mang đến cho hoàn cầu chúng ta 10% cổ phần. Tôi xem dự toán phương án xây dựng khách sạn, khắp chỗ đều là âm mưu, từng quá trình triển khai anh ta muốn di chuyển nhân tài hàng đầu và cổ đông có thực lực mạnh nhất của tập đoàn Hoàn Cầu. Trang Hạo Nhiên vừa nghe vừa xem số liệu. Tào Anh Kiệt nói tiếp, nếu như dự án này được triển khai thành công, Hoàn Cầu chúng ta. Trang Hạo Nhiên chậm rãi nâng lên rượu tuyết lợi, hớp một ngụm nhỏ, anh Kiệt căng thẳng, sắc mặt nghiêm túc. Nói chuyện gì thú vị như vậy, một âm thanh trầm thấp, từ phía sau lưng truyền đến. Trang Hạo Nhiên mỉm cười khép lại tư liệu học cổ đông, ngẩng đầu lên nhìn thấy tưởng thiên lỗi cùng với tử hiền xuất hiện trên bàn ăn, anh lập tức mỉm cười đứng lên, nói có liên quan đến ý kiến của cổ đông Âu Mỹ của dự án khách sạn dưới nước. Nhậm tử hiền bất đắc dĩ nở nụ cười, nhìn về phía trang hạo nhiên, dứt khoát nói trong lúc dùng cơm có thể đừng nói tới công việc hay không. Các người đều là người điên cuồng công việc. Trang hạo nhiên nghe tử hiền nói như vậy, ngay lập tức nhìn về phía cô, cười nói, một năm 365 ngày, ở lại bên cạnh chồng chưa cưới của cô không tới 30 ngày, không thể nói tôi như vậy, hơn nữa cô không có việc gì, liền la hét tịch mịch trống vắng, cầm rượu đỏ, từ Paris bay qua Anh quốc sương mù đi cầu tôi chứa chấp cô, tôi chưa bao giờ cứng rắn từ chối. Đó là chuyện anh phải làm, Nhậm Tử Hiền cười nói. Trong mắt cô, chỉ cần cô cảm thấy đúng, chuyện gì cũng không cần để ý đến đúng sai. Trang Hạo Nhiên ngẩng khuôn mặt tươi cười, giơ tay về phía Tử Hiền nói, "Ngồi đi, bà tưởng không cần khách khí như thế, hy vọng anh thích mùi vị của phụ nữ, mau sớm điều chỉnh cho tốt, cũng rất nhanh có bà Trang thôi. Nhậm tử hiền đi cùng tưởng thiên lỗi, ngồi đối diện Trang hạo nhiên. Trang hạo nhiên cố ý nhìn nhậm tử hiền một cái, nhịn cười. Nhậm tử hiền cũng buồn cười nhìn Trang hạo nhiên nói, thế nào? Nhìn vẻ mặt của anh, đoán chừng có phụ nữ 35 tuổi trở lên, vào một buổi sáng nào đấy để lại cho anh một bóng lưng xinh đẹp, sau đó yêu buồn đi khỏi anh chứ. Khuôn mặt đẹp trai của Trang Hạo Nhiên nhịn cười, nhìn Nhậm Tử Hiền. Tưởng Thiên Lối cũng cười lặng lẽ, cầm khăn ăn, tiện tay mở ra. Tại sao? Trang Hạo Nhiên không nhịn được cười hỏi. Nhậm Tử Hiền đột nhiên mỉm cười, đưa bàn tay ngọc thon dài, khẽ đặt ở thân ly cao cổ trong suốt, Tào Anh Kiệt lập tức rót cho cô rượu tuyết lợi màu xanh nhạt, trong suốt, nổi lên bọt nho nhỏ, dính vào ly trong suốt, nhìn rất đẹp mắt, tay cô khéo léo để ly rượu dán mặt bàn nhẹ nhàng xoay tròn 360 độ, mỉm cười nói, đàn ông đẹp trai, có tiền, có quyền, có thế, ra thế hiển hách, lại có dòng máu quý tộc Anh quốc giống như anh, người phụ nữ 35 tuổi kia dám chọn đời mãn kiếp với anh sao? Audio điện tử võ tấn bền chương 106, Linh hồn Trang hạo nhiên nhìn tử hiền, bật cười, nói, ở trong mắt cô, tôi thành công mọi thứ, trái lại làm cho phụ nữ trùn bước chứng minh con người anh không tệ cho nên phụ nữ đến gần anh yêu thích con người anh hơn thích tiền của anh nhậm tử hiền nhìn chằm chằm trang hạo nhiên cười nói trang hạo nhiên suy nghĩ chuyện này một lúc sau đó nhịn cười nhìn tử hiền nói ý của cô nói vì các cô gái yêu thích tôi cho nên mới rời khỏi tôi cho nên tôi nên cảm thấy may mắn nhậm tử hiền ôm vai nhìn trang hạo nhiên cười nói trên lý thuyết có thể nói như vậy hơn nữa anh hiểu như vậy không phải rất tốt sao Trang hạo nhiên cau mày nhìn Nhậm Tử Hiền một cái, sau đó không nhịn được nở nụ cười, nhưng có chút kỳ quái nhìn hai người bọn họ thân mật ngồi chung một chỗ như thế, liền ngạc nhiên hỏi: Như mặt đâu? Lúc này nói đi khỏi một lát, sao lại không thấy? Tôi làm sao biết cô ấy làm chuyện gì? Tôi làm sao hiểu rõ? Nhậm Tử Hiền vừa nói xong, nhấc mí mắt nhìn thấy cả người Như mặt giống như lau sậy đi tới, trên mặt bình tĩnh, cả người tràn ngập đau buồn thậm chí loại đau buồn này hòa vào trong không khí cho người ta cũng đau lòng. Lúc này tưởng thiên lỗi cảm nhận như mặt xuất hiện, chậm rãi ngẩng đầu lên. Trang hạo nhiên theo ánh mắt của bọn họ, quay đầu nhìn thấy như mặt hơi mỉm cười đi vào, hai mắt đỏ bừng, bộ dáng lộ ra ẩn nhẫn và yếu ớt, anh im lặng không lên tiếng, nhìn bộ dáng cô bị thương. Tào anh kiệt lập tức kéo ghế ngồi. Cảm ơn, chấm ngoặc kép, như mặt mỉm cười ngồi xuống, nhìn mọi người nói, thật xin lỗi, đã tới chậm, lúc này đi vào toilet một chút. Không khí trở nên yên lặng một lúc. Nhậm tử hiền cầm lên thực đơn mở ra nhìn những món ăn đặc sắc, thuận miệng nói, đã rất lâu phòng ăn ngự tôn không có đưa ra món ăn mới. Trần Mạn Hồng sướng sờ cùng Tào Anh Kiệt nhìn nhau, lập tức cẩn thận nói, tuần lễ trước có đưa ra món ăn mới. Kết quả như thế nào? Cô hỏi tiếp. Kết quả không tệ, món ăn mới lấy tình cảm làm chủ. Trần Mạn Hồng có cảm giác, không khí trong phổi muốn nổ tung lúc nào cô ấy cũng nghi ngờ tính chuyên nghiệp của người khác kết quả không tệ cô quen dùng đáp án lập lờ nước đôi để trả lời vấn đề của người khác sao không chỉ đáp ứng cho người này còn đáp ứng cho người khác thật là nhân viên tốt chuyện được dịch trực tiếp đi ẩn gian le quy mọi web khác đều là phiên bản copy trái phép đôi khi mạnh mẽ phản bác người khác mới thể hiện cô dũng cảm hơn nhậm tử hiền lại thuận miệng nói giống như phá hủy tự ái của người khác đối với cô mà nói là bữa ăn sáng. Trong chớp mắt, sắc mặt của Trần Mạn Hồng trắng bệch, miễn cưỡng cười nói, vâng, sau này tôi sẽ chú ý. Nhậm tử hiền tiếp tục lật xem thực đơn, đột nhiên lại nói, lần trước nữ nhân viên ở lại phục vụ tôi trong phòng tổng thống, có ở đây không? Trần Mạn Hồng nhanh chóng suy nghĩ một chút, cẩn thận hỏi, nhâm tiểu thư, cô nói người kia là tiểu nhu hay đường khả Hinh? Vẻ mặt tưởng thiên lối bình tĩnh, Nâng lên rượu đỏ uống một ngụm nhỏ. Trang Hạo Nhiên không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn về phía Tử Hiên. Tử Hiên để xuống thực đơn, suy nghĩ một chút mới nói, chính là cô gái tóc ngắn, tôi cảm thấy cô ấy hầu rượu không tệ. Tư tưởng thật trẻ, không giống một chuyên gia hầu rượu lớn tuổi, luôn đem đến cho chúng ta hương vị nhàm chán, về lâu dài, có lẽ tư tưởng của bọn họ sẽ nổi mốc thôi. Dĩ nhiên, trừ Lauren. Trần Mạn Hồng nghe vậy lập tức trả lời, cô ấy gọi là Đường Khả Hinh, là nhân viên kho rượu chúng ta. Tôi nhớ ra rồi, là cô ấy. Nhậm Tử Hiền hài lòng để xuống thực đơn, nhìn về phía Trần Mạn Hồng mỉm cười nói, để cho cô ấy ra đây. Vâng, Trần Mạn Hồng có chút nghi ngờ nhưng vẫn gật đầu, xoay người lui ra ngoài. Đường Khả Hinh, cái tên này rất quen. Chấm ngoặc kép, như mà suy nghĩ một chút, nói. Tử Hiền nhìn như mặt cười nói tôi cho rằng cô là người xinh đẹp như tiên, không ăn món ăn của người phàm tục, thậm chí bỏ mặc tình yêu thù hận và vui buồn của người phàm tục. Như mặt lập tức cúi đầu, im lặng không lên tiếng. Tưởng thiên lỗi im lặng nhìn bộ dáng như mặt như vậy, có chút không vui cau mày, hơi nghiêng mặt nhìn tử hiền ở bên cạnh. Tử hiền lạnh lùng, ngón tay khẽ chạm vào chất lỏng trong ly thủy tinh, thái độ kiêu ngạo. Ngón tay thon dài của Trang Hạo Nhiên chuyển động ly rượu trên bàn, nhớ tới cô gái trong kho rượu, để lại cho mình cảm giác có chút đau đớn, anh cau mày ngạc nhiên với loại cảm giác này. Kho rượu, cả người đường khả hinh mềm nhũn không còn hơi sức, ôm đầu gối ngồi trên đất núp ở một giá rượu, đầu dựa vào một chai rượu đỏ, hai mắt sâu kín nhìn về phía trước, nhớ tới lúc này tưởng thiên lỗi siết chặt cằm của mình, tàn nhẫn để lại câu nói tôi có chút thương hại cô là bởi vì ba năm trước đây, tôi nợ cô một đoạn đường, làm cho khuôn mặt của cô trở nên như vậy nhưng tôi không cho phép một người má trái không trọn vẹn, ở khách sạn của tôi có chứa ý đồ. Nếu cô còn muốn tiếp tục ở lại chỗ này, tốt nhất cô không nên để lộ ra một chút tài năng như vậy. Cũng đừng tự mãn. Hai mắt đường khả hình nổi lên hơi nước, nhớ tới lúc Trang Hạo Nhiên đi khỏi để cho Trần Mạn Hồng chọn chai rượu Amontillado. Cô đột nhiên phát hiện trên thế giới này có hàng vạn người đều am hiểu rượu đỏ, hàng vạn người đều có tài năng, thế giới của bọn họ rộng lớn hơn so với mình, có lẽ cha dạy mình chỉ là một phần rất nhỏ, mình cũng chỉ là một trong hàng vạn hạt bụi trên thế giới này. Nghĩ tới đây, Đường Khả Hinh đột nhiên cảm thấy mình thật cô đơn, đã lâu thật lâu không có loại cảm giác cô đơn này, cô cúi xuống, mặt dính vào trên đầu gối, nước mắt lăn xuống. Khả Hinh, Trần Mạn Hồng bước nhanh vào, gọi nhỏ. "Ai?" Khả Hinh vội vàng lau đi nước mắt, hít hít đỏ bừng lỗ mũi, đứng lên, kéo váy đồng phục đi ra khỏi giá rượu, thấy quản lý đang nhìn khắp nơi tìm mình cô kỳ quái đi tới, hỏi quản lý, cô tìm tôi có việc sao? Mau, vợ chưa cưới của tổng giám đốc, nhâm tiểu thư muốn tìm cô. Trần Mạn Hồng bước nhanh đến trước mặt của Khả Hinh, sắc mặt căng thẳng nói. Đường Khả Hinh sững sờ, lập tức nhớ tới buổi hầu rượu ở phòng tổng thống, lần trước, ánh mắt nhậm tử hiền hài lòng, cô do dự một lát, lại nhớ tới lời nói giận dữ của tưởng thiên lỗi, trong lòng của cô trùn xuống, sâu kín nói tôi. Tôi, tôi không dám đi ra ngoài mặt của tôi như vậy ngộ nhớ bị phát hiện thì làm thế nào? Trần Mạn Hồng nghiêm nghị nhìn Đường Khả Hinh nói, mặc kệ mặt của cô biến thành dạng gì, bây giờ cô phải đi ra ngoài, không có người nào dám từ chối nhâm tiểu thư, cô cũng không được. Khả Hinh vội vàng ngẩng đầu lên nhìn Trần Mạn Hồng một cái, trong lòng sợ hãi, nhớ tới lời nói của Tưởng Thiên Lỗi, nhớ tới chai rượu Amontillado, hai tròng mắt của cô đỏ bừng. mau, không nên do dự nữa. Trần Mạn Hồng liền nói. Khả Hinh nhất thời cảm thấy làm người rất không thể tự chủ được bản thân, cô đột nhiên nhớ tới cha đã từng nói, "Khả Hinh, một đầu bếp tuyệt vời có đôi lúc rất không thể tự chủ được bản thân, bởi vì chúng ta làm ra mùi vị hoàn mỹ nhất nhưng tâm trạng của người khác có chút không tốt sẽ phá hư linh hồn của món ăn." Vậy nên làm sao? giọng nói trong vắt của cô bé gái nhiều năm trước truyền đến. "Con cảm thấy thế nào? Con từ từ suy nghĩ, làm sao để thay đổi?" Cuộc sống phải không ngừng thông qua tự suy nghĩ thì chúng ta mới có thể tiến bộ, mới có thể kiên cường, mới có thể dũng cảm. Chấm ngoặc kép, lời của cha như ánh nắng mai nhẹ nhàng soi đến. Khả Hinh, Trần Mạn Hồng lập tức căng thẳng nhìn đường Khả Hinh, nói cô vẫn còn do dự cái gì. Mau đi ngay. Hai mắt đường Khả Hinh lóe lên, đành phải cất bước đi theo quản lý, cẩn thận đi khỏi kho rượu, đi qua quầy ba, đi đến phòng ăn xa hoa, đi qua hai bàn ăn có khách đang cười vui vẻ, ngẩng đầu lên, rốt cuộc nhìn thấy Trang Hạo Nhiên mặc áo sơ mi màu xanh dương nhạt, quần tây màu trắng, đang tao nhã ngồi ở trên ghế, nghe Tử Hiền kể chuyện ở nước Anh, nâng lên nụ cười mê người, cả người vô cùng thoải mái, lộ ra tư thế có chút lười biếng, ngược lại càng để cho anh lộ ra hơi thở quý tộc và thân sĩ. Trang Hạo Nhiên vừa nghe tới đoạn thú vị, mỉm cười nâng lên ly rượu, lại cảm giác có ánh mắt dịu dàng nhìn mình, liền ngẩng đầu lên nhìn về phía đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh lập tức cúi đầu. Trang Hạo Nhiên im lặng mỉm cười. Ánh mắt tưởng thiên lỗi lóe lên, cảm thấy bóng dáng kia sắp đến gần, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Trần Mạn Hồng dẫn đường khả hình mỉm cười đi tới trước mặt của bốn người, cung kính nói, hai vị tổng giám đốc, nhâm tiểu thư, thị trưởng phu nhân, đường khả hình tới rồi. Bốn người nghe nói như thế, liền cùng nhau ngẩng đầu lên nhìn về phía đường khả hình, nhất là như mặt, cô hơi mỉm cười nhìn về phía đường khả hình, phát hiện cô gái này vô cùng xinh đẹp, lúc này mới nhớ tới, cô chính là cô gái thét to ở trong buổi tiệc của thủ tướng, sau đó thiên lỗi xin thủ tướng tha thứ, muốn mang cô đi, như mặt không nhịn được nhìn về phía tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi im lặng, từ đầu đến cuối cũng chỉ ngồi ở một bên, không lên tiếng. Sắc mặt của đường khả hình cũng bình tĩnh đứng ở một bên, không dám nhìn thẳng khách, chỉ nhún nhường cúi thấp đầu, cung kính làm cho người khác cảm giác cô có chút lạnh lùng. Nhậm tử hiền hết sức hứng thú nhìn về phía đường khả hình, cười nói, lần trước ở trong, phòng tổng thống cô hầu rượu rất tốt. Hôm nay cảm giác của tôi rất tốt, không muốn uống tuyết lợi, cô đề cử loại nào. Trần Mạn Hồng ngạc nhiên nhìn về phía đường khả hình, vẫn không thể tin được cô còn có tài năng này. chương 107, tâm trạng màu hồng. Đường khả hình đứng ở trước mặt mọi người, im lặng một hồi lâu, cảm nhận có một bóng dáng lạnh lùng đang phát ra hơi thở đáng sợ sông về phía mình. Lòng của cô không khỏi căng thẳng, Ánh mắt chấp một cái, rõ ràng muốn lùi bước. Nhậm tử hiền tò mò nhìn thái độ của cô hôm nay cùng với ngày hôm đó một thay đổi 180 độ, hơi nghi ngờ nhìn cô. Trang hạo nhiên và như mà đang ngồi cũng lặng lặng nhìn cô. Tưởng thiên lỗi vẫn như người ngoài cuộc, vẻ mặt lạnh lùng nhìn không ra một chút tình cảm. Tâm trạng đường khả hình càng lúc càng căng thẳng, cặp mắt không ngừng lóe lên, lại nhớ tới lời nói của tưởng thiên lỗi, hai tròng mắt của cô không nhịn được rưng rưng. Mơ hồ nhìn chai rượu Amontillado trên bàn ăn đang phát ra sánh sáng màu xanh lục. Chuyện được dịch trực tiếp tại Diên Gian Le Quy mọi web khác đều là phiên bản copy trái phép. Cô sâu kín nhìn điểm sáng này, nhớ tới lời cha hiền hòa nói, con yêu thích rượu đỏ đó là bởi vì rượu đỏ có thể mang đến cho con cảm giác hạnh phúc. Con có thể cho rượu đỏ cảm giác hạnh phúc. Đây chính là bí mật và sự ăn ý giữa chuyên gia hầu rượu và rượu đỏ, vượt qua cấp bậc, vượt qua mọi thứ. Đường Khả hình cắn chặt môi dưới cảm giác cả người mình cũng mãnh liệt run rẩy cô trước mắt đột nhiên dịu dàng hỏi vậy xin hỏi nhâm tiểu thư hôm nay tâm trạng của cô như thế nào trang hạo nhiên nghe được câu này hai mắt lóe lên một cái hơi nghiêng mặt nhìn cô nhậm tử hiền mỉm cười suy nghĩ một chút mới nói hôm nay tâm trạng của tôi không tốt vô cùng một ngạt hơn nữa từ buổi sáng thì có một loại cảm giác mê man nặng nề làm cho trong lòng người ta không thoải mái nhưng mặc dù tâm trạng không tốt nhưng cảm giác miệng của tôi thật tốt, nghiêng về rượu đỏ nặng mùi một chút. Đường Khả Hinh nghe xong, lại dịu dàng hỏi, vậy xin hỏi cô chọn món ăn gì? Nhậm tử hiền mỉm cười nói, tôi chọn món ăn gan ngỗng kiểu hoàng gia, thịt gà hầm rượu đỏ, trứng cá muối đen, dây tây lửa. Trang hạo nhiên liếc mắt nhìn nhậm tử hiền, cô cố ý nói loạn thứ tự món ăn, dĩ nhiên để kiểm tra phản ứng chuyên gia hầu rượu. Hai mắt đường khả hình khẽ chấp, chăm chú lắng nghe nhậm tử hiền nói, rồi dịu dàng nói, cô còn có một món ăn nguội, hẳn là ức vịt xào cần tây kết hợp với nước sốt táo, kế đến là trứng cá muối đen, tiếp theo là cá cuộn kiểu Pháp, rồi đến gan ngỗng hoàng gia, sau cùng là dây tây lửa. Trên mặt nhậm tử hiền hiện lên vẻ hài lòng mỉm cười nói, cô biết tôi chọn món ăn. Cô nói hôm nay tâm trạng của cô buồn bực, mà trong món ăn tây, nước sốt táo có tác dụng điều chỉnh tâm trạng của con người, bản thân hương táo cũng có hiệu quả làm ổn định tinh thần, Chuyện được dịch trực tiếp tại Le Quy Zon, mọi web khác đều là phiên bản copy trái phép. Lần trước tôi phục vụ cô dùng cơm, phát hiện đối với thức ăn cô có yêu cầu rất cao, luôn yêu cầu 100% hương vị hoàn mỹ, một người đối với thức ăn có yêu cầu cao, tất nhiên sẽ tận dụng món ăn để đem đến cho mình hương vị tốt nhất. Đường Khả Hinh nhanh chóng nói. Nhậm Tử Hiền mỉm cười nói, "Tốt, vậy cô chọn cho tôi một chai rượu đỏ loại gì?" Đường Khả Hinh suy nghĩ một chút, rồi nói, "Xin cô chờ một chút." tôi đi chọn rượu. Tốt, tôi chờ cô, nếu hôm nay làm cho tôi hài lòng, tăng lương 50%, thăng lên trưởng kíp. Nhậm Tử Hiền mỉm cười nói. Trong lúc nhất thời, Trần Mạn Hồng có cảm giác hoảng sợ, quay đầu nhìn về phía đường Khả Hinh. Hai mắt đường Khả Hinh trong trẻo lạnh lùng, khẽ chấp một cái, gật đầu, sau đó lui về phía sau hai bước, xoay người đi vào rượu khu. Trần Mạn Hồng có chút lo lắng hướng nhìn bóng lưng nhỏ gầy của đường Khả Hinh, do dự một lát, ngay lập tức lui ra phía sau hai bước, xoay người xài bước đi khỏi phòng ăn, đi qua hành lang thật dài, thấy có một phụ bếp, tay bưng món ăn cho vị khách người anh đi về phía trước. Cô nhanh chóng đi qua bên cạnh của bọn họ, đi vào phòng bếp, cả phòng bếp bây giờ đã nóng lên, lò lửa vang lên tiếng tí tách, lão đầu bếp mặc đồng phục đầu bếp màu trắng, nghiêm túc đứng ở trước món ăn nguội, nhận lấy một cái đĩa phụ bếp đưa tới thì đột nhiên ông ta cau mày. Cúi đầu, nhìn cái đĩa trong tay, kêu to tiểu lý tử không phải tôi mới vừa nói với cậu, cái đĩa để trứng cá muối nhất định phải ướp lạnh, cậu không hiểu phải không? Tiểu Lý Tử lập tức căng thẳng đứng ở một bên, nhìn sư phụ muốn xin lỗi. Cút cút cút, đồ vô dụng, lão đầu bếp tức giận đem cái đĩa cho ném sang một bên, mới vừa muốn phụ bếp cầm một cái đĩa khác, không ngờ nhìn thấy Trần Mạn Hồng gấp gáp đi vào, ông ta tức giận gỡ xuống cái mũ đầu bếp, nhìn Trần Mạn Hồng, hét lớn, mới vừa rồi Tào Anh Kiệt đi vào, trêu chọc tôi còn chưa đủ, cô lại đi vào nổi điên đúng không mặc kệ là ai tới ông đây cũng đối xử như nhau cho dù là ông trời không có việc gì thì cút ra ngoài cho tôi đừng hở một tí liền đi vào phòng bếp quát tháo nơi này không phải là chỗ của các người quát tháo trần Mạn hồng lập tức đứng tại chỗ bất đắc dĩ nhìn lão đầu bếp nói ôi chao đây là bữa ăn của tử hiền tiểu thư đương nhiên tôi căng thẳng a à. lão đầu bếp ông nhất định phải làm nghiêm túc hả lúc nào tôi không có nghiêm túc đi ra ngoài đi ra ngoài đi ra ngoài sau khi lão đầu bếp đuổi người cũng đã thấy phụ bếp thịt cắt thịt ức vịt thành từng sợi đặt ở trong một cái đĩa trong suốt ông ta lập tức đi tới quan sát những sợi thịt vịt xem có bị sợi dài sợi ngắn sợi to hay không ông ta vươn tay bỏ vào trong chén kiểm tra sợi thịt vịt sau khi nghiên cứu tới lui mới hài lòng xoay người thấy một người phụ bếp khác đem quả táo đã gọt vỏ cắt thành từng lát từng lát mỏng giống như tờ giấy chỉ là dường như người phụ bếp này sợ cắt đứt lát táo, nên động tác hơi chậm một chút. Để cho tôi làm, tốc độ của cậu đến chừng nào thì cậu mới có thể làm đầu bếp hả? Lão đầu bếp nhanh chóng nhận lấy con dao của học trò, lập tức đẩy học trò tránh ra, cầm dao, hai mắt ngưng thần, ngón tay và ngón trỏ kìm quả táo, soạt 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 soạt, kỹ thuật dao nhanh như gió cắt rời từng lát táo, gần như trong chớp mắt. Tất cả các đầu bếp trẻ há miệng nhìn lão đầu bếp chỉ soạt vài cái đã cắt xong từng lát quả táo rồi, Thậm chí lúc bọn họ còn chưa phản ứng kịp, lão đầu bếp cũng đã đem những lát quả táo này cắt thành sợi gọn gàng. Lên đĩa, lão đầu bếp hô một tiếng. Có một đầu bếp trẻ lập tức đưa một cái đĩa cho sư phụ. Lão đầu bếp cầm trái đĩa ướp đá, cẩn thận cầm muỗng, múc lên ba muỗng táo sợi đặt xuống đáy đĩa, kết quả tạo thành sắc màu rất đẹp, hơn nữa bốn mặt sợi táo nhỏ vài giọt nước sốt đỏ. Ở phòng bếp bận rộn, Trần Mạn Hồng lại đi nhanh ra ngoài, bước nhanh vào khu vực rượu đỏ gấp gáp nhìn đường khả hình một mình đứng ở phía trước. Hôm nay cực kỳ tỉnh táo nhìn hàng loạt loại rượu đỏ ở trước mặt, cô mím chặt môi, hai tròng mắt lộ ra ánh sáng tinh tế nhìn về phía rượu đỏ. Khả hình, Trần Mạn Hồng đi tới bên cạnh đường khả hình, căng thẳng nói cô khẳng định cô có thể lựa chọn rượu đỏ nhâm tiểu thư thích uống sao. Tôi cho cô biết a, à, cũng đừng làm loạn, cô ấy cũng không phải là dễ chọc, cô ấy bỏ qua cho cô ẩn đầu tiên, nhưng chưa chắc có lần thứ hai. Đường khả hình im lặng không lên tiếng, chỉ đeo lên bao tay trắng, nắm chai phẩm lệ châu lá pi pháp năm 2000, xích hà châu năm 1883, tiếp theo lấy thêm chai rượu trắng Lokita Chardonnay USA, đem ba chai rượu cùng đặt xuống xe thức ăn. Cô đang làm cái gì vậy? Lần trước đưa ba chai rượu lên lầu, xảy ra bao nhiêu chuyện cô biết không? Trần Mạn Hồng có chút tức giận nghiêm nghị nói với đường khả hình. Đường khả hình im lặng không lên tiếng, chỉ căng thẳng nói với tiểu nhu tiểu nhu mau đến quầy ba ép cho tôi một ly nước táo không có vỏ không có hạt sau đó đưa đến cho tôi tiểu nhu đang ở trong kho rượu căng thẳng đứng đấy nghe thấy khả hình gọi cô lập tức ngoan ngoãn chạy ra ngoài con bé chết tiệt kia chấm ngoặc kép trần mạn hồng nhìn tiểu nhu vọt ra bên ngoài vừa muốn mắng cũng đã thấy khả hình đẩy xe thức ăn đi ra ngoài mặc dù trần mạn hồng cũng khẩn trương nhưng vẫn sốt ruột đi theo cô đi ra ngoài vừa đi vừa nói, tôi nói cô nha, theo như con gà mái giả chết tiệt tào Ngọc Tinh từng nói, không có suy nghĩ cũng đừng đổi cái mũ quá lớn trên đầu. Cô nhìn lại cô đi. Đường khả hình không có lên tiếng, chỉ nhanh chóng đẩy xe thức ăn đi ra ngoài, vừa đúng lúc nhìn thấy nhân viên phục vụ đang nhanh chóng đưa lên món ăn cho mọi người. Cuối cùng một người bưng món ăn ức vịt xào cần tây kết hợp nước sốt táo đưa đến trước mặt của nhậm tử hiền. Đường khả hình nhìn thấy, ngay lập tức đẩy xe thức ăn, cẩn thận đi tới trước bàn ăn. Bốn người cùng nhau nhìn cô, bao gồm tưởng thiên lỗi lạnh lùng cũng khẽ liếc mắt nhìn cô. Cô chọn ba chai rượu, có ý tứ gì? Nhậm tử hiền nhìn đường khả hinh, không hiểu hỏi. Trang hạo nhiên ngồi, hơi nghiêm túc nhìn cô một cái, thấy cô đẩy tới xe rượu đỏ, phẩm lệ châu năm 2000, xích hà châu năm 1883, rượu trắng Lokita Chardonnay USA. Đường khả hinh đứng trước bàn ăn, nhẹ giọng nói, sau khi quả nho trải qua gió, sương, nước mưa, hái xong ép lấy nước, lọc, lại trải qua nhiều công đoạn mới được bỏ vào trong thùng gỗ sồi, căn cứ tình trạng thể rượu, cho dù trải qua 10 năm, mấy mươi năm, thậm chí trên trăm năm, nhưng vô luận như thế nào, rượu đỏ chỉ có một loại, nhưng khẩu vị của mỗi người đều thay đổi vô chừng, tâm trạng cũng thay đổi vô chừng, cho nên hiện tại. Bằng vào kinh nghiệm của mình, tôi lựa ra loại rượu đỏ thích hợp mang đến cho cô tâm trạng màu hồng. Nhậm tử hiền nghe được câu này, liền nhìn cô chăm chú rồi chậm rãi nói mấy chữ tâm trạng màu hồng. Đúng vậy, đường khả hình gật đầu. Tất cả nhân viên phòng ăn đều tò mò nhìn về phía đường khả hình, nhìn cô gái bình thường mỏng manh yếu đuối, chỉ thích im lặng, tại sao đột nhiên xuất hiện bên trong phòng ăn, phục vụ cho người chủ cao nhất khách sạn. Nhậm tử hiền suy nghĩ một chút, lại ngẩng đầu nhìn cô, cười nói tốt. Vậy thì bắt đầu thôi. Vâng, đường khả hình gật đầu lập tức lên tiếng trả lời, mới vừa muốn xoay người, lại nhìn thấy chai Amontillado mà Trang Hạo Nhiên chọn lúc này, lòng của cô không khỏi nao núng, nhưng vẫn kiên định xoay người đi tới trước bàn ăn, cầm lên dao mở chai. chương 108 quyết định, trong nhà hàng Tây vang lên khúc nhạc giao hưởng, tiếng nhạc du dương trầm bổng Ở nơi này, đã từng có một ông lão bỏ ra tâm huyết cả đời, hôm nay con gái mang theo một nửa khuôn mặt không trọn vẹn đi tới nơi này, bị nghi ngờ mọi điều, nhưng hình ảnh của người cha đã mất vẫn nhìn đứa con gái nở nụ cười từ ái. Đường khả hình cầm dao mở chai, cầm một chai phẩm lệ châu năm 2000, đứng trước bàn ăn, tay trái cầm thân chai, tay phải cầm dao xoắn ốc nhanh chóng cắt vị trí cổ chai rượu, mở nắp rượu, lại dùng dao xoắn ốc, đâm vào trong nút gỗ sồi, gia tăng tốc độ xoay tròn, lại dùng sức khẽ vặn, cầm nút gỗ sồi, đưa vào trên mũi người một cái, xác định thể rượu không đổi, mùi vị nguyên vẹn, đặt sang một bên, đè xuống đồng hồ giải rượu rồi nhanh chóng cầm lên chai xích Hà Châu năm 1883, sau khi khui nút rượu, tiếp tục giải rượu. Trang hạo nhiên chăm chú nhìn động tác của cô, im lặng không lên tiếng. Đường khả hình im lặng, lúc đối mặt với rượu đỏ, linh hồn của cô tỏa sáng, cầm lên chai Lokita Chardonnay USA, cũng nhanh chóng mở nắp chai, đặt vào một bên giải rượu. Tiểu Nhu nhanh chóng đưa tới một chiếc ly tulip, loại ly này có mép ly thu lại bên trong, Tập trung mùi rượu rất hiệu quả, không để cho rượu đỏ phát huy độ chua quá sớm, Khả Hinh nhận lấy cẩn thận đặt ở trên bàn, kiểm tra lại thời gian giải rượu, thời gian phẩm lệ châu đã đến, cô nhanh chóng cầm chai phẩm lệ châu, tay cầm đáy chai, rót vào ly một phần năm dịch rượu, rồi cầm ly rượu lên xoay tròn 360 độ trên không trung, nhìn màu sắc rượu đỏ bên trong ly, màu đỏ lấp lánh giống như viên ngọc ruby lóe sáng dịu dàng. Cô im lặng để ly xuống. Nâng lên chai xích Hà Châu năm 1883, hai tay nắm đáy chai, dịch rượu xích Hà Châu chậm rãi chảy ra vài giọt. Mọi người hết sức ngạc nhiên nhìn đường Khả Hinh. Trang hạo nhiên bình tĩnh nhìn đường Khả Hinh, hai mắt hiện lên ý cười. Đường Khả Hinh cũng không để ý tới ánh mắt của mọi người. Cầm lên chai rượu trắng Lockita Chardonnay USA cuối cùng có tên gọi là Hoàng Hậu. Cẩn thận xoay tròn mép ly 360 độ, rót dịch rượu trắng vào trong ly rượu đỏ tươi. Dịch rượu như máu trong chiếc ly trong suốt sôi lên, từng lớp bọt khí nhẹ nhàng bao quanh hòa tan vào màu sắc vốn có, từ từ chuyển đổi thành một loại rượu màu hồng vô cùng tươi đẹp. Nhậm Tử Hiền không khỏi nở nụ cười, trên mặt như mặt cũng nở nụ cười ôn nhu. Bất kỳ thiếu nữ nào cũng yêu thích màu hồng. Đường Khả Hinh nhanh chóng cầm lên một ống hút trong phòng bếp, nhỏ ba giọt nước táo trên mặt rượu, cẩn thận bưng ly rượu màu hồng đưa đến trước mặt của Nhậm Tử Hiền, để nhẹ xuống sau đó sắc mặt bình tĩnh khẽ gật đầu, nói, rượu đã xong, mời cô thưởng thức. Tâm trạng nhậm tử hiền không khỏi trở nên tốt hơn, sau đó hài lòng nhìn về phía đường khả hình, nói tôi không biết ly rượu này có thích hợp với tôi hay không, nhưng tâm trạng của tôi thật sự thay đổi tốt hơn. Đây không phải là màu rượu vốn có lúc ban đầu, trải qua bàn tay cô điều chế ra, tôi cảm nhận được dụng tâm của cô đối với tôi, cho nên tôi cảm động. Có lẽ bởi vì cảm động, mùi vị cũng sẽ sinh ra biến hóa mạnh mẽ. Đường khả hình không lên tiếng, hai mắt chấp lệ, lại cố nén tâm trạng căng thẳng. Trần Mạn Hồng và Tào Anh kia cùng nhân viên phục vụ trong phòng ăn, bao gồm khách ngồi ở một bên, đều hết sức tò mò nhìn sang. Trong lúc mọi người yên tĩnh, rốt cuộc tưởng thiên lỗi ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt đường khả hình lộ ra lạnh lùng, anh nhìn chằm chằm vào mắt cô. Nhậm tử hiền im lặng không lên tiếng, cầm muỗng ăn một miếng ức vịt xào cần tây nước sốt táo, nhẹ nhàng nhai một lúc, rồi nâng ly rượu màu hồng, trong cái nhìn của mọi người khẽ uống một ngụm nhỏ, ánh mắt của cô đột nhiên sáng lên, ba giọt nước táo hòa vào dịch rượu đỏ, kèm với nước sốt táo, hai loại mùi vị kết hợp lại thành một, có cảm giác giống nhau, hơn nữa dịch rượu màu hồng cùng với thể rượu Lokita Chardonnay rót vào xích Hà Châu làm cho người ta cảm giác có chút yêu thương, thể rượu phẩm lệ châu ổn định. Vào trong khoang miệng, giống như nhiều loại tâm trạng đan xen nhau, sau khi thưởng thức, trên mặt như trải qua chuyện xưa nào đó, có cảm giác thật bình tĩnh. Đây chính là thái độ và cách nhìn của người phụ nữ trưởng thành nên có. Cô cầm rượu đỏ khẽ đặt ở trên mặt bàn, ngưng mắt nhìn một điểm xa xa, trong lòng vơi bớt một ngạt và buồn bực. Mọi người căng thẳng bình tĩnh nhìn cô. Trang Hạo Nhiên bình tĩnh nhìn cô. Tưởng Thiên Lối cũng không nhịn hơi nghiêng đầu nhìn về phía cô. Nhậm Tử Hiền trầm ngâm thật lâu, thật lâu, rốt cuộc trên mặt hiện lên nụ cười, ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút thưởng thức, nhìn Đường Khả Hinh, mỉm cười nói, cô muốn cái gì? ánh mắt đường khả hình lóe lên có chút nghi ngờ nhìn cô trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người nhậm tử hiền nhìn về phía đường khả hình hơi mỉm cười hỏi cô muốn cái gì hai mắt đường khả hình nổi lên hơi nước nhớ lại tất cả mọi chuyện ba năm trước đây lại nhớ tới câu nói vô tình của tưởng thiên lỗi ở trong kho rượu sau ba năm cô nghẹn ngào lắc lắc đầu ánh mắt trần mạn hồng nóng lên căng thẳng nhìn đường khả hình không cần hay chưa nghĩ kỹ nhậm tử hiền nhìn đường khả hình lộ ra thái độ bà chủ, hỏi. Đường khả hình run run cắn chặt đôi môi, cố nén tâm trạng kích động, sâu kín nói, một món ăn được đầu bếp tỉ mỉ kết hợp mọi thứ nguyên liệu để chế biến thành, thật ra tại thời điểm đó, có lẽ trong lòng của bọn họ không có suy nghĩ nào khác, thậm chí bọn họ không kịp suy nghĩ, rốt cuộc khách có thích hay không thích. Bọn họ chỉ biết suy nghĩ làm thế nào mới có thể phát huy tốt nhất mùi vị món ăn, tâm trạng của chuyên gia hầu rượu và đầu bếp cũng giống như vậy, từ lúc chúng tôi bắt đầu đối mặt với công việc của mình, phải giữ vững tâm trạng vui vẻ, nếu không có tâm trạng vui vẻ, vậy thì thức ăn và rượu cũng sẽ mất đi mùi vị cần có của nó. Vào lúc ấy, chúng tôi cũng sẽ quên đi bản thân mình, chỉ muốn làm thế nào để đưa đến trước mặt thực khách những món ăn ngon và rượu ngon để bày tỏ tâm ý món ăn và rượu. Chúng tôi không cần phải tìm cách lấy được thứ gì, cũng không có ý đồ muốn cướp đoạt thứ gì bởi vì điều đó đơn giản chỉ là tấm lòng của chúng tôi muốn chuẩn bị món ăn và rượu đỏ cho thực khách tưởng thiên lỗi nghe những lời này hai mắt nhanh chóng lóe lên một cái trang hạo nhiên ngưng mắt nhìn chằm chằm đường khả hình cha của tôi đã từng nói một đầu bếp tuyệt vời có đôi lúc rất không thể tự chủ được bản thân bởi vì chúng ta làm ra mùi vị hoàn mỹ nhất nhưng tâm trạng của người khác có chút không tốt sẽ phá hư linh hồn của món ăn tôi đã từng hỏi cha làm sao mới có thể làm cho đối phương quý trọng linh hồn của món ăn? Hôm nay rốt cuộc tôi đã tìm được đáp án." Chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh lạnh nhạt nói, âm thanh xa xăm, yếu ớt. Mọi người cùng nhau nhìn cô. Đường Khả Hinh chớp hai mắt đỏ thắm, rốt cuộc nghẹn ngào nói, "Đó chính là tôn trọng." Mọi người cùng nhìn cô. "Lúc chúng tôi mời khách uống rượu quý, hỏi khách một tiếng, hôm nay tâm trạng ngài có tốt không? Vui vẻ không, thoải mái không?" khổ sở không. Sau đó chúng tôi cố gắng thay đổi tâm trạng của bọn họ để cho bọn họ thấy được tâm ý của chúng tôi phải tôn trọng lẫn nhau. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho món ngon được lưu truyền. Khả Hinh sâu kín nói. Mọi người yên lặng suy nghĩ, yên lặng một lúc lâu. Nhậm Tử Hiền nhìn đường Khả Hinh mỉm cười nói, tâm trạng của cô, suy nghĩ của cô, chúng tôi cũng đã cảm nhận được. Mặc dù cô không muốn tôi khen thưởng cho cô, nhưng tôi đã nói được là làm được. Tôi nhất định sẽ thưởng cho cô không cần hai mắt đường khả hình trong suốt mang theo chút kiên quyết nói tôi tôi quyết định làm xong hôm nay sẽ rời khỏi khách sạn á châu trong chớp mắt tưởng thiên lỗi ngẩng đầu lên nhìn cô tại sao nhậm tử hiền hơi có vẻ tò mò nhìn cô cô phải biết thông qua hôm nay cuộc đời của cô sẽ khác đi tôi không có ngày đó thậm chí ngay cả nghĩ đến ngày đó tôi cũng không dám nghĩ hôm nay cảm ơn cô giúp tôi hoàn thành giấc mộng cảm ơn cô, tạm biệt, đường khả hinh nghẹn ngào nói xong, không người thật sâu về phía nhậm tử hiền, rốt cuộc nước mắt lăn xuống nhưng cố nén xúc động, kiên quyết xoay người đi khỏi. Khả hinh, Trần Mạn Hồng ngạc nhiên nhìn bóng lưng gầy nhỏ của đường khả hinh. Đường khả hinh im lặng không lên tiếng, hai mắt rưng rưng, kiên quyết bước đi, đi qua bên cạnh rất nhiều đồng nghiệp, đi ra khỏi nhà hàng Tây. Cô ấy có chuyện gì vậy? Nhậm tử hiền ngạc nhiên nhìn mọi người hỏi ánh mắt tưởng thiên lỗi mãnh liệt lóe lên một cái, đột nhiên ném xuống khăn ăn nói, mọi người ăn từ từ, tôi có chút chuyện đi ra ngoài một chút. Anh đi đâu? Nhậm tử hiền hơi ngạc nhiên hỏi. Tưởng thiên lỗi trầm mặt đứng lên, cài xong cúc áo âu phục, vừa đi ra ngoài, vừa nói có chút công việc phải xử lý. Như mặt cũng hết sức ngạc nhiên nhìn về phía bóng lưng hơi vội vã, trái tim không khỏi bị níu chặt. Trang hạo nhiên lại cúi đầu, hai mắt xẹt qua ý cười. Bên ngoài nhà hàng, đường khả hình vừa lau nước mắt trên mặt, vừa bấm nút mở cửa thang máy. Tưởng thiên lỗi bước nhanh ra khỏi nhà hàng Tây, im lặng không lên tiếng đi đến trước mặt của đường khả hình, cùng với cô đứng chung một chỗ, chờ thang máy. Đường khả hình quay đầu nhìn thấy tưởng thiên lỗi, cô chấp mắt đầy lệ, muốn xoay người đi lối cầu thang bộ, không ngờ cánh tay bị người mạnh mẽ nắm chặt, cô nhanh chóng quay đầu lại không khách khí nhìn anh chằm chằm, muốn thoát khỏi kiềm chế. Tưởng Thiên lỗi lạnh lùng kéo mạnh cánh tay của cô, nhìn cửa thang máy mở ra, lại kéo mạnh cô đi vào trong. Anh làm gì đấy? Anh buông tôi ra, Đường Khả Hinh rơi lệ kêu nhỏ, càng không ngừng giãy dụa cánh tay. Tưởng Thiên lỗi dùng sức đàn ông, vứt cô vào bên trong thang máy, sau đó nhanh chóng bấm nút đóng cửa thang máy, cửa thang máy ầm ầm đóng lại. Chương 109, giấy nghỉ phép. Tầng lầu 100, thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc ầm ầm mở ra tưởng thiên lỗi lạnh lùng nắm chặt bàn tay nhỏ bé của đường khả hình kéo thân thể của cô sải bước đi ra thang máy anh buông tay anh muốn mang tôi đi đâu tôi không muốn đến gần anh anh buông tay để cho tôi đi đường khả hình vừa rơi lệ vừa kéo lại bàn tay nhỏ bé của mình vừa khóc vừa kêu anh muốn mang tôi đi đâu đông anh nghe được âm thanh bước nhanh ra khỏi phòng thư ký cùng đồng nghiệp bộ phận hành tránh kinh ngạc nhìn tổng giám đốc kéo một nhân viên nhà hàng tây đi về phía phòng tổng giám đốc anh buông tay, anh kéo tôi đau, đường khả hình rơi lệ, càng không ngừng xoay bàn tay nhỏ bé của mình, ủy khuất khóc thút thít. Tưởng thiên lỗi không chú ý cô khóc thút thít, lại dùng sức lôi cả người cô vào phòng tổng giám đốc, sau đó đưa lưng về phía sau, cánh cửa phịch một tiếng đóng lại. Anh muốn làm gì, đường khả hình bị tưởng thiên lỗi ném ở trên ghế salon, rơi lệ nhìn anh nói anh kéo tôi vào đây làm gì. Tôi và anh không hề có một chút quan hệ, ba năm trước đây là lỗi của tôi, được chưa? Là lỗi của tôi, tôi không nên vì một chai rượu đỏ chạy vào trong phòng của anh. Là lỗi của tôi được chưa? Anh bỏ qua cho tôi đi, tôi không có loại năng lực vĩ đại để chống lại anh, tôi cũng không có ý đồ muốn lấy cái gì, tôi chỉ muốn cầu xin một nơi bình yên mà thôi. Tưởng Thiên lỗi lạnh lùng đứng ở bên salon, tức giận nhìn cô. Đường Khả Hinh không muốn nói thêm lời nào nữa, chỉ rơi lệ muốn đứng lên, đi ra ngoài. Tưởng Thiên Lỗi nắm chặt cánh tay của cô, vứt cả người cô lên trên ghế salon lần nữa. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Đường Khả Hinh lập tức đứng lên, nhìn Tưởng Thiên Lỗi, nước mắt từng viên lăn xuống, vết sẹo màu hồng bên má trái mang yêu thương thật sâu lộ ra trước mắt anh. Cô đau khổ rơi lệ nói: Tôi mặc kệ anh muốn làm gì, nhưng tôi sẽ không cho anh có cơ hội sỉ nhục tôi nữa. Anh biết đối với tôi rượu đỏ quan trọng như thế nào không? Nó giống như máu trong sinh mạng tôi chống đỡ cho tôi sống tiếp, tôi không có ý đồ khác, tôi có thể có ý đồ gì, má trái của tôi đã bị hủy, tôi không có tư cách hy vọng bất kỳ người đàn ông nào yêu thương. Tôi cũng không nghĩ tới, hôm nay sẽ không, ngày mai cũng sẽ không. Tưởng thiên lỗi tức giận nhìn cô, im lặng không lên tiếng. Đường khả hình càng nói càng suy sụp, khổ sở khóc nói tại sao anh phải tàn nhẫn như vậy. Đem má trái của tôi ra sỉ nhục tôi anh có biết bởi vì nó tôi đã chịu đựng bao nhiêu đau khổ không? Tương lai của tôi vẫn phải tiếp tục không ngừng chịu khổ. Tại sao anh tàn nhẫn như vậy? Nếu sớm biết anh đối với tôi như thế này, lúc ấy tôi không nên cảm ơn anh thu nhận tôi. Cuộc sống của tôi, mặc dù nghèo khó, khốn cùng, nhưng ít nhất tôi còn có lòng tự trọng. Đó là nguyên tắc làm người căn bản của tôi. Tại sao muốn trả đạp nó? Hai mắt tưởng thiên lỗi chợt lóe lên sốc sách, nhìn cô hai mắt lăn xuống nước mắt, đột nhiên có cảm giác phiền não, nhanh chóng mở cúc áo trên âu phục của mình, cởi ra âu phục. Đường Khả Hinh lắc mình, khóc muốn đi ra ngoài. Tưởng Thiên lỗi vứt bỏ âu phục, tay nắm chặt cánh tay mảnh khảnh của cô, gấp gáp kéo cả người, sau đó dùng sức xoay một cái, buộc cô đối mặt với mình, tức giận siết chặt cằm của cô, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nói, thoạt nhìn không giống lúc trước, nhưng vẫn như vậy. thân thể Đường Khả Hinh run rẩy, nước mắt từng viên lăn xuống nhìn anh. Tưởng thiên lỗi cắn chặt răng, siết chặt cằm của cô, nhìn giọt nước mắt lăn xuống, lại nói, vẫn giống như ba năm trước đây, một chút cũng không chịu thua. Muốn ở lại nơi này, chịu một chút uất ức lại đòi sống chết rồi. Tôi không đòi sống chết, đường khả Hinh khóc nói. Cô nhìn lại cô đi, bây giờ giống cái gì? Tưởng thiên lỗi trầm mặt nói, còn nói nơi này cô thấy được ánh mặt trời, nói rất hay nhưng cô cũng giống như ba năm trước đây, không đáng tin tưởng. Cô không có má trái, Chính xác là sự thật, không đúng sao?" Đường Khả Hinh nhất thời oán hận nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô không chịu thua chút nào, lại nói: "Nếu cô dám đối mặt, người khác sẽ không gây tổn thương cho cô được. Bây giờ cô không dám đối mặt, cho nên tôi mới có thể tổn thương cô." Hơn nữa hoàn toàn tổn thương. Đường Khả Hinh đau lòng muốn thoát khỏi sự kiềm chế của anh, lại bị anh kéo mình nhào tới trong ngực của anh, cô ngẩng mặt lên, rơi lệ nhìn anh. Tưởng thiên lỗi cúi xuống nhìn cô gái này đang đứng ở trước mặt của mình, ba năm trước đây là cô gái nhỏ xinh đẹp dí dỏm, lúc cười lên, luôn lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ trông rất đáng yêu, lúc này mang theo vết thương đầy người xuất hiện trước mặt của mình. Trong đầu hiện lên hình ảnh 3 năm trước đây cô đứng ở giữa con đường tối tăm, anh hơi bất đắc dĩ thở dốc, rốt cuộc có chút khó khăn nói, tôi xin lỗi. Đường khả hình đột nhiên dừng lại, hai hàng nước mắt lả trả nhìn tưởng thiên lỗi, nói có có bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương tưởng thiên lỗi nhìn bộ dáng của cô khẽ nhíu mày nói tôi xin lỗi lời nói của tôi lúc xế chiều hôm nay chính xác bị kích động đường khả hình cắn chặt môi dưới nước mắt lại từng viên lăn xuống tưởng thiên lỗi thấy cô vẫn rơi lệ như vậy liền chán ghét nói ba năm trước đây sớm biết yếu đuối như vậy có lẽ tôi sẽ tiến cô một đoạn đường đưa cô đến nhà trong lòng của đường khả hình đột nhiên đau xót nhớ lại tất cả mọi chuyện mình gặp phải ba năm trước đây trong lòng của cô chợt đau nhói không nhịn được vươn tay hung hăng đánh lồng ngực tưởng thiên lỗi một đấm tưởng thiên lỗi bất đắc dĩ đứng tại chỗ để mặc cho cô đánh đường khả hình không nhịn được đôi tay che mặt bật khóc nước mắt từ trong kẽ tay lăn ra tưởng thiên lỗi nhìn cô như vậy đột nhiên nhớ tới ba năm trước đây cô giả vờ làm người yêu của mình thậm chí còn giả vờ là mẹ đứa bé sau đó chết sống ngồi ở xe bên ngoài che mặt khóc giống nước mắt liền từ giữa kẽ tay lăn ra anh không khỏi bật cười. Đường khả hình thả tay xuống, cả khuôn mặt đều là nước mắt, ngây ngốc nhìn nụ cười trên mặt tưởng thiên lỗi, cô tức giận nức nở nói anh cười cái gì. Anh còn cười được, anh không có tính người hả. Tưởng thiên lỗi không muốn nhắc tới, nhưng vẫn không nhịn được cúi xuống cười khẽ. Anh còn cười, đường khả hình không ngừng khóc, lại đưa ra tay đánh lồng ngực anh mấy cái. Tưởng thiên lỗi nhẹ nhàng nắm hai bàn tay nhỏ bé của cô, đặt ở trên ngực, vươn tay ôm thân thể nhỏ nhắn của cô, chậm rãi dùng sức ôm cô chặt vào trong ngực, tay dịu dàng nhẹ đặt trên mái tóc ngắn của cô. Đường khả hình sửng sốt tựa vào trong ngực tưởng thiên lỗi, đôi tay khẽ đặt ở nơi lồng ngực của anh, có chút mềm yếu. Hai mắt tưởng thiên lỗi lóe lên, tay khẽ vuốt mái tóc ngắn của cô, nhớ tới ba năm trước đây, lúc cô báo cảnh sát bắt mình vẫn còn mái tóc thật dài buộc đuôi ngựa, đong đưa trong không trung, sợi tóc trên trán bay múa, buông xuống dưới, sát lên trên cánh môi dứa máu, anh im lặng, ngón tay thon dài vuốt nhẹ tóc cô. Đường khả hình cảm nhận được động tác của tưởng thiên lỗi, cô lập tức đẩy thân thể anh ra, lui về phía sau một bước, có chút đề phòng nhìn anh. Tưởng thiên lỗi cũng nhìn cô, thấy cô dần dần bình tĩnh lại, liền nói, nếu tâm trạng bình tĩnh rồi thì đi ra ngoài làm việc đi, xem như chuyện hôm nay chưa xảy ra. Đường khả hình sững sờ, suy nghĩ một chút, không lên tiếng. Tưởng thiên lỗi nhìn thái độ cô như vậy, lại nói, hôm nay tôi kích động, tôi có nguyên nhân của mình nhưng không phải vì cô. Cô không cần thiết vì chuyện của tôi mà bỏ công việc này. Cô ở lại hay không đối với tôi không có ảnh hưởng, nhưng cô cần phải suy nghĩ thật kỹ, quy định của khách sạn, bước ra khỏi cánh cửa này trong vòng 3 năm không được trở lại làm nữa, đây là quy củ, tôi không thể sửa đổi vì bất cứ ai. Đường Khả Hinh nhớ tới chuyện xảy ra ở trong phòng ăn hôm nay, biết không có cách nào lại nơi này nữa, cũng biết mình đã nói rời khỏi nếu cứ ở lại chỗ này, cho dù mình không biết xấu hổ, nhã tuệ cũng sẽ mất hết mặt mũi. Cô vẫn kiên định với suy nghĩ của mình lúc ban đầu, nói tôi vẫn. Cho cô nghỉ phép, tưởng thiên lỗi đột nhiên xoay người đi về phía bàn làm việc, cầm lên bút máy viết một loạt chữ tiếng Anh trên tờ giấy nào đấy, kéo xuống, nhanh chóng xoay người, liếc mắt nhìn tờ giấy, quyết định nói cho cô nghỉ phép một tuần lễ có hưởng lương, xem như bồi thường hôm nay cô bị uất ức. Ồ, chấm ngoặc kép, đường khả hình sướng sốt, cũng đã nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi đem tờ giấy nghỉ phép đưa tới trước mặt của mình, cô ngây ngốc nhìn một loạt chữ tiếng Anh ở phía trên, không biết nên nói gì. Tưởng Thiên Lỗi thấy cô bộ dáng kia, liền cầm tờ giấy nghỉ phép, gõ một cái lên trán của cô. Đường Khả Hinh giật mình chớp mắt một cái, nhìn lại tờ giấy nghỉ phép vẫn còn do dự. "Cầm, đi ra ngoài đi, tôi rất bận việc." Tưởng Thiên Lỗi xoay người đi về phía bàn làm việc, ngồi xuống mở văn kiện ra. Đường Khả Hinh vẫn cầm tờ giấy nhỏ Nhìn phía một loạt chữ tiếng Anh phía trên, do dự một lúc lâu, hai mắt hơi lóe sáng, cẩn thận cất bước, đi tới trước mặt của Tưởng Thiên Lỗi, nhẹ nhàng để tờ giấy nhỏ ở trước tài liệu của anh. Tưởng Thiên Lỗi lập tức ngẩng đầu lên nhìn Đường Khả Hinh, sắc mặt cứng lại, mới vừa muốn nói chuyện. Đường Khả Hinh chớp mắt, có chút ngượng ngùng nhìn Tưởng Thiên Lỗi, hỏi cái này. Cái này, chữ tiếng Anh ở trên là gì vậy? Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô chầm chầm, nói cầm đi ra ngoài giao cho Đông Anh cô ấy sẽ giải thích cho cô nghe. Đường khả hình lại nhìn anh một cái, thái độ có chút cứng rắn, liền im lặng cầm tờ giấy nhỏ, xoay người, vừa nhìn chữ tiếng anh phía trên, vừa đi ra ngoài cửa. Tưởng thiên lỗi chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn theo bóng lưng của cô. Đường khả hình nhẹ nhàng mở cửa, quả nhiên nhìn thấy đông anh mỉm cười đứng ở cửa, mặt của cô đỏ lên, đứng ở cạnh cửa phòng tổng giám đốc, khẽ cắn môi dưới. Đưa tờ giấy trong tay cho Đông Anh nói, cái này, cái này là tổng giám đốc nói tôi giao cho cô, cô giúp tôi nhìn xem, phía trên này viết cái gì vậy? Được, Đông Anh mỉm cười nhận lấy tờ giấy, liếc mắt nhìn, liền mỉm cười, nhìn Khả Hinh nói, chúc cô nghỉ phép vui vẻ, chút nữa cô có thể tan việc, sau khi thay thường phục, đến phòng ăn nhà khách Đại Dương, lúc đó tự nhiên sẽ có người nói cho cô biết phải làm sao. Đường Khả Hinh vẫn cảm thấy có chút mất mặt, nói, nhưng Rõ ràng tôi ở trước mặt nhiều người nói từ trước Tôi cũng không dám trở về. Tôi sợ. Đông Anh nghe vậy cũng không an ủi, chỉ nói, nếu như cảm thấy có chút ngượng ngùng, vậy lần sau cũng đừng hành động bừa bãi như vậy. Nhưng, mặc kệ lúc này cô cam kết điều gì, chọn đi khỏi hay không vẫn là quyết định của cô, không liên quan đến người khác. Đường Khả Hinh suy nghĩ những lời này, chỉ đành cúi đầu mỉm cười, sau đó liếc nhìn tờ giấy ghi chép bằng tiếng Anh trong tay Đông Anh, có chút tò mò ngẩng đầu lên nhìn Đông Anh hỏi, xin hỏi một loạt chữ tiếng Anh kia là viết cái gì vậy? Chương 110, cá mập. Đông Anh mỉm cười liếc mắt nhìn mấy dòng chữ tiếng Anh, nói đùa, tôi xem hiểu, cô đọc không hiểu sao? Đường Khả Hinh nhìn Đông Anh, ngây ngốc lắc đầu. Cho nên cô nghe tôi nói là được rồi, nhanh đi quẹt thẻ tan việc thôi. Đông Anh mỉm cười thúc giục Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh chỉ đành phải gật đầu một cái, nhìn Đông Anh nói tiếng cảm ơn, liếc tờ giấy nghỉ phép một cái, mới xoay người từng bước từng bước đi khỏi. Đông Anh nhìn theo bóng lưng cô, sau đó cúi đầu liếc mắt nhìn tờ giấy trong tay khẽ mỉm cười. Phòng ăn Ngự Tôn, cửa thang máy ầm ầm mở ra, Khả Hinh lo lắng không yên đi ra thang máy, đi vào phòng ăn, liền nhìn thấy Trần Mạn Hồng và Tào Anh Kiệt, cùng các đồng nghiệp và Tiểu Nhu đang im lặng nhìn mình, mặt của cô đỏ lên, đứng ở trước mặt mọi người, đột nhiên muốn mở miệng nói một câu. "Được rồi, hôm nay mọi người cực khổ, hai vị tổng giám đốc tới cũng đã tới, các vị phục vụ rất tốt." Trở về làm công việc của mọi người đi. Trần Mạn Hồng nhìn mọi người, vỗ tay nói dứt lời liền xoay người muốn rời khỏi, đi qua bên cạnh Đường Khả Hinh đang sững sờ, nhìn cô một cái, mới nói, cô còn đứng lì ở đây làm gì? Đi quẹt thẻ tan việc a, à? không phải được nghỉ một tuần lễ sao? Nghỉ ngơi thật tốt đi, làm món gì cho Nhã Tuệ ăn. Cút xa một chút. Cô nói xong, liền xoay người đi khỏi. Tào Anh Kiệt cũng mỉm cười đi đến trước mặt của Khả Hinh, nhìn cô một cái, liền vươn tay đè đầu của cô xuống, mới xoay người đi khỏi. các đồng nghiệp giống như không có chuyện xảy ra, vội đi làm việc của mình. tiểu nhu cũng nhìn đường khả hình, len lén cười nói, thật may là cô không có đi, không cần lo sợ, hai vị quản lý không có mắng cô. để cho cô nghỉ phép một tuần lễ, ngày mai tôi cũng nghỉ, tôi đến nhà cô chơi. tôi đem long nhãn qua, loại long nhãn nhà chúng tôi ăn rất ngon đấy. đường khả hình cảm động nhìn tiểu nhu mỉm cười lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn đồng nghiệp phòng ăn, bọn họ cũng không nói gì, chỉ là chú tâm vào công việc, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn mình, tất cả đều mỉm cười nhìn mình, trong lòng của cô ấm áp, cảm giác có chút nhẹ nhõm, tâm trạng đột nhiên buông lỏng, lúc này mới nhớ tới lời nói của Đông Anh, liền nhanh chóng quẹt thẻ, xoay người đi ra nhà hàng tây, dọc theo tòa nhà dành cho nhân viên đi tới. Trên đường rất nhiều đồng nghiệp, bọn họ vừa nói vừa cười chuyện của mình, lâu lâu còn nói chút bạn trai của mình hôm nay sẽ đến đón mình đường khả hinh xoay người nhìn bóng lưng bọn họ đi xa, hơi buông lỏng mỉm cười, vội vàng bước nhanh đi tới tòa nhà của nhân viên, đi vào phòng thay quần áo, tắm một cái, thay lại quần áo bình thường của mình, một áo sơ mi màu vàng, váy ngắn màu trắng, mang giày Italy màu trắng, sách theo túi sách nhỏ của mình, bước nhanh về phía phòng ăn nhà khách đại dương. Phòng ăn nhà khách đại dương nằm ở phía sau vườn hoa khách sạn trong quần thể kiến trúc hình bán nguyệt, thông qua một tòa nhà nghỉ ngơi khác của khách sạn, đi qua đại sảnh tráng lệ, nhìn rất nhiều khách quý mặc quần áo theo phong cách Hawaii, trên mặt tràn đầy nụ cười ấm áp, đi tản bộ, còn thấy một số khách có lẽ mới vừa lặn xong xuống nước, thân thể hơi ẩm ướt, mặc quần áo nghỉ ngơi đi về phía trước, cảm giác hoàn toàn khác với sự uy nghiêm và trang trọng của khách sạn Á Châu. Cô tò mò vừa quan sát qua đám người, vừa đi về phía trước, sau đó cô đột nhiên nhìn thấy một khung thủy tinh gần 10.000 10 mét vuông, nâng hòn non bộ khổng lồ, một ngôi tiểu đình, trong lâm viên, nuôi hai con cọp trắng, cùng ba con hạc trắng, bọn chúng đang nhìn mọi người, thỉnh thoảng đi lại, thỉnh thoảng ngủ đông, thân thể nằm ở nơi nào đó trên sân cỏ. Cô nhìn ngây người, đôi tay nhẹ trống lên kính thủy tinh, xuất thần nhìn con hổ trắng bên trong đang lườm ánh mắt có chút dữ tợn và lười biếng nhìn người đi đường tiến vào khách sạn. Lòng của cô không khỏi run lên, không nhịn được nhớ tới ánh mắt của tưởng thiên lỗi, tại sao lại giống ánh mắt của con hổ này vậy? Cô lập tức ôm đôi cánh tay có chút lạnh lẽo, trợn mắt nhìn con cọp kia một cái, mới xoay người đi dọc theo vách tường thủy tinh tiến về phía trước, đi một bước, liếc mắt nhìn con hổ trắng kia một cái, lại run một lần. Phòng ăn nhà khách đại dương. Nhã tuệ mặc đồng phục màu đen, kích động dọc theo lối đi có đèn pha lê màu xanh đi về phía trước, bước qua sàn nhà thủy tinh thật dài, vô số cá nhỏ nhiệt đới xinh đẹp, dưới sàn vui vẻ bơi lội, cô nhanh chóng đi ra nhà khách đại dương, nhìn thấy khả hình mặc quần áo bình thường của mình, ôm túi sách, có chút lo lắng đứng ở lối vào. Trời à, thật sự là cô sao? Nhã tuệ khiếp sợ đi tới trước mặt bản thân, dùng ánh mắt rất kinh ngạc nhìn cô. Khả hình nhìn nhã tuệ, cũng có chút nghi ngờ cười nói, tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là thư ký lưu của tổng giám đốc nói hôm nay tôi không cần đi làm, để cho tôi thay quần áo xong, đi tới nhà khách đại dương sẽ biết. Nhã tuệ nhìn kỹ đường khả hình một cái, bất đắc dĩ mỉm cười, vươn tay nhét vào trong khuỷu tay cô, nói, đi thôi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Đường Khả Hinh hết sức tò mò. Nhã Tuệ thở dài, mỉm cười không muốn nói chuyện, chỉ dẫn Đường Khả Hinh đi vào lối đi thật dài nhà khách Đại Dương, vừa đi vừa nói cô đi vào sẽ biết. Đường Khả Hinh có chút mất hồn nhìn Nhã Tuệ, ngạc nhiên đã đi càng lúc càng sâu vào nhà khách Đại Dương, cô cảm nhận lòng bàn chân có cái bóng gì kỳ quái, liền cúi đầu xuống, đột nhiên nhìn thấy một con cá mập khổng lồ đang há to mồm nhìn mình. A, à, cô hoảng sợ đến hét lên một tiếng, cả người ngã trên cửa kính sắc mặt tái nhợt chỉ vào con cá mập lớn, hồ to có cá mập. Nhã tuệ bất đắc dĩ nhìn đường khả hình cười nói, đây là phòng ăn nhà khách đại dương, vốn là một tòa kiến trúc thủy tinh dưới đáy biển, xung quanh đỉnh đầu, dưới chân, hai bên trái phải, tất cả đều là sinh vật nhiệt đới. À, đường khả hình thở một hơi, trừng lớn con ngươi, quay mặt sang nhìn về phía tường thủy tinh mình đụng tới, phát hiện rõ ràng một con rùa biển cực lớn tối thiểu có mấy trăm năm, rất nhàn nhã nhìn mình, cô hoảng sợ kêu a hát một tiếng, hét ầm lên, lại ngã ngồi xuống một chỗ khác, nơi bàn tay trống, bơi lại hàng ngàn hàng vạn con cá nhiệt đới lớn nhỏ, có đường kẻ màu vàng, giống như từng đốm lửa dưới đáy nước sáng lên màu sắc kỳ ảo. Ha, cô có chút kinh ngạc nhìn về phía cá nhỏ ở dưới bức tường thủy tinh, đột nhiên tâm trạng từ từ thay đổi, cười hỏi, đây là cá gì vậy? thật xinh đẹp. Có lúc tôi cũng không nhớ ra được, bởi vì quá nhiều loại giống nhau. đứng lên đi. Nhã Tuệ mỉm cười đỡ bạn thân dậy, lại đi dọc theo lối đi đến phòng ăn nhà khách đại dương. Đường Khả Hinh vừa ngạc nhiên đi về phía trước, vừa ngẩng đầu lên nhìn rất nhiều, rất nhiều cá cảnh nhiệt đới vô cùng xinh đẹp, đang bơi qua bơi lại trên đỉnh đầu mình, giống như mình đang ở trong thủy cung, tâm trạng của cô càng ngày càng kích động, dưới sự hướng dẫn của Nhã Tuệ, đi tới phòng ăn nhà khách đại dương gần 10 000 m vuông. cả phòng ăn nhà khách đại dương toàn bộ xây dựng ở dưới biển, thiết kế rất thanh nhã đường hoàng vô số cá cảnh nhiệt đới xinh đẹp kỳ lạ đang bơi qua bơi lại phía trên phòng ăn. Một loại cảm giác thật thần kỳ, thoát tục, thật tuyệt vời. Phụt, một đốm lửa từ chỗ ngồi nào đó sáng lên. Đường khả hình giật mình, tò mò nhìn về phía bàn bên kia, thấy một gia đình người ngoại quốc dùng cơm, đang nhìn món hải sản tươi ở trước mặt, bàn tay vỗ nhẹ, một ngọn lửa màu xanh lam cháy lên, đầu bếp mặc đồng phục màu xanh nước biển, một tay đặt ngang lưng giống như thân sĩ, một tay cầm một nắp màu vàng, nhẹ nhàng đậy lên đĩa hải sản, ngọn lửa bị dập tắt, sau đó nhanh chóng lấy ra, tay đặt cái nắp xuống bàn, ngay lập tức chuyên nghiệp cầm lên một miếng chanh, bóp một cái, chất lỏng dưới trên hải sản. Vị tươi của hải sản lập tức tỏa ra. Ô, một cậu bé trai ngoại quốc 13 tuổi, thấy rất thần kỳ, kêu lên một tiếng. Đường khả hình cảm thấy rất mới mẻ, rất hào hứng. Đi thôi, nhã tuệ dẫn khả hình đi tới bức tường thủy tinh, chọn vị trí tốt nhất. Quản lý phòng ăn nhà khách đại dương, Kỳ Gia Minh, một người đàn ông đẹp trai gần 35 tuổi, nhanh nhẹn hoạt bát bước tới, nhìn thấy đường khả hinh, liền hết sức cung kính và lễ phép cười nói, cô tới rồi. Lúc này chúng tôi nhận được thông báo của phòng thư ký, nói tổng giám đốc căn dặn hôm nay mời cô dùng cơm trưa ở nhà khách đại dương. Cô muốn ăn cái gì, hay muốn uống thức uống gì, xin cứ việc căn dặn là được. À, đường khả hinh nghe những lời này, thật ngạc nhiên nhìn nhã tuệ. Nhã Tuệ cũng mỉm cười nhìn về phía Khả Hinh, bất đắc dĩ nói: "Con bé chết tiệt, tôi không biết cô làm chuyện gì, nhưng tôi nói cho cô biết, ăn ở chỗ này một bữa, có thể phải trừ hết một năm tiền lương của cô." Đường Khả Hinh nhìn người bạn thân, trong lúc nhất thời nói không ra lời, đang suy nghĩ tại sao Tưởng Thiên lỗi phải làm như vậy. Kỳ Gia Minh nhìn hai người một chút, nhiệt tình cười nói: "Được rồi, mặc kệ là chuyện gì. Cô là bạn bè tốt của Nhã Tuệ, là bạn bè tốt của trợ thủ đắc lực nhất của tôi." tôi thiết đãi một món kem lửa, được chứ? Đường khả hình không biết trả lời làm sao, theo bản năng nhìn nhã tuệ. Nhã tuệ mỉm cười nói với quản lý, quản lý, nghe theo anh là được rồi. Được, hôm nay dùng cơm, tôi tới chuẩn bị. Kỳ Gia Minh lập tức đứng dậy, mỉm cười xoay người, tự mình đi vào trong phòng bếp. Trong lúc nhất thời, đường khả hình có chút luống cuống ngẩng đầu liếc mắt nhìn nhã tuệ, nhã tuệ cũng nhìn cô thần bí mỉm cười, nhìn vật thể bên ngoài bức tường thủy tinh, giơ cầm, cô ngạc nhiên quay đầu lại, thân thể chợt ngửa ra sau một chút, thấy dưới đáy nước có bảy con cá mỹ nhân ngư tóc vàng mắt xanh, bọn chúng vẫy nhẹ hai cái mang xinh đẹp, dựng đứng dưới đáy nước, đang đong đưa mộng ảo vui tươi nhìn mình, thậm chí có con mỹ nhân ngư, nhảy lên, uốn lượn vòng eo hấp dẫn, xoay quanh một con cá voi khổng lồ. Xoay tròn 360 độ dưới đáy nước. Trời à, thật là đẹp à, chấm ngoặc kép, đường khả hình lập tức đứng lên, hai tay chống ở trên bức tường thủy tinh, trừng lớn con ngươi, nhìn một con mỹ nhân ngư trước mắt, bơi lội thỏa thích dưới đáy nước rất xinh đẹp, thả lòng tất cả nhiệt tình trong thân thể, gợi lên nụ cười trong thế giới trẻ thơ, cô cảm động nở nụ cười. Audio điện tử võ tấn bền chương 111, ốc biển nhỏ Trong phòng ăn vang lên tiếng nhạc thiếu nhi vui tai. Một lão đầu bếp người Italy, mập mạp, mặt mũi hồng hào, tay cầm ly kem lửa vẻ mặt rất hài hước, tự mình đưa đến trước mặt của khả hinh dùng tiếng Anh rất chiều mến nói, út yêu like to be my princess? Đường khả hình không hiểu những lời này, liền nhìn về phía nhã tuệ. Kỳ Gia Minh cũng đứng ở một bên, nhiệt tình cười nói, đầu bếp Gordon của chúng tôi hỏi cô, cô chấp nhận làm công chúa của ông ấy không? Giống như công chúa mỹ nhân ngư bảo bối của ông ấy dưới biển sâu. Công chúa giống như con gái, nhã tuệ mỉm cười nói bổ sung. A, chấm ngoặc kép, đường khả hình sửng sốt, ngẩng đầu nhìn nụ cười tràn trên khuôn mặt ông lão, lòng của cô dần dần mềm ra, không nhịn được cảm động nói tôi. Tôi, tôi chấp nhận. Gordon vừa nghe xong, ngay lập tức nở nụ cười vui mừng, nói một câu thanh, đột nhiên đưa hai bàn tay mang bao tay trắng, giống như nhà ảo thuật, giờ ở trước mặt của Khả Hinh. Đường Khả Hinh nhìn đôi bàn tay trống không, đang ngạc nhiên, lão đầu bếp Italy đột nhiên vung tay lên không trung, lập tức từ trên không trung nắm một đóa hoa hồng, vẻ mặt hết sức vui vẻ đưa tới trước mặt của Khả Hinh. Ô, chấm ngoặc kép, đường Khả Hinh chừng lớn con ngươi, nhìn hoa hồng trong tay lão đầu bếp, không nhịn được vỗ tay, nở nụ cười. Tommy Princess, lão đầu bếp nói hết lời, liền đưa hoa hồng đến trước mặt của Khả Hinh. Đường Khả Hinh thật vui vẻ vươn tay, định nhận đóa hoa hồng. Ô, lão đầu bếp đột nhiên vẫy đóa hoa hồng trong tay vào trong ly kem lửa, ly kem lửa nhanh chóng cháy lên một ngọn lửa màu xanh lam. A, à, dù sao Đường Khả Hinh vẫn là một thiếu nữ, thấy màn biểu diễn này, lập tức vui vẻ vỗ tay, ngạc nhiên kêu to. Lão đầu bếp thấy Khả Hinh vui vẻ, cũng nở nụ cười thoải mái, cầm bàn tay nhỏ bé của Khả Hinh, đột nhiên không người thổi nhẹ ở trên bàn tay nhỏ bé của cô, Khả Hinh chớp mắt một cái liền nhìn thấy trong lòng bàn tay mình xuất hiện một sợi dây chuyền bạch kim và con ốc biển nhỏ. Trời à, chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh kinh ngạc nhìn dây chuyền con ốc biển trong tay mình, đột nhiên cười một tiếng. Lão đầu bếp biết khả hình không hiểu anh văn, mỉm cười dùng tiếng trung không quá lưu loát, âm thanh như trẻ con nói với đường khả hình, chuyện được dịch trực tiếp tại Điền Gian Le Quy mọi web khác đều là phiên bản copy trái phép. Ở trong thế giới tình yêu, ốc biển là âm thanh công chúa gọi hoàng tử. Hy vọng trong tương lai công chúa của tôi có thể tìm được vị hoàng tử thật lòng yêu con, mà không giống như công chúa Mỹ Nhân Ngư, dâng hiến âm thanh ngọt ngào và cặp đùi đẹp thon dài của mình. Good luck to you! hai mắt đường khả hình đột nhiên ửng đỏ, nhớ tới cha, trái tim của cô run rẩy. Hai mắt nhã tuệ cũng đỏ bừng nhìn đường khả hình. Ngọn lửa trên ly kem chờ tắt, kem cũng mềm mại, tỏa ra mùi vị ngọt ngào, tinh khiết. To enjoy this moment, lão đầu bếp chiều mến nói. Thanh yêu, đường khả hình cảm động nhìn lão đầu bếp, cười ngọt ngào, nói. Lão đầu bếp lui xuống, tự mình chuẩn bị bữa ăn cho khả hình. Đường khả hình kích động ngẩng đầu nhìn nhã tuệ, Nhã Tuệ cũng mỉm cười ngồi xuống, nhìn người bạn thân đã thật lâu thật lâu cũng chưa từng vui vẻ như vậy, liền cảm động nói: "Ăn đi, món kem lửa phòng ăn chúng tôi vô cùng nổi tiếng." Vốn là món điểm tâm ngọt sau bữa ăn, nhưng tôi nói lão đầu bếp chuẩn bị trước cho cô, bởi vì tôi biết cô thích ăn kem. Đường Khả Hinh thật sự rất vui vẻ nở nụ cười, lại mở lòng bàn tay, nhìn dây chuyền ốc biển trong tay, cảm động mỉm cười. Buổi trưa hôm nay Kỳ Gia Minh cùng đầu bếp đưa tới cho Khả Hinh món hải sản cực kỳ tươi ngon, có tôm hùm thân gai, có cua chân dài Nhật Bản, còn có con hào thân gai tươi ngon nhất. Lão đầu bếp còn bỏ một chút mù tạt ở trong con hào thân gai, cho nên lúc Khả Hinh ăn, lập tức ngửa đầu hít thở, nước mắt chảy ra, làm cho nhã tuổi cười ha ha. Hai người bạn thân theo lời căn dặn của Tổng Giám Đốc, nâng rượu đỏ Lapi 578, chạm cốc, vui vẻ ăn cua chân dài Nhật Bản, vừa ăn vừa nói chuyện, trước kia chú đường hấp cua, vì sợ hai cô nhóc ăn vụng nên dùng phương pháp đặc biệt buộc con cua lại, không để cho các cô ăn vụng. Nói đến chuyện cũ, hai người không nhịn được nở nụ cười, bảy con mỹ nhân ngư ở bên ngoài bức tường thủy tinh, vui vẻ bơi lội, thỉnh thoảng nhìn thấy phó quản lý phòng ăn Nhã Tuệ hiền lành, bọn chúng bơi uốn lượn bơi về phía cô hôn một cái. Nhã Tuệ nhìn bọn chúng nâng chén, cảm ơn nụ hôn của bọn chúng, cô đột nhiên xúc động nói, thật ra xinh đẹp có rất nhiều định nghĩa khác nhau. Chúng ta cách một tầng kính thủy tinh nhìn mỹ nhân ngư, cảm thấy bọn chúng thật đẹp. Nhưng nếu có một ngày, có một con mỹ nhân ngư rơi ở trước mặt của chúng ta, nó có khuôn mặt xinh đẹp, nhưng lại có chân giống như đuôi cá thì chúng ta như thế nào? Đường Khả Hinh cũng quay đầu nhìn về phía mỹ nhân ngư bên ngoài tường thủy tinh, giống như đã hoàn thành sứ mạng, dần dần muốn nổi trên mặt nước, thỉnh thoảng xoay người hướng về phía thực khách bên trong phòng ăn, vẫy mang chào tạm biệt, trái tim cô đột nhiên xẹt qua cảm giác rung động sâu kín vươn tay khẽ chạm trên mặt bức tường, cảm giác nước biển xanh ngắt trong lòng bàn tay mình bắt đầu chuyển động, cô mỉm cười. Sau khi dùng cơm xong, đường khả hình cùng nhã tuệ đi ra khỏi nhà khách đại dương. Cho dù như thế nào, tôi không có cách nào ép buộc cô, nhưng tôi biết cô phải giữ khoảng cách nhất định với tổng giám đốc, không vượt khỏi danh giới là được, không cần lo lắng người ta nghĩ như thế nào. Hơn nữa cô là người thật sự là có tài, muốn che giấu cũng không che giấu được, Nghe Mạn Hồng nói, hôm nay ở trong phòng ăn, cô biểu hiện rất tốt. Chúc mừng cô, rốt cuộc học được kiến thức có giá trị. Nhã Tuệ thả lỏng nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cũng không nhịn được mỉm cười. Nhã Tuệ nhìn chằm chằm Khả Hinh, mái tóc ngắn xinh đẹp, mặc áo sơ mi dễ thương, váy ngắn, nhìn như thế nào cũng thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, liền vươn tay, nói, "Được rồi, mau trở về đi thôi, quét dọn trong nhà một chút, hai ngày không có lau sàn rồi." đi siêu thị mua thức ăn cho tôi tiền của tôi đặt ở trên ngăn tủ cô lãnh tiền lương nhớ trả lại cho tôi đường khả hinh không nhịn được bật cười gật đầu nói tôi biết rồi đúng rồi ngày mai tiểu nhu muốn tới nhà chúng ta tôi muốn mời cô ấy ăn một bữa cơm tốt tôi chọn một chai rượu đỏ về coi như ăn mừng hôm nay cô thoát khỏi nguy hiểm mau trở về đi nhã tuệ thúc giục cô khả hinh nghe vậy đành gật đầu mỉm cười xoay người đi khỏi đạp sân cỏ mềm mại từng bước từng bước đi về phía trước, nhớ tới bữa trưa vừa rồi, có chút không hiểu tại sao tưởng thiên lỗi muốn làm như vậy. Cô vừa nghĩ, vừa móc ra sợi dây chuyền ốc biển lão đầu bếp đưa cho chính mình, đặt ở trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoay tròn con ốc biển của mình, đó là một con ốc biển nhỏ, vòng xoắn rất đẹp, giống như có thể cảm nhận được nó đã trải qua sự bào mòn của nước biển, đường nét trở nên mịn màng xinh đẹp. Đường khả hình chậm rãi bước tới bên cạnh rào chắn phía sau vườn hoa, đón gió biển thổi mạnh, mặt nhìn biển rộng xanh thẳm, cầm con ốc biển nhỏ, để trên không trung nhẹ nhàng xoay tròn, nhớ tới lão đầu bếp nói, cô đột nhiên cười một tiếng, lóe lên ý nghĩ hài hước, đem con ốc biển nhỏ thả vào khóe miệng thổi mạnh. Thu, chấm ngoặc kép, một hồi âm thanh nho nhỏ từ bên trong con ốc biển truyền ra. Khả Hinh giật mình, vui vẻ cầm ốc biển trong lòng bàn tay, nhẹ giọng nói với nó nói, mày kêu thật sao? Chút nữa có hoàng tử xuất hiện ở trước mặt của tao hả? Không thể nào, ốc biển nho nhỏ nằm yên ở trong lòng bàn tay Khả Hinh, cô cảm thấy chơi rất vui. Cầm ốc biển thả vào bên môi, thổi mạnh hơn tu. Âm thanh nho nhỏ này lộ ra đè nén thời gian và lịch sử, xuyên qua thời gian, truyền đến niềm vui sau giữa trưa. Đường Khả Hinh không khỏi nở nụ cười, đón gió biển, thật vui vẻ cầm sợi dây truyền đeo vào. Mặc dù không có gương nhưng Khả Hinh cảm thấy sợi dây truyền lạnh lẽo kích thích cổ của mình, có cảm giác tỉnh táo và thoải mái cô khẽ nắm con ốc biển, xoay người tiếp tục đi về phía trước. Hôm nay thứ sáu, cho nên trước quầy tiếp tân đại sảnh khách sạn có khá nhiều khách. Đường khả Hinh mặc quần áo thường, có thể tự do ra vào đại sảnh, cô khoái chí nắm cái con ốc biển trên cổ mình, chậm rãi đi ra ngoài đại sảnh, đúng lúc ngẩng đầu lên, trong chớp mắt nhìn thấy một chiếc sắp Land Rover dừng ở nơi đại sảnh, nửa khuôn mặt Tô Thủy Kỳ xuất hiện trong cửa sổ xe, lòng của cô trở động, nhớ tới đêm hôm đó, sau khi hai người chia ra, không còn gọi điện thoại, cũng không gặp mặt nữa, giọng nói trong trẻo tham muốn giữ lấy của cô gái kia vẫn còn truyền vào tai của mình rất rõ ràng. Tay cô nắm ốc biển lui về phía sau một bước, nhìn anh mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, quần tây dài đen, rất phong độ đón gió biển bước xuống xe, giao chìa khóa cho nhân viên tiếp tân, ánh mắt cô mãnh liệt chớp lóe, đột nhiên muốn tìm chỗ trốn. Tô Thủy Kỳ xoay người, mỉm cười mới vừa muốn đi vào trong khách sạn, nhưng nhất thời nhìn thấy Khả Hinh đứng ở đại sảnh ánh mắt có chút vội vàng và lúng túng nhìn mình, anh chậm rãi dừng bước. Đường Khả Hinh biết muốn tránh đã không kịp rồi, cúi đầu, thở mạnh một hơi, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tô Thủy Kỳ, miễn cưỡng mỉm cười đi về phía anh. Tô Thủy Kỳ im lặng không lên tiếng, đứng tại chỗ nhìn cô đi tới. Trùng hợp thế, chấm ngoặc kép, đột nhiên Đường Khả Hinh không biết xưng hô với anh như thế nào, cũng không biết chào hỏi như thế nào, có chút căng thẳng cười nói. Tô Thủy Kỳ không lên tiếng cứ nhìn cô chằm chằm, trên mặt không có biểu hiện gì. Đường khả hình nhìn ánh mắt của anh, càng căng thẳng, giống như anh nhìn thấu linh hồn của mình, nhìn thấy được thứ dơ bẩn, cô không dám lên tiếng, im lặng một lúc, ôm túi sách của mình, cúi đầu nói, chắc là anh. Có việc, tôi không quấy dày, hẹn gặp lại. Tô Thủy Kỳ không lên tiếng, chỉ cảm giác đường khả hình mềm mại đi qua bên cạnh mình, ngón tay của anh khẽ nhúc nhích, nhưng vẫn đứng tại chỗ để mặc cho bóng lưng cô cách mình càng ngày càng xa. Đường khả hình căng thẳng thở dốc một hơi, cặp mắt đột nhiên có chút ửng đỏ, ôm chặt túi sách của mình, bước nhanh ra khỏi đại sảnh. Đang lúc Tô Thủy Kỳ do dự, điện thoại di động vang lên, anh im lặng nhận máy, trả lời, ừ. Anh còn chưa qua đây sao? Giọng nói trong trèo của nhậm tử hiền truyền đến, chúng tôi chờ anh rất lâu rồi. Tô Thủy Kỳ nắm điện thoại, suy nghĩ trong chốc lát, rốt cuộc mở miệng nói, tôi đột nhiên có chút việc phải rời khỏi. Đợi lát nữa sẽ trở lại chương 112, không thể phun ra. Đường lớn ven biển, tiếng gió biển gào thét. Bầu trời xanh thẳm, trên con đường cái một bóng trắng dưới ánh mặt trời chó trang. Sau khi đường khả hình bước ra khỏi đại sảnh khách sạn, nhìn trời xanh biển biếc, cô thở dài một hơi, hít hít đỏ bừng lỗ mũi, ôm túi sách trong ngực, bước chân nặng nề đi về phía trạm xe buýt. Tô Thủy Kỳ đứng ở trước cửa khách sạn, nhìn bóng lưng khả hình, dưới ánh mặt trời, có vẻ mảnh mai nhỏ nhắn, Hai mắt anh lộ ra một chút dịu dàng. Đường Khả Hinh đi tới trạm xe buýt, nhìn xe buýt màu đỏ tuyến số 2 chậm rãi lái tới, cô lặng lẽ lên xe buýt, vừa đúng lúc bên trong xe không có người, vào lúc này sẽ không có nhân viên tan việc về nhà, người đi tới nơi này cũng không ngồi xe buýt, cô tìm một chỗ phía sau cùng, gần cửa sổ, mặt dính vào trên cửa kính, nhắm hai mắt mệt mỏi, giống như ngủ thiếp đi. Một chiếc Land Rover màu đen chậm rãi lái tới trước. Tô Thủy Kỳ cầm tay lái, chăm chú lái xe, chạy tới phía trước, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía cô gái đã chìm vào giấc ngủ trên xe buýt, cái đầu theo xe buýt lên xuống mà nghiêng trước nghiêng sau, anh không được nhịn cười, tiếp tục nắm chặt tay lái, theo tốc độ xe buýt chạy tới phía trước. Chiếc xe buýt chạy qua đường lớn ven biển, chạy vào đường lớn thanh đồng náo nhiệt, có một số hành khách vừa nói vừa cười đi tới, mang theo không khí nóng hừng hực của ngày hè, cái nóng làm cho người ta không thể thở nổi, Khả Hinh vẫn còn đang ngủ thật say, trong mộng, cô đứng ở một thế giới trắng xóa mịt mờ, nhìn đám người tới lui xung quanh, vẻ mặt mọi người không chút thay đổi, cô có chút sốt ruột, muốn thét to. Khả hình sâu kín mở mắt, nhìn không ít hành khách đã ngồi trên xe, cô nuốt cổ họng khô khốc, lau mồ hôi trên trán, tựa vào bên cửa sổ, như vừa tỉnh mộng, khẽ chớp cặp mắt mệt mỏi. Tô Thủy Kỳ cầm tay lái tiếp tục cùng xe buýt chạy về phía trước, vừa lái vừa nghe có một âm thanh nói Ricky, nếu có một ngày, em đi lạc, anh nhất định phải đứng tại chỗ đợi em em sẽ trở lại nhất định anh nhớ đến câu nói này nắm chặt tay lái cảm giác lòng bàn tay có chút lạnh lẽo chiếc xe buýt ngừng lại chạm đường khả hinh đi xuống xe cảm giác ánh mặt trời có chút nóng liền lấy cây dù màu xanh dương của mình trống lên đi tới đường phố náo nhiệt bên kia tô thủy kỳ vừa nhìn cô vừa nắm chặt tay lái cho xe chạy nhanh tới trước Khả Hinh không phát hiện có chiếc xe Land Rover màu đen đang theo đuôi mình, chỉ là tập trung đi dạo chợ trái cây, thấy một sạp hàng có bán nho, quả vừa tím vừa đầy đặn, cô hài lòng mỉm cười, khom người xuống, vươn tay ngắt xuống một quả nho dưới cùng bỏ vào miệng nhẹ nhàng thưởng thức, cặp mắt lóe sáng, cảm thấy ngọt ngào thật sự rất ngon, liền nói với ông chủ nói, ông chủ, làm phiền ông cắt cho tôi một chùm nho. Cô thông minh đấy, biết quả ngon ở dưới cùng, ông chủ nở nụ cười, cầm chùm nho, Cân xong liền đưa cho Khả Hinh, nói yên tâm ăn đi. Nho này tôi tự trồng, không phun thuốc. Cảm ơn, Đường Khả Hinh vui vẻ nhận lấy nho, trả tiền cho ông chủ, tiếp tục chống dù nhỏ đi về phía trước. Trên mặt Tô Thủy Kỳ không khỏi hiện lên nụ cười dịu dàng, cầm tay lái, tiếp tục đạp nhẹ chân ga, chạy theo phía sau Khả Hinh về phía trước. Đường Khả Hinh xách theo túi nho, tiếp tục đi tới phố xa phía trước, cô vừa đi vừa nhìn ven đường, đột nhiên có một cô bé trong ngực đang ôm một thùng hoa hồng đỏ tươi, mắt to đáng thương đang nhìn mình, âm thanh non nớt nói chị, chị muốn mua hoa hồng không? Khả Hinh đứng ở trước mặt cô bé, nhớ tới mình đã từng có tuổi thơ như vậy, đổi lấy từng thùng hoa hồng, đứng ở cửa xe điện ngầm, hò hét các anh trai chị gái lui tới mua hoa hồng, cô mỉm cười không người nhìn đôi mắt to sạch sẽ trong sáng của cô bé, ngọt ngào hỏi em gái nhỏ, hoa hồng của em bao nhiêu tiền một đóa? Hai đồng tiền, cô bé lập tức trả lời. Đường Khả Hinh nhìn hoa hồng trong thùng của cô bé, đếm một chút, ít nhất có hai ba mươi cành. Cô không có cách nào, liền móc ra mười đồng đưa cho cô bé, cười nói chị cũng không có bao nhiêu tiền, cho nên chỉ có thể đưa cho em mười đồng, chị mua cho em một đóa hoa hồng là được. Cô bé cầm mười đồng trong tay, có chút ngạc nhiên nhìn chị gái trước mặt. Đường Khả Hinh mỉm cười, cầm hoa hồng thả vào trong mũi người một cái, liền mỉm cười xoay người đi khỏi. Tô Thủy Kỳ đứng ở trước mặt cô bé nhìn theo bước chân khả hinh đi về phía trước anh mỉm cười khả hinh đi tới đi lui cảm giác mình có chút đói bụng liền nhìn khắp nơi muốn tìm quán ăn cũng đang trong lúc này nhìn thấy một tủ kính trong tiệm sushi nào đó cô im lặng nhẹ bước đi tới trước tủ kính nhìn từng cái sushi đầy màu sắc rực rỡ phần lớn bao bọc bằng rong biển vô cùng thèm thuồng cô đứng yên nhìn bánh sushi không nhịn được rơi vào trầm tư một cơn gió lạnh thổi qua trước tủ kính xuất hiện thêm một bóng dáng đẹp trai cùng với cô đứng nhìn sushi trước mặt đường khả hinh lơ đã ngẩng đầu lên nhìn tủ kính trong suốt có một bóng dáng quen thuộc cô có chút ngạc nhiên nhìn khuôn mặt đẹp trai đang mỉm cười không dám nhúc nhích tô thủy kỳ cũng không có xoay người sang chỉ nhìn cô gái trên tủ kính cười như không cười suốt cuộc đường khả hinh ngạc nhiên che dù xoay người sang nhìn tô thủy kỳ trên mặt không biết lộ ra vẻ mặt gì Tô Thủy Kỳ cũng quay đầu sang nhìn về phía Đường Khả Hinh, rốt cuộc mỉm cười nói, muốn cùng cô ăn một bữa sushi thật vô cùng khó khăn. Đường Khả Hinh không nhịn được cười. Tô Thủy Kỳ cũng lắc đầu một cái, mỉm cười. "Vậy." chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh quay đầu, liếc mắt nhìn sushi trong tủ kính, mỉm cười nói, "Có nên đi vào ăn hay không? Tôi mời anh." "Không cần." chấm ngoặc kép, Tô Thủy Kỳ lắc đầu một cái, nhìn cô, cười nói, Đường Khả Hinh sửng sốt nhìn anh, Tô Thủy Kỳ nhìn cô một cái, ánh mắt thoáng qua dịu dàng, cười nói, muốn ăn sushi cô tự tay làm để bù đắp lỗi ngày ấy cô cho tôi leo cây. Ngày đó không phải tôi muốn cho anh leo cây, chỉ là lúc ấy xảy ra một chút việc, tôi gọi điện thoại cho anh, muốn nói anh chờ tôi một chút, nhưng có một cô gái nhận điện thoại, nên tôi không dám gọi nữa. Chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh có chút đỏ mặt nói, Tô Thủy Kỳ nghe vậy khẽ cau mày nhìn Khả Hinh. Cô ý nói, có một cô gái nhận điện thoại cho tôi, cô cũng không tiếp tục gọi để giải thích. Nếu như đêm đó không gọi, ngày thứ hai cũng có thể gọi, cô lại cho tôi leo cây a. À. Tôi, đêm hôm đó, tại sao lại cho tôi leo cây, tôi muốn nghe lý do. Lần này Tô Thủy Kỳ không giống như lần trước, dễ dàng bỏ qua cho cô. Khả Hinh cúi đầu, có chút do dự. Tô Thủy Kỳ nhìn Đường Khả Hinh, kiên quyết nói, tôi muốn nghe. Đường Khả Hinh suy nghĩ một lúc, rốt cuộc thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, được rồi. Tôi nói thật, ngày đó lúc tôi ra ngoài, đụng phải quản lý của tôi, tôi giật mình, liền len lén từ hàng rào bên đường cái chạy tới, không ngờ nhìn không rõ ràng nên lên nhầm xe của Tổng Giám Đốc. Tô Thủy Kỳ không lên tiếng, chỉ dịu dàng nhìn cô, trên mặt hiện lên nụ cười. Khả Hinh hết sức ảo não nói, lần trước đó ăn sushi cũng như vậy, tôi đi toilet xong trở lại, vào nhầm phòng của Tổng Giám Đốc, lúc đó Dường như bọn họ đang nói chuyện chính trị gì đó, nên tôi không dám ra ngoài. Hai mắt Tô Thủy Kỳ lóe lên, nhớ lại chuyện lần trước tới nhà hàng Nhật ăn sushi, dường như có mấy người chính trị, anh không nhịn được cười. Khả Hinh có chút gấp gáp nhìn Tô Thủy Kỳ nói, anh đừng tức giận, tôi thật sự không cố ý. Thật đó, không phải cố ý. Sau đó tôi không gọi điện thoại cho anh vì tôi sợ anh tức giận, tôi mới không dám. Tô Thủy Kỳ ngẩng đầu nhìn Đường Khả Hinh. Một lúc lâu mới dịu dàng nói, "Nhớ kỹ lời tôi, nếu lần sau cho tôi leo cây nữa, mặc kệ tôi tức giận hay không, cô cũng phải giải thích cho tôi." "Biết không?" "Ừm." chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh ngây ngốc nhìn anh đáp lời. "Bụng của tôi hơi đói rồi." Tô Thủy Kỳ nhìn Đường Khả Hinh, bất đắc dĩ nói. "Đường Khả Hinh không nhịn được nở nụ cười ngọt ngào, nhìn anh nói, "Được rồi, tôi làm cho anh ăn, xem như bồi thường hai lần trước tôi hứa lèo." Tô Thủy Kỳ nghe lời này rất hài lòng, nói vậy. Hiện tại chúng ta phải về nhà. Trong nhà của anh có nguyên liệu làm sushi không? Đường Khả Hinh nhìn Tô Thủy Kỳ, cười hỏi. Tô Thủy Kỳ suy nghĩ, cười nói, không có. Đã vứt hết rồi. Lãng phí, đường Khả Hinh cố ý chừng mắt liếc nhìn anh một cái, cười nói, ở gần đây có chợ, nhất định có thứ chúng ta muốn mua, cùng đi chứ. Rất nhanh. Ừ, Tô Thủy Kỳ nói xong, liền cố ý than thở thời tiết hôm nay nóng khủng khiếp buộc anh phải chui vào trong cây dù của Đường Khả Hinh đưa tay nắm vị trí tay cô cầm dù nói thời tiết quá nóng cho tôi mượn che một chút Đường Khả Hinh im lặng nhìn anh rồi chậm rãi từ trong lòng bàn tay của anh rút bàn tay nhỏ bé của mình cúi đầu để cho anh nắm cây dù đi thôi Tô Thủy Kỳ nhìn cô một cái mỉm cười cầm dù che lẫn nhau nhẹ đỡ bả vai của cô cùng nhau đi về phía trước anh nhìn Đường Khả Hinh xách theo túi nho trong tay liền rất tự nhiên hỏi, "Nho ngọt không?" "Ngọt, rất ngọt." Đường Khả Hinh lập tức nhiệt tình từ trong chùm nho, ngắt ra một quả ở bên dưới đưa đến trong miệng Tô Thủy Kỳ. Tô Thủy Kỳ ăn hết sức vui vẻ, nhất thời cảm giác quả nho này thật sự ngọt tận tim, anh nâng lên khuôn mặt tươi cười, dịu dàng nói, "Thật sự rất ngọt." "Đó là đương nhiên, vì tôi chọn nho mà." Khả Hinh có chút đắc ý nói. Tô Thủy Kỳ mỉm cười muốn phun ra vỏ và hạt quả nho nhưng Đường Khả Hinh lại gấp gáp đứng trước mặt của anh nói không được không thể phun ra vỏ và hạt của quả nho. Tô Thủy Kỳ nhìn Đường Khả Hinh hỏi tại sao Khả Hinh nghiêm túc nhìn Tô Thủy Kỳ nói anh không biết sao vỏ nho và hạt nho là thứ có chứa nhiều chất dinh dưỡng hơn nữa vỏ nho và hạt nho không chỉ có thể tăng cường hệ thống miễn dịch mà còn có công dụng để phòng bệnh tim mạch rất hiệu quả thậm chí còn có tác dụng chống ung thư và làm đẹp. Tô Thủy Kỳ ngậm vỏ nho và hạt nho suy nghĩ một chút không chịu nổi mùi vị đắng chát của nó, lắc đầu cười nói, không được, tôi không chịu nổi mùi vị đó. Tôi muốn phun ra. Anh nói xong, muốn cúi đầu phun ra. Đường khả hình lại dùng bàn tay nhỏ bé của mình bưng chặt miệng của anh, chăm chú nói, anh biết không? Thật ra thực vật nếu sử dụng tốt, nó sẽ chống lại tác hại xấu trong thân thể của anh. Một quả nho có bao nhiêu vitamin C anh biết không? Sau khi anh nuốt xuống, nó sẽ nuôi dưỡng thân thể của anh, sẽ bảo vệ thân thể anh, thậm chí gánh vác nhiệm vụ bảo vệ để cho thân thể anh được khỏe mạnh, không nên tùy tiện vứt bỏ bất kỳ thức ăn có tác dụng. Nó giống như người yêu của anh, bảo vệ anh thật tốt. "Hả, nghe lời đi, nhai, nuốt xuống." Chương 113, trò chơi. Tô Thủy Kỳ có chút gian nan nhìn bộ dáng rất cố chấp của Đường Khả Hinh, bất đắc dĩ mỉm cười nhưng không muốn thỏa hiệp. "Nhanh lên, nhai." Đường Khả Hinh bưng chặt miệng của anh, kiên trì nói, Rốt cuộc Tô Thủy Kỳ không có cách nào với cô, chỉ đành phải cố gắng nhai vỏ nho và hạt nho, nhất thời cảm giác đầu lưỡi tê dại nhưng vẫn phải cố gắng nuốt xuống vỏ nho và hạt nho. Bốp bốp, đường khả hình lập tức vỗ tay, nở nụ cười ngọt ngào, nói, rất giỏi. Tô Thủy Kỳ không nhịn được nở nụ cười. Hai người tiếp tục đi tới chợ. Ăn một quả nho nữa, đường khả hình lại rất hứng thú ngắt một quả phía dưới muốn đưa tới trong miệng Tô Thủy Kỳ, anh lập tức nói tôi không muốn anh không muốn ăn, tôi ăn. Khả Hinh cũng không có miễn cưỡng, mỉm cười đem quả nho bỏ vào trong miệng, nhắm mắt lại, hưởng thụ hương vị ngọt ngào, thật sự rất thoải mái. Tại sao quả nho ngon nhất luôn ở dưới cùng? Tô Thủy Kỳ rất tò mò nhìn đường Khả Hinh hỏi. Đường Khả Hinh mỉm cười nói, anh không biết sao. Cây nho sau khi trải qua gió sương, cả vùng đất hấp thu ánh mặt trời, cây nho quang hợp ánh mặt trời, sẽ sinh ra một loại đường gluco, nó từ thân cây nho từ từ di chuyển đến quả nho cao nhất từng quả từng quả đi xuống dưới mà quả nho dưới cùng thiếu độ quang hợp cho nên quả phía dưới rất ngọt do vậy cả chùm nho cũng sẽ ngọt hơn nữa quả ở dưới thường ít phân đường hơn trên đầu cho nên từ ngọt thanh cho đến ngọt đậm sẽ có một loại cảm giác thay đổi kỳ diệu tô thủy kỳ đột nhiên rất hứng thú mỉm cười nhìn cô nói xem ra cô rất hiểu thức ăn dĩ nhiên đường khả hình có chút cố chấp hé miệng cười nói anh biết không có lúc thực vật so với con người càng rất có tư tưởng hơn, nó truyền đạt ra ngoài vị ngọt, chua, cay, mặn, đắng, nếu thử trộn lẫn chúng lại với nhau, anh biết là mùi vị gì không? Tô Thủy Kỳ nghe những lời này, rất tò mò nhìn đường khả hình hỏi, không biết là mùi vị gì? Đường khả hình có chút thần bí nhìn Tô Thủy Kỳ, nghịch ngợm đưa ngón trỏ ra lay động trước mặt của anh một cái, cười nói, anh muốn biết mùi vị gì thì tự mình đi nếm thử một chút ha. Tô Thủy Kỳ nghe đáp án này, cau mày nhìn cô. Đường Khả Hinh không nhịn được cười nói, mấy loại mùi vị này, anh có thời gian đích thân nếm thử sẽ hiểu rõ ý nghĩa của thực phẩm và cuộc sống. Cô nói xong, vui vẻ xoay người, bước chân thoải mái tiếp tục đi về phía trước. Tô Thủy Kỳ đứng ở phía sau, nhìn bóng lưng mềm mại của Đường Khả Hinh mới phát hiện, lúc cô đau buồn, rất đau buồn, nhưng trong xương của cô luôn kiên cường và lạc quan, chống đỡ cho cô đi về phía trước, anh đột nhiên mỉm cười, đi theo sau. Đường Khả Hinh cùng Tô Thủy Kỳ đến chợ mua rất nhiều nguyên liệu sushi, rong biển, mành, còn đi chợ bán thức ăn mua dưa xanh, trứng gà, bạch tuộc tươi, cá hồi. Bạch tuộc có thể mua đồ hộp, Tô Thủy Kỳ vừa trả tiền cho ông chủ hải sản, vừa nhìn Khả Hinh nói. Nếu như anh có thời gian, phải tự mình chế biến ra mùi vị ưa thích nhất, phải biết, thức ăn nuôi sống sinh mạng, tại sao có thể tùy tiện. Đường Khả Hinh sách theo cá, nhìn tôm đất rất tươi phía bên kia, giống như lơ đáng, nhét tay vào trong khuỷu tay tô thủy kỳ đi tới phía trước vừa đi vừa nói chúng ta mua một ít tôm đất hôm nay làm cho anh ăn bữa tiệc lớn tô thủy kỳ cúi xuống nhìn cánh tay khỏe mạnh của mình móc một bàn tay nhỏ bé trắng nõn anh mỉm cười đi mau đường khả hình lập tức lôi kéo tô thủy kỳ đi về phía trước mua không ít tôm đất sau đó mang túi lớn túi nhỏ đi ra khỏi chợ tô thủy kỳ có chút bất đắc dĩ nhìn đường khả hình cười khổ nói tôi lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên vào chợ bán thức ăn Chợ bán thức ăn là nơi làm người ta vui vẻ nhất trên thế giới này. Đường Khả Hinh đột nhiên dừng bước, miệng mím chặt, như đứa bé cố chấp nhìn Tô Thủy Kỳ. Tô Thủy Kỳ nhìn bộ dáng cô liền nhịn cười gật đầu đáp lời, "Ừ." Hai người cùng nhau cười, đi ra ngoài cho đến khi trở lại xe Land Rover, cất xong các túi thức ăn, Khả Hinh ngồi lên trên xe Tô Thủy Kỳ, mỉm cười quay đầu nhìn về phía Tô Thủy Kỳ cầm tay lái ở bên cạnh, mới vừa muốn nổ máy xe, đúng lúc này điện thoại di động lại vang lên anh quay đầu nhìn đường khả hinh lật túi sách, lấy điện thoại di động ra, vừa muốn nghe, anh đột nhiên đưa tay cầm lấy điện thoại đường khả hinh tắt máy. Anh, làm gì, đường khả hinh có chút ngây ngốc nhìn Tô Thủy Kỳ. Có muốn chơi một trò chơi hay không? Tô Thủy Kỳ nhìn cô, cười dịu dàng hỏi, có dám chơi hay không? Chơi, chơi trò chơi gì? Đường khả hinh ngạc nhiên cười, nhìn anh hỏi. Tô Thủy Kỳ im lặng không lên tiếng, đột nhiên từ trong túi tiền, lấy ra điện thoại di động màu đen của mình, giơ trong tay, nhìn Đường Khả Hinh, hai mắt lộ ra dịu dàng và chiêu chọc, cười nói, kể từ bây giờ, chúng ta bắt đầu trao đổi điện thoại di động cho nhau, ba ngày. trong ba ngày, chúng ta có thể nghe bất kỳ cuộc điện thoại nào của đối phương, thậm chí có thể trả lời bất cứ vấn đề gì của đối phương mà cô biết, nếu như không hiểu, có thể gọi điện thoại trao đổi với đối phương. cô dám chơi không? đây là trò chơi gì? Đường Khả Hinh bật cười, ngồi tại chỗ, nói. Tô Thủy Kỳ hơi xoay người nhìn đường Khả Hinh, lại dơ máy lên, dịu dàng mỉm cười nói, như thế nào? Có dám chơi hay không? Đường Khả Hinh hé miệng suy nghĩ chuyện này một chút, cuối cùng không nhịn được cười, sảng khoái nói, tốt. Chơi thì chơi, ai sợ ai? Tô Thủy Kỳ nghe được câu này, trong hai tròng mắt dịu dàng chớp một cái, anh mỉm cười cầm điện thoại di động của mình, đưa tới trước mặt của Khả Hinh, nói, nếu trong ba ngày này, người nào nhịn không được người đó phải làm sushi cho đối phương một tháng. Đơn giản, đường khả hình lập tức có chút đắc ý cầm lấy điện thoại của Tô Thủy Kỳ, nắm trong lòng bàn tay, xấu xa cười hỏi, điện thoại di động của anh, tôi có thể gọi không? Tùy tiện, Tô Thủy Kỳ dịu dàng nhìn cô cười nói. chương 113, trò chơi 2. Hắc hắc, đường khả hình lập tức mở ra điện thoại thông minh cực kỳ xinh đẹp, xem các chức năng ở phía trên. Đây chính là một chiếc điện thoại di động cô mơ ước a à. Cô thật vui vẻ nhìn Tô Thủy Kỳ hỏi, anh chắc chắn chứ? Bí mật trong điện thoại của anh sẽ bị tôi không cẩn thận nhìn thấy nha. Tùy tiện, Tô Thủy Kỳ lại dịu dàng nhìn đường khả hình, cảm tính nói. Được, ô, điện thoại di động của anh thật xinh đẹp. Điện thoại di động của tôi thật xấu, vẫn ấn phím, chỉ là anh cũng có thể gọi điện thoại, bên trong còn có 8 đồng rưỡi, nó sẽ nhắc nhở anh, số dư trong tài khoản đã hết, mời nạp tiền đúng hạn. Đường Khả Hinh vừa mở chức năng trên điện thoại di động của Tô Thủy Kỳ, vừa vui vẻ cười nói. Tô Thủy Kỳ nhìn cô vui vẻ như vậy, cũng mỉm cười cầm lên điện thoại của Khả Hinh, đặt ở trên kệ xe của mình, mới chậm rãi cài xong dây niệt an toàn, cầm tay lái, nổ máy xe, chậm rãi chạy về phía nhà của mình. Đường Khả Hinh vẫn rất hứng thú chơi đùa điện thoại của Tô Thủy Kỳ, không ngờ màn hình trong tay cô chợt run lên một cái, phát hiện có tín hiệu điện tới, cô lập tức nhìn Tô Thủy Kỳ nói, điện thoại của anh kêu nè nhận đi tô thủy kỳ mỉm cười nói ồ đường khả hình có chút tò mò nhận điện thoại chừng lớn con ngươi cẩn thận đáp một tiếng alo hả một giọng nữ trong trẻo vang lên hơi sửng sốt đường khả hình quay đầu liếc mắt nhìn nửa gương mặt tô thủy kỳ dáng vẻ anh không sao cả cô liền cười nói xin chào tô 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 tiên sinh anh ấy hiện tại không thể nhận điện thoại của cô anh ấy đang bận xin hỏi cô có chuyện gì tìm anh ấy sao tôi có thể chuyển lời giúp cô a à, chấm ngoặc kép tiểu tình nhân viên trong tiệm có chút kinh ngạc a à hát một tiếng mới nói không có việc gì làm phiền cô nói cho ông chủ tây trang kiểu mới nhất paris đã đến mời anh ấy có thời gian trở lại ký tên tốt tôi sẽ chuyển lời cho anh ấy ừ cô yên tâm hẹn gặp lại đường khả hình cúp điện thoại cảm thấy kỳ lạ chừng lớn con ngươi nhịn cười nhìn tô thủy kỳ tô thủy kỳ cầm tay lái quay đầu nhìn bộ dáng kỳ lạ của cô, liền mỉm cười hỏi, "Thế nào? Có muốn chơi một trò chơi khác hay không?" Đường Khả Hinh đột nhiên trồm người sang nhìn anh, thần bí nói, "Ừ, cô nói xem." Tô Thủy Kỳ mỉm cười nói, "Muốn chơi trò chơi gì?" Đường Khả Hinh nói đùa, "Không bằng chúng ta cũng trao đổi ví tiền đi." Ha 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 ha. Chiếc Land Rover chi một tiếng, ngừng lại. Tô Thủy Kỳ hết sức rất sảng khoái móc ra ví tiền màu nâu của mình đưa cho đường khả hình đừng chỉ đùa thôi đường khả hình cười lập tức đẩy tay anh ra cô không có ví tiền sao tô thủy kỳ nhịn cười nhìn đường khả hình tại sao tôi không có đường khả hình cố ý chừng mắt liếc nhìn anh một cái mới lục tìm trong túi sách của mình từ trong túi sách lấy ra một ví tiền màu hồng quơ ở trước mặt của tô thủy kỳ nói anh nhìn xem anh nhìn xem vậy chúng ta đổi ngay đi tô thủy kỳ lập tức cầm lấy ví tiền trong tay đường khả hình lại đem ví tiền của mình thả vào trong tay Khả Hinh, mới cười nổ máy xe chạy đi. "Này, anh không lo lắng à? Trong ví tiền của tôi chỉ có hơn 10 đồng, ví tiền của anh bao nhiêu?" Đường Khả Hinh bật cười nhìn Tô Thủy Kỳ nói. "Ví tiền của tôi cũng không nhiều tiền." Tô Thủy Kỳ cười nói. "Tôi không tin." Đường Khả Hinh cầm lấy ví tiền của anh, lấy can đảm mở ra, lật bên trong vài ngăn, bên trong chỉ có tờ 100 đồng nằm yên, còn lại không phải thẻ vàng thì là thẻ bạc. "Ghét" Người đàn ông này giảo hoạt, cô lầu bầu nói, anh cũng không giàu có hơn tôi bao nhiêu, anh cũng chỉ có 100 đồng, còn lại đều là thẻ vàng, thẻ bạc, tôi lại không biết mật mã, cầm cũng như không. 1218, 218 đây là sinh nhật của tôi là mật mã tất cả số thẻ của tôi, Tô Thủy Kỳ nhanh chóng cười nói. Anh, chấm ngoặc kép, đường khả hình cầm ví tiền hàng hiệu Italy quý giá, cố ý chừng mắt nhìn anh, rốt cuộc bật cười. Xe chạy qua một quảng trường dọc theo một công viên, chạy qua con đường rừng phong thật dài, lại chạy qua ngọn đồi nho nhỏ, rốt cuộc thấy một tòa nhà hai tầng màu trắng bên bờ hồ Trân Châu. Ngôi biệt thự này gần như xây dựng ở trên mặt hồ, xung quanh đều là màu xanh lá sen, hoa sen tươi tốt nở rộ, có một số nụ hoa thẹn thùng chớm nở, ở bên cạnh loáng thoáng điểm suyết đài sen, một cơn gió thổi qua, truyền đến âm thanh róc rách, êm tai nghe như điệu nhạc kinh điển trong ngày hè. Khả hình gần như ngây người đứng ở bên hồ, nhìn cảnh tượng xinh đẹp trước mặt, đột nhiên thật vui vẻ mỉm cười. Tô Thủy Kỳ từ sau buồng xe lấy xuống tất cả thức ăn và nguyên liệu làm sushi mua hôm nay, mỉm cười đi qua bên cạnh đường khả hình, đi về phía một cây cầu treo chỉ có thể chứa hai người. Cầu treo này chỉ dùng hai sợi xích sắt nối liền, cho nên không ngừng lắc lư, dưới chân luôn có cảm giác không vững. Tô Thủy Kỳ mỉm cười xách theo túi đồ, bước nhanh lên cầu treo, vừa đi vừa nói: mau tới đây đi, tôi sắp chết đói rồi. A. À đường khả hinh vừa quan sát cảnh sắc trước mặt vừa cười vừa bước lên cầu treo đang lúc đạp lên trong trước mắt cô hoảng sợ lập tức rút chân về có chút sợ hãi nói cầu treo này rất không ổn à tô thủy kỳ đứng ở giữa cầu treo quay đầu nhìn đường khả hinh một cái mỉm cười xoay người lại đi tới trước mặt cô vươn tay về phía cô nói tôi dắt cô qua đường khả hinh cúi đầu nhìn bàn tay của anh dưới ánh mặt trời lộ ra màu da sáng ngời cô sững sờ ngẩng đầu nhìn anh chương 114, điện thoại di động vang lên. Tô Thủy Kỳ nhìn thấy Khả Hinh do dự, liền cười nói, đi thôi. Đừng đứng dưới trời quá nắng. Đường Khả Hinh suy nghĩ một chút, đành phải mỉm cười vươn tay, mới vừa muốn đưa bàn tay nhỏ bé của mình bỏ vào trong lòng bàn tay anh. Không ngờ Tô Thủy Kỳ đã dịu dàng vươn tay, nhẹ nắm bàn tay nhỏ bé của cô, dắt cô đi về phía trước. Khả Hinh mỉm cười, di chuyển bước chân, đạp lên cầu treo, nhất thời cảm giác thân thể chợt đong đưa, không nhịn được đôi tay nắm chặt cánh tay khỏe mạnh của anh, hoảng sợ hít một hơi, sắc mặt có chút trắng bệch nói tôi có chứng sợ độ cao, rất sợ mọi thứ không bằng phẳng. Tô Thủy Kỳ mỉm cười, vừa tiến tới phía trước, vừa nói đi cầu treo phải có kỳ xảo, nếu có nhiều người cùng đi, bước chân không thống nhất sẽ làm cầu treo không ngừng lắc lư, thậm chí vì không ổn định mà rơi xuống, cho nên bước chân nhất định phải thống nhất, bây giờ cô nghe theo tôi, cùng nhau bước chân trái, chân phải, chân trái, chân phải. Khả Hinh nghe lời Tô Thủy Kỳ, liền ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, sau đó dưới ánh nắng hè chó trang, trong khung cảnh hồ sen xinh đẹp, tay nắm tay, cùng bước chân đi về phía trước, cô vừa bước đi, vừa ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng Tô Thủy Kỳ, dưới ánh mặt trời, càng trở nên sáng chói, thậm chí có thể nhìn đường nét nửa khuôn mặt của anh, rất đẹp trai và hấp dẫn, cô ngây ngốc nhìn ngây anh. Tô Thủy Kỳ đang dắt Khả Hinh bước đi, đột nhiên quay đầu lại nhìn cô. Sắc mặt của Khả Hinh ửng đỏ, vội vàng rũ mí mắt tiếp tục bước đi. Bàn tay to nắm chặt bàn tay nhỏ bé, đột nhiên nhẹ nhàng bóp một cái. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Tô Thủy Kỳ, hai mắt chứa đựng dịu dàng nhìn mình, chính cô cũng dịu dàng mỉm cười với anh. Hai người cùng nhau cười, tiếp tục bước đi qua cây cầu treo thật dài, đi tới trước cánh cửa trên bong thuyền rộng gần trăm mét vuông, xung quanh bong thuyền đều là lá sen um tùm vây kín, thậm chí có thể nhìn thấy mấy con chuồn chuồn nhỏ màu đỏ, ở trên đỉnh hoa sen, bay tới bay lui, nơi xa xa nước hồ trong vắt và cành lá phong lay động trong gió, càng làm nổi bật cảnh sắc xinh đẹp này, cô cảm thán nói, nơi này thật xinh đẹp a. À? Tô Thủy Kỳ mỉm cười đi tới trước cửa kính ngôi nhà, đè xuống mật mã mở khóa, vừa bấm con số trên ổ khóa, vừa mỉm cười nói, vậy cô có rãnh rỗi tới chỗ này, mật mã là SYJ1218, chữ cái đầu tiên tên tiếng Anh của tôi và dãy số sinh nhật của tôi, cô đã biết rồi. Đường Khả Hinh quay đầu nhìn về phía Tô Thủy Kỳ, cười nói cái gì anh cũng nói cho tôi biết, anh không sợ tôi len lén tới nơi này, dọn nhà của anh đi sao. Tô Thủy Kỳ đứng ở bên cửa, quay đầu lại dịu dàng nhìn về phía Khả Hinh, mỉm cười, đè xuống tay cầm màu xanh lá cây, hai cánh cửa kính mở ra, anh nói, vào đi. Bên ngoài nóng lắm, đường Khả Hinh lập tức gật đầu, giống như một con thỏ nhỏ khéo léo đi theo sau lưng Tô Thủy Kỳ, cởi xuống giày của mình, chân trần trắng nõn đạp sàn nhà sáng bóng, đi vào nhà Tô Thủy Kỳ, nhất thời ngạc nhiên nhìn ngôi nhà Tô Thụy Kỳ khoảng mấy trăm mét vuông, thiết kế hiện đại, ấm áp, bốn phía tất cả đều là cửa sổ thủy tinh trong suốt, từ góc độ khác nhau bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài và hồ sen, bộ ghế salon tròn màu trắng đặt ở giữa phòng khách, đèn chùm màu xanh dương xoay xung quanh ghế salon. Vị trí bên trái đặt một cái bàn làm việc màu trắng thật to, phía sau gắn một giá sách bằng gỗ màu trắng, để vô số bộ sách, hai bên giá sách, đặt hai bình xứ màu đen cao một mét, trong bình xứ cắm ba cành hoa điều đỏ rực. Bên phải, có ba bậc thang đi lên lầu, được thiết kế theo phong cách châu Âu, bố trí một gian phòng ngủ, phòng làm việc, chính giữa sàn nhà màu trắng trải thảm da beo, ghế mây hình vuông, để chiếc gối màu đỏ thấm, giữa bàn trà để một bộ dụng cụ trà cổ xưa, ba bức tượng ông thọ lớn cỡ bàn tay nặn bằng đất xét thượng đẳng, đang chống gậy với khuôn mặt tươi cười đón người, nhìn xa hơn bên trong, thấy hai cánh cửa kiểu nhật, bên trong hẳn là phòng ngủ của Tô Thụy Kỳ. Đường khả hình đứng ở bên ngoài phòng khách, nhìn bài biện xung quanh có chút ngây người, dường như đơn giản nhưng lại chứa đựng tấm lòng và tình cảm sâu sắc. Tô Thủy Kỳ mang một đống lớn nguyên liệu đặt ở phòng bếp, hỏi những thứ này làm như thế nào? Đường khả hình lập tức xoay người nhìn về phía cánh cửa phòng bếp đã mở ở đầu kia, Tô Thủy Kỳ đang muốn giúp một tay, mở ra vài túi, cô vội vã chạy như bay ra khỏi phòng nghỉ, đi qua phòng khách to lớn, đi vào phòng bếp, giành lấy túi anh cầm trong tay, cười nói, những thứ này anh cũng đừng động tới. Tránh làm thay đổi mùi vị vốn có của thực phẩm, anh không biết thực vật trong quá trình sinh trưởng cho đến khi thu hoạch hái đi, mùi vị sẽ thay đổi đáng kể. Anh đi nghỉ ngơi trước một lúc, hay là đi tắm đi, tôi làm. Cô nói xong liền nhanh chóng nắm túi sách chuẩn bị đi cất, sau đó nhìn thấy Tô Thủy Kỳ nhìn mình mỉm cười vươn tay, cô sửng sốt nhìn anh. Hai mắt Tô Thủy Kỳ lộ ra dịu dàng nói, đưa cho tôi. Đôi tay đường khả hình nắm túi sách, Suy nghĩ một chút rồi đặt túi sách vào trong tay của anh. Tô Thủy Kỳ nhận lấy túi sách nhìn cô khẽ mỉm cười, sau đó cầm túi sách đi ra phòng bếp, đi về phía phòng khách, bên trái bàn làm việc có giá treo áo, cẩn thận cất xong túi sách của cô. Đường Khả Hinh đứng ở phòng bếp nhìn Tô Thủy Kỳ nói, "Tôi nói, tại sao anh không có bạn gái?" Tô Thủy Kỳ mở cúc cổ áo, đưa lưng về phía cô, đi về phía phòng ngủ của mình, nói "Tôi không muốn." Lãng phí Đường khả hình a à một tiếng, nở nụ cười, xoay người thuận tiện cầm nồi cơm điện, ở trong phòng bếp sang trọng làm cho người ta có chút giật mình, tìm xem thùng gạo khắp nơi, sau đó cô lơ đã nhấn cái nút nhỏ lắp trên tường phía sau lưng, đột nhiên một cái tủ lạnh dài 5 mét, chiều rộng 3 mét, ầm ầm mở ra, tất cả thực phẩm quý giá, cái gì cần có đều đặt ở trong tủ lạnh, từ sữa tươi, đến nước trái cây, đến các loại món ăn ngon. Trời à, đường khả hình thật sự giật mình ngẩng đầu lên, chừng lớn con ngươi, há to mồm, nhìn tủ lạnh quá lớn, nói không ra lời. Tô Thủy Kỳ đứng ở bên cửa phòng ngủ nghe thấy tiếng động, vừa mở cúc áo áo sơ mi, vừa ghé đầu nhìn đường khả hình một cái, nhìn thân thể nhỏ nhắn đứng ở trước tủ lạnh khổng lồ, dáng vẻ trợn mắt hốc mồm, anh không nhịn được cười, xoay người đi về phía phòng tắm. Đường khả hình lắc lắc đầu, bình tĩnh một chút, chỉ cần nhìn thấy thức ăn, cô rất hưng phấn, lập tức cầm nồi cơm điện, xoay người, tìm nơi để gạo, nấu cơm, sau đó bắt đầu làm sạch bạch tuộc tươi thả vào một đĩa màu trắng bỏ vào trong nồi nước sôi và trong tủ lạnh lại bắt đầu rửa dưa chuột cầm con dao sắc bén nhanh chóng gọt vỏ sau đó đặt nó lên tấm thớt trắng tinh cắt thành bốn lát lớn bằng nhau cô lấy trước một miếng bỏ vào trong miệng ăn thử hài lòng mỉm cười mở cửa tủ lạnh đường khả hình đem các loại dưa chuột đã cắt xong còn có cá hồi củ cải chua ngọt ướp gia vị vài phút chất đầy một đĩa trứng cá đỏ trải rộng ra toàn bộ đều cẩn thận vào trong tủ lạnh nồi cơm đã chín. Khả Hinh lập tức lấy cái bát lớn, dùng muỗng múc cơm ra ngoài, đặt ở bên cạnh tấm thớt, để cho nguội trước. Lúc này, cô đã ngửi thấy mùi thơm bạch tuộc trong nồi, cô hưng phấn xoay người, mở nắp vung, thấy từng miếng bạch tuộc nho nhỏ ở bên trong nước màu hồng tỏa ra mùi thơm. Mặc dù mình cũng không thích ngửi mùi này, cô thở nhẹ một hơi, chỉ cần không ăn là được. Nghĩ tới đây, cô nhanh chóng tắt lửa, cầm cái đĩa trắng tinh, dùng cái muỗng múc bạch tuộc ra ngoài, thả vào một bên. Tô Thủy Kỳ đã tắm rửa xong, thay ti sớt tay ngắn màu trắng, quần thể thao màu đen, dùng khăn lông trắng, lau mái tóc ướt đẫm của mình, đứng ở bên cửa phòng ngủ nhìn về phía Khả Hinh. Cô đang đứng ở cạnh cửa bận rộn, đôi mắt to tròn động lòng người nhìn chăm chú món ăn, rất hào hứng, anh yên lặng nhìn cô, chậm rãi nở nụ cười. Đường Khả Hinh đang làm cuốn dưa chuột, bên trong thêm một chút củ cải chua cay, dùng rong biển bọc cơm lại, ngẩng đầu lên nhìn thấy Tô Thủy Kỳ đã tắm xong, liền nhìn về phía anh nghịch ngợm ngoắc ngoắc tay, cười thật ngọt ngào nói, "Mau tới đây. Tôi làm xong một phần cuốn dưa chuột, nếm thử một chút." Tô Thủy Kỳ nghe vậy, liền mỉm cười đi tới trước mặt cô. Đường Khả Hinh lập tức cầm lên một cuốn dưa chuột, đưa tới trước mặt của Tô Thủy Kỳ, ánh mắt lấp lánh, nhìn anh nói, "Nếm thử một chút." Tô Thủy Kỳ nhìn cô một cái, mỉm cười nhận lấy cuốn dưa chuột, nhìn xung quanh nó một lúc thật lâu, đột nhiên giơ tay lật cuốn dưa chuột quả nhiên bên trong có một đống mù tạt, anh cố ý nhìn cô. Phốc, đường khả hình kinh ngạc nhìn anh, có thể đoán được quỷ kế của mình. Loại đùa giỡn cũ dích này, ai bị mắc lừa chứ? Rất ngốc nghếch, Tô Thủy Kỳ cầm lên một cuốn dưa chuột khác bỏ vào trong miệng ăn, mỉm cười xoay người đi tới ghế salon trong phòng khách. Đường khả hình cố ý chừng mắt liếc nhìn anh, rồi bật cười xoay người, tiếp tục bận rộn. Tô Thủy Kỳ ngồi ở trên ghế salon, vừa ăn thử sushi hương vị chua cay ngọt, vừa nói ăn rất ngon. Đó là đương nhiên, Đường Khả Hinh nói xong, muốn tiếp tục làm sushi, nhưng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, kêu một tiếng, ném dao cắt sushi, bước nhanh về phía bên trái bàn đọc sách ở cửa sổ sát đất, đi ra sàn nhà bằng gỗ, rất hào hứng tìm kiếm. Tô Thủy Kỳ nhìn bộ dáng của cô, cũng đứng lên đi ra bong thuyền, nhưng phát hiện không biết từ nơi nào Khả Hinh lấy được một cần câu, đem cần câu cắm trên thành bong thuyền thả xuống mặt hồ sau đó chăm chú nhìn xem có cá mắc câu hay không, anh không nhịn được bật cười nói cô lấy cần câu ở đâu thế. Tôi nhìn thấy bên cạnh bàn đọc sách của anh, đường khả hình đứng ở dưới nắng, hào hứng bật cười nói anh biết không. Ở chỗ của anh chính là một kho thức ăn thiên nhiên, hoa sen có thể làm trà, có thể làm món ăn, lá sen có thể làm mấy trăm loại món ăn ngon, trong hồ có thật nhiều thật nhiều cá xinh đẹp, tôi nhìn hình dáng lá sen và hoa sen. Vào mùa đông, ngó sen nhất định vừa ngọt lại vừa mềm nếu vào mùa đông anh không có thời gian, ngại bẩn, tôi có thể giúp anh xuống hổ hái. Sau đó làm rất nhiều rất nhiều loại món ăn để dành. Có ngó sen, có củ sen, hạt sen. Ánh mắt Tô Thủy Kỳ lóe lên, đứng dưới nắng nhìn cô. Đường Khả Hinh nhìn về phía Tô Thủy Kỳ nở nụ cười ngọt ngào, sau đó xoay người đi vào trong nhà, chuẩn bị làm sushi. Tô Thủy Kỳ cũng chậm rãi đi vào trong nhà, nhìn Khả Hinh đang bận rộn, đột nhiên nghe thấy điện thoại vang lên, anh rất tự nhiên trở lại phòng ngủ của mình, cầm điện thoại đường khả hình, thấy số của tưởng thiên lỗi gọi tới. chương 115, một mình. Tô Thủy Kỳ chậm rãi giờ điện thoại di động, nhìn màn hình màu xanh liên tục gieo vang, lui về phía sau mấy bước, ngồi ở trên giường nệm mềm mại màu trắng của mình, hai mắt lóe lên, rốt cuộc nhận điện thoại, nghe, xin chào. Tưởng thiên lỗi ngồi ở trước bàn làm việc, nắm điện thoại, trên mặt cau lại, không tin nổi, trên mặt Tô Thủy Kỳ lộ ra nét cười như không cười, chậm rãi nói, xin hỏi vị nào gọi điện thoại cho khả hình. Tưởng thiên lỗi nhíu mày, cầm điện thoại di động, im lặng một lúc, rốt cuộc dùng giọng nói lạnh lùng, chậm rãi mở miệng, đường khả hình đâu. Tô Thủy Kỳ lạnh nhạt nói, cô ấy đang nấu cơm, không có thời gian. Anh là, tưởng thiên lỗi hỏi. Trên mặt Tô Thủy Kỳ lộ ra nụ cười ôn nhu nói, bạn của cô ấy. Đường Khả Hinh đột nhiên cầm một khối sushi bạch tuộc vui vẻ đi vào, đem sushi nhét vào trong miệng của anh nói, thử xem bạch tuộc sushi tôi làm. Mau lên. Sắc mặt của Tô Thủy Kỳ vẫn không thay đổi, nắm điện thoại, há miệng ra ăn khối sushi kia, nhai khẽ khối sushi nói, ăn ngon. Bạch tuộc rất mềm. Có thật không? Vậy sau này tôi thường làm cho anh ăn. Khả Hinh thật vui vẻ nở nụ cười, sau đó cũng không có phát hiện điều gì, đi ra ngoài. Sắc mặt của Tưởng Thiên Lỗi đông lại, giống như không khí toàn bộ xung quanh đống băng đáng sợ. "Xin lỗi." Tô Thủy Kỳ nắm điện thoại, nuốt xuống khối sushi kia, mỉm cười nói, "Lúc này Khả Hinh cầm thức ăn trong tay, cho nên không có biện pháp nghe điện thoại, anh có chuyện gì, cần tôi chuyển lời không?" Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng, hai mắt xoay tròn một lúc, cũng không có bất kỳ biểu lộ gì, chậm rãi nói, "Không cần. Tôi gọi điện thoại chỉ muốn nhắc nhớ cô ấy một chút. Hiện tại không cần." Tô Thủy Kỳ nở nụ cười, vẻ mặt lộ ra buông lỏng, nói: Nếu như vậy, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Tưởng Thiên lỗi chậm rãi cúp điện thoại, để điện thoại di động xuống, ngưng mắt nhìn cả phòng làm việc rộng lớn, nhớ tới lúc mới gặp Đường Khả Hinh, cô quỳ gối trước mặt của mình, khóc nói: Tôi chỉ muốn tìm việc làm, muốn tìm công việc ban ngày, có thể nhìn thấy ánh mặt trời mà không phải cả ngày núp ở trong kho hàng lạnh lẽo chờ đợi cuộc sống rửa nát. Thật xin lỗi, tôi xin lỗi anh tiếng gõ cửa vang lên. Tưởng thiên lỗi vẫn lạnh lùng, giống như vẫn nhìn thấy ở trong phòng làm việc này có một cô gái, quỳ trên mặt sàn, bộ dáng khóc lóc rất đáng thương, hai mắt anh phát ra ánh sáng lạnh lẽo, cuối cùng trầm giọng mở miệng, vào đi. Đông Anh cẩn thận đẩy cửa đi tới, chậm rãi đi đến trước mặt của tưởng thiên lỗi đem tư liệu đặt xuống trước mặt của tưởng thiên lỗi, chậm rãi nói tổng giám đốc. Đây là tài liệu anh muốn, nếu sau khi anh xác định xong, chúng ta có thể đem tư liệu của khả hình trình lên. Hủy bỏ đi, sắc mặt Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên lạnh lẽo, mở tài liệu, bắt đầu xem nội dung. Đông Anh sững sờ nhìn Tưởng Thiên Lỗi, nhớ tới nội dung trong tờ giấy nhỏ ngày hôm qua. Có chút nghi ngờ nói, "Hủy, hủy bỏ?" Ừ, Tưởng Thiên Lỗi vẫn cúi đầu xem văn kiện. Lần này Đông Anh thật sự có chút không hiểu nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi dừng ở một điểm, bút máy cũng hơi dừng lại ở trên tài liệu, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Đông Anh. Đông Anh lập tức xin lỗi cúi đầu, cầm lên tài liệu của đường khả hình, nói, vậy tôi không quấy dậy anh. Tưởng thiên lỗi không lên tiếng. Đông Anh cầm tài liệu của khả hình, khẽ xoay người đi ra ngoài, nhẹ đóng cửa lại đứng ở cạnh cửa phòng tổng giám đốc, có chút tiếc nuối lấy ra tư liệu của khả hình, nhìn tấm ảnh của cô, nụ cười thật ngọt ngào xinh đẹp đáng yêu, thở dài một hơi. Tô Thủy Kỳ hơi mỉm cười mở ví tiền của khả hình, thấy ví có mấy đồng tiền lẻ, có tấm hình khả hình trải hai bím tóc, mặc đồng phục màu đỏ, tựa vào bên cạnh quán ba, ánh mắt to sáng người vui vẻ, hoạt bát, anh có chút kinh ngạc nhìn tấm hình này, phát hiện thì ra lúc trước cô là một người hoạt bát động lòng như vậy. Anh không nhịn được nở nụ cười, không tính lật xem ví tiền của cô, nhẹ nhàng cất hình vào, không ngờ vào lúc này, rơi ra một tờ giấy nhỏ, anh nhặt lên, không có nhìn kỹ, chỉ muốn đặt lại trong ví tiền, không ngờ bị chữ viết trên tờ giấy kia hấp dẫn, không nhịn được xoay một góc, Liếc mắt nhìn, cúng tế hỏa hoạn ngày 13 tháng 7. Tờ giấy cũ kỹ này chứa đựng đau thương thật sâu. Ăn cơm đi, bên ngoài phòng truyền đến tiếng của Đường Khả Hinh. Tô Thủy Kỳ vẫn nhìn chằm chằm tấm tờ giấy này. Đường Khả Hinh vui vẻ đem sushi mình làm xong, từng loại bày ra trên bàn, sau đó đem rượu trắng mua về đặt ở trên bàn ăn, nhìn đủ loại sushi rực rỡ thật bắt mắt, cô thật sự rất hài lòng mỉm cười, lập tức vui vẻ chạy tới trong phòng của Tô Thủy Kỳ. Vừa đi vào vừa kêu lên, có thể bắt đầu rồi. Ăn sushi đi. Cô đứng ở cửa bên, sững sờ, nhìn thấy Tô Thủy Kỳ đã nửa nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, ngủ say, cô nhíu mày, nhẹ nhàng đi tới bên giường, khom người xuống nhìn bộ dạng Tô Thủy Kỳ ngủ say xưa, hạ thấp giọng nói, hôm nay rất mệt mỏi sao? Lúc này mới chỉ 4 giờ chiều, liền ngủ mất rồi sao? Cô càng nói càng cúi đầu nhìn anh. Tô Thủy Kỳ đột nhiên mở mắt nhìn cô đường khả hình hoảng sợ hết hồn vừa muốn đứng lên không ngờ tô thủy kỳ lập tức nắm chặt cổ tay của cô kéo cả người cô lên trên giường mềm mại anh không vui xoay người đè ở trên người của cô cúi xuống nhìn chằm chằm đang cô nằm ở trên giường đôi mắt to lóe sáng nói tại sao muốn nhìn lén tôi ngủ mặt của đường khả hình đỏ lên nhìn bộ dáng rất nghiêm túc của tô thủy kỳ đột nhiên không thốt nên lời tô thủy kỳ cúi đầu đưa mắt nhìn chằm chằm vẻ mặt căng thẳng của cô bộ dáng anh vốn vẫn nghiêm túc rốt cuộc không nhịn được bật cười, thậm chí cúi xuống, chôn ở trên vai của cô cười ra tiếng. Đường khả Hinh chừng mắt, cảm thấy Tô Thủy Kỳ cười đến run người, cô tức giận đẩy anh ra, đứng lên nói thiệt là. Dọa chết người, không nên đùa như vậy. Được rồi, tôi xin lỗi. Tô Thủy Kỳ giơ hai tay lên, cười nói. Đường khả Hinh hung hăng chừng mắt liếc nhìn anh một cái, cũng nhịn cười bước thẳng ra ngoài. Tô Thủy Kỳ cũng vội vàng đi theo ra ngoài, đi qua phòng khách, nhìn Khả Hinh bước đi rất tức giận, anh lại không nhịn được cười, đi xuống hai bậc thang, đi tới bên trái phòng bếp, dựa vào bức tường thủy tinh trong phòng ăn, quả thật nhìn thấy trên bàn ăn màu trắng bày các loại sushi thật đẹp, có sushi cuốn dưa chuột, sushi cá hồi cắt rất đẹp mắt, có sushi bạch tuộc chín hết sức tinh xảo, còn có sushi cuốn salad bắp, sushi thịt cua, sushi bạch tuộc tươi, sushi tôm thịt. Wow, trên mặt Tô Thủy Kỳ lộ ra vẻ vô cùng ngạc nhiên, cười nói cô thật rất lợi hại, trong khoảng thời gian ngắn đã làm rất nhiều sushi, hơn nữa nhìn rất ngon. Đường Khả Hinh ở đầu kia phòng bếp, vừa gian nan cởi dây tạp dề, vừa nói: "Tôi cố ý làm nhiều một chút, ăn không hết đặt ở trong hộp giữ tươi, cất vào tủ lạnh, buổi tối lúc anh xem bóng đá có thể ăn." "Tối nay cô không ở lại sao?" Tô Thủy Kỳ nhìn bóng lưng Đường Khả Hinh, đột nhiên nói. Đường Khả Hinh ngừng lại động tác trong tay, sâu kín xoay người nhìn về phía Tô Thủy Kỳ trên bàn ăn, ngây người Tô Thủy Kỳ dịu dàng nhìn đường Khả Hinh, mỉm cười nói tối nay ở lại đi. Đường Khả Hinh vẫn nhìn anh chằm chằm, a à một tiếng, cười nói anh thật đúng là không biết xấu hổ, anh để một cô gái độc thân ở lại, nói nhẹ nhàng như vậy sao? Đến khuya muốn tôi cùng anh xem bóng đá, có phải thuận tiện làm cho anh một bát mì nóng thêm vào một chút ướt đỏ và mang ngâm hay không? Đúng vậy, Tô Thủy Kỳ cười nói. Anh thôi đi, đường Khả Hinh tiếp tục cởi dây tạp dề, Nói, thật không biết anh suy nghĩ như thế nào, không sợ người khác nói xấu à? Bây giờ chúng ta cũng không phải rất thân quen, làm sao tôi có thể ở lại trong nhà của anh? Mặc dù ở chỗ này thật rất đẹp, nhưng không được, sau này không nên như vậy a. À. Tô Thủy Kỳ có chút thất vọng nhìn Đường Khả Hinh, cười một tiếng nhưng vẫn đi tới phía sau lưng của cô, vươn tay cẩn thận cởi xuống tạp dề cho cô nói, chúng ta thoải mái không được sao? Chỗ tôi có ba phòng khách, cô có thể tùy chọn nếu ngày mai cô muốn đi làm, tôi dậy sớm lái xe đưa cô đi." Đường Khả Hinh đứng tại chỗ, không lên tiếng, cảm thấy đôi tay Tô Thủy Kỳ dịu dàng đặt ngang lưng mình, không di chuyển, lúc cởi dây ra nhẹ nhàng kéo người mình một chút, cô khẽ nhúc nhích, tiếp tục cảm nhận hơi thở đàn ông từ thân thể Tô Thủy Kỳ phát ra, thật sự rất hấp dẫn chứ. Cô cười khổ một cái. Rốt cuộc Tô Thủy Kỳ cởi xong dây tạp dề, tiến tới gần sát, cúi đầu tháo xuống tạp dề cho cô, lại nhìn thấy cô đột nhiên im lặng. Có chút quan tâm hỏi, làm sao vậy? Đường Khả Hinh lặng yên trong chốc lát, mới xoay người nhìn Tô Thủy Kỳ cười nói, không có gì, chỉ muốn cảm ơn anh. Tô Thủy Kỳ im lặng nhìn cô. Đường Khả Hinh suy nghĩ một chút, mới ngẩng đầu lên nhìn Tô Thủy Kỳ cười khúc khích nói, sau này tôi sẽ thường xuyên làm cho anh là được. Để cảm ơn anh tin tưởng tôi, thật đó. Tô Thủy Kỳ nhìn cô, mỉm cười nói, có lớn lao như vậy sao? Có Đường khả hình chừng mắt liếc nhìn anh một cái, rồi nói, nhanh ăn đi. Tôi còn đặc biệt đem ra rượu trắng, tối nay anh ăn xong cũng đừng lái xe đi ra ngoài. Một chút nữa tự tôi đi ra ngoài, ngồi xe buýt. Đi ra ngoài, Tô Thủy Kỳ nhìn cô, bật cười nói. Ừ, đi ra ngoài, đường khả hình mỉm cười đi tới bàn ăn, nói, đi ra khỏi rừng phong, chính là công viên nhỏ rồi. Lúc này tôi nhìn thấy có xe buýt tuyến số 18, tự tôi đi ra ngoài, anh uống rượu, ở trong nhà nghỉ ngơi thật tốt. Tô Thủy Kỳ mỉm cười tiến lên ngồi vào bàn ăn, giống như lơ đãng nói, phụ nữ quá độc lập, không ngại đàn ông bị tổn thương sao. Cho tới bây giờ tôi cũng không có nghĩ đến sẽ sống chung cùng với đàn ông. Đường Khả Hinh mỉm cười đem một đĩa sushi bạch tuộc đặt xuống ở trước mặt của Tô Thủy Kỳ, nói. Tô Thủy Kỳ ngẩng đầu nhìn cô, cười nói, sống một mình. Ừm, um, sống một mình, đường Khả Hinh ngồi xuống ghế, sau đó nhìn thức ăn ngon trước mặt, Cô bắt trước Tô Thủy Kỳ kêu oa một tiếng, bật cười nói, "Thật sự rất ăn ngon a." À. Tô Thủy Kỳ nhìn cô, nhàn nhạt hỏi, "Tại sao?" "Muốn sống một mình." Đường Khả Hinh chỉ cười cười, cầm đũa lên, gắp một khối sushi cá hồi, chấm một chút nước tương mù tạt, bỏ vào trong miệng của mình, nhai mạnh, kích động che miệng cười nói, "Thật sự rất ăn ngon a." À. Tô Thủy Kỳ yên lặng nhìn bộ dáng vui vẻ của Khả Hinh, thậm chí lúc cười lên lúm đồng tiền bên má phải như ẩn như hiện mái tóc ngắn nhẹ che vết sẹo bên má trái, chỉ lộ ra cái cằm nhọt, hết sức động lòng người. Anh chậm rãi nói, tôi đã từng nói, không có người nào có thể xinh đẹp cả đời, không cần bởi vì một chút vết sẹo mà hủy bỏ tình yêu sau này của cô. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn Tô Thủy Kỳ, mỉm cười nói, anh đã từng xem qua một bộ tiểu thuyết nước ngoài có tên là Nếu như cuộc đời của tôi chỉ còn là ký ức, chưa? Tô Thủy Kỳ nhìn cô, im lặng không lên tiếng. Audio điện tử võ tấn bền